Y đạo quan đồ trương nhất Trâm chương 356, cầu cứu. Từ nhã bội nói, tôi còn nhớ, lúc nhỏ tôi ở bên cạnh hồ phong trạch, rất nhiều cá tôm ăn. Từ Bill nói, giờ đây bí thư thị ủy phong trạch thẩm khánh hoa năm nay đã 58 tuổi, nếu như không có biến động gì xảy ra thì sẽ nghỉ hưu ở phong trạch. Người này xuất phát từ tầng lớp dưới, chưa từng rời khỏi đàn chính trị Giang Thành, là một trong những bô lão trong chính trị Giang Thành, ông ấy làm việc rất ổn định thanh danh về mặt chính trị rất tốt, là một thanh quan nổi tiếng xa gần. Bình thường đi làm và tan ca, ông đều đi bộ từ nhà đến chỗ làm, chứ không gọi lái xe. Trương Dương gật đầu, khó mà có được một người như vậy. Từ Bưu nói, thị trường Tôn Đông Cường thì cậu có lẽ đã quen lắm rồi, anh ta vừa đến phong trẻ chưa được bao lâu, có điều với những phản hồi nhận được thì cũng có khá nhiều lời ca tụng, dù sao thì cũng là do ông lão thủ chính trị là chủ nhiệm triệu chỉ điểm, tiến bộ của anh ta cũng rất rõ ràng. Từ Bưu không hổ là người đã làm công tác tổ chức nhân sự lâu năm, ông nói một lượt tất cả những thường ủy thành phố của Phong Trạch ra, Trương Dương gật đầu liên liệp, hắn thu thập tư liệu biết bao lâu cũng không bằng ngày hôm nay đến nghe Từ Bưu nói, bữa cơm hôm nay đúng là đáng đến, ngay cả việc nói chuyện với bộ tổ chức và tìm hiểu tình hình Phong Trạch cũng đã đạt được. Trương Dương hỏi, bộ trưởng Từ, ông thấy đi Phong Trạch nên áp dụng phương thức công tác nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền từ bill nói nếu nói bình thường thì người mới làm quan thường hống hách thật ra điều này là sai lầm những người dám hống hách là những người ít nhiều cũng có quyền phát ngôn trong tay bí thư thị ủy phong trạch có thể làm thế thị trường có thể làm thế thậm chí những thường ủy cũng có thể làm vậy nhưng cái anh phó thị trưởng chủ quản văn giáo vệ là cậu thì không thích hợp làm như vậy rồi nhưng nếu cậu không làm gì người khác sẽ bảo cậu chẳng chút bản lĩnh giống như cái lời khiêm nhường cậu vừa nói vậy ở thời đại này cậu khiêm nhường người khác sẽ không nói cậu khiêm tốt mà chỉ nói cậu ngu nói cậu chẳng được tích sự gì trương dương nghe đến độ hồ đồ rồi từ bill vừa nói hống hách không thích hợp vừa nói khiêm nhường không tốt chẳng lẽ cái anh phó thị trưởng là hắn chỉ có thể hống hách ngầm thôi sao từ bill nói vừa nãy tôi đã nói cái chức phó thị trưởng này của cậu rất dễ làm nếu như cậu chỉ muốn làm cho hết nhiệm kỳ thì chỉ cần phục tùng những chỉ thị và mệnh lệnh của cấp trên nhưng nếu cậu muốn làm ra một chút gì đó thì phải xem xét phân tích tình hình rồi Trương Dương nói, nói trắng ra là tôi chỉ là một quan nhỏ, thật ra chẳng có quyền lực gì hết. Từ Bưu cười nói, không hẳn vậy, tất cả một kết cấu tổ chức nào đều có đấu tranh bè phái cả, đây là nét đặc trưng của Trung Quốc, cũng không thể tránh khỏi điều này, cậu đi phong trạch, việc đầu tiên cậu phải đối mặt là vấn đề xếp hàng, dù là cậu không suy nghĩ về nó, cũng chắc chắn có người kéo cậu vào hàng ngũ của ông ta, nhìn cho rõ tình thế rồi hắn quyết định bước tiếp theo đi như thế nào, nếu như nhìn không rõ thì chỉ sống qua ngày là được rồi. Từ Á Huy nói, cha à, sao cha lại cứ khuyên Trương Dương sống ngày nào biết ngày ấy thế, người ta vừa mới được thăng quan, đang đúng lúc người ta bừng bừng khí thế, cha không nói những câu cổ vũ, mà lại toàn bàn lùi, thế này chẳng hay chút nào. Từ Biêu cười mắng, con thì hiểu cái gì? Có gì mà con không hiểu chứ, ít nhiều con cũng là một thuyền trưởng cơ mà. Một con thuyền có thể có mấy người, con làm sao hiểu được cái phức tạp của chính trị? Từ Bill quay sang Trương Dương, làm việc có mức độ mới là phương pháp chính xác để xử lý thế cục, cho cậu làm phó thị trưởng phong trạch, bí thư đỗ chịu không ít áp lực đâu, cậu phải làm việc cho tốt, cố gắng chứng minh thực lực của mình. Buổi tối hôm đó sau khi Trương Dương rời khỏi nhà từ bưu lại thuận đường đến thăm Lý Trường Vũ, Lý Trường Vũ và vợ y là Cát Xuân Lệ đang ngồi xem TV, từ lúc thất bại trong việc tranh cử thị trường, Lý Trường Vũ đã khiêm nhường hơn rất nhiều, đây không chỉ là biểu hiện trên cuộc họp thường ủy, mà cũng biểu hiện cả trong công tác cụ thể, y rất ít đề ra những ý kiến mang tích chất đột phá, chỉ âm thầm thực hiện những chính sách của lãnh đạo đề ra, đây cũng là lý do tại sao gần đây quan hệ của y và tả viên triều trở nên rất hòa thuận, thậm chí biến thành hiểu nhau ngầm. Sau khi tố đại nương mất, số lần Trương Dương đến nhà Lý Trường Vũ cũng giảm đi rất nhiều. Cát Xuân Lệ thấy Trương Dương đến thăm, rất vui mừng Trương Dương. Lâu lắm không gặp cậu rồi. Trương Dương cười gọi một tiếng, gì Cát? Cát Xuân Lệ quay người nói, Trường Vũ, Trương Dương đến rồi. Lý Trường Vũ nói, mau mời cậu ấy vào đây. Lý Trường Vũ ngồi trên chiếc ghế sofa, trong tay kẹp một điếu thuốc lá, trong TV đang phát một bộ phim Đài Loan, Cát Xuân Lệ rót một cốc trà cho Trương Dương, rồi ngay lập tức chăm chú vào tiết mục đang phát trong TV. Trương Dương cười nói, chú Lý, chú cũng thích xem những thể loại phim suốt mướt này từ bao giờ thế. Lý Trường Vũ ngán ngẩm cười nói, là gì cắt của cháu bảo chú phải xem cùng đấy, nói là để thoải mái đầu óc, chú vừa nghe đến người trong phim mở miệng nói đầu óc đã tê đi rồi. Y đứng dậy chỉ bên ngoài, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, đừng làm lỡ gì cắt của cháu xem phim. Trương Dương ừng một tiếng, rồi cầm cốc trà cùng Lý Trường Vũ đi vào trong vườn, ngồi xuống dưới giàn nho. Lý Trường Vũ mỉm cười nói, cháu thuận đường đến đây đúng không? trương dương cười nói thật là không gì giấu được chú ánh mắt của thị trưởng lý nhìn thấu mọi chuyện lý trường vũ nói mồm dẻo như kẹo rồi cháu sắp trở thành phó thị trưởng phong trạch rồi biểu hiện phải già dặn hơn một chút trương dương gật đầu nói vâng vâng lý trường vũ nói đi phong trạch cũng được sau khi bí thư cố nghỉ hưu đàn chính trị bình hải nhất định phải đối mặt với một đợt sông bão phong trạch được coi là một nơi tránh bão đấy tôn đông cường là thị trưởng cháu đi phong trạch có lẽ cũng chẳng được an bình là bao. Trước mặt Lý Trường Vũ, Trương Dương luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy. Lý Trường Vũ nói, với chính trị, không có kẻ địch vĩnh viễn và cũng không có bạn muôn đời, cái không bao giờ thay đổi chỉ có lợi ích chính trị mà thôi. Trương Dương hơi ngứa ra. Lý Trường Vũ hút một miếng thuốc rồi nói, quyền phát ngôn của phong trạch không nằm trong tay Tôn Đông Cường, cũng không nằm trong tay cháu, mà nằm trong tay Thẩm Khánh Hoa. Thẩm Khánh Hoa là một ông quan thanh liêm có tiếng, Người này cách sống rất ổn định, có nhiều khi hơi bảo thủ, hơi cố chấp, cháu ở cùng ông ấy cần phải để ý nhiều." Trương Dương nói, "Cháu chỉ là một tên quan nhỏ chủ quản văn giáo vệ, cháu sẽ cố gắng không quản nhiều chuyện bao đồng." Lý Trường Vũ nói, "Cái việc văn giáo vệ cũng chẳng dễ làm đâu, cháu cứ làm khoảng 2 năm đi, rồi có gì khó, chú sẽ giúp." Câu này của Lý Trường Vũ là hoàn toàn thật lòng. Trương Dương cảm ơn gật đầu lý trường vũ lại nói khi bí thư đỗ nhắc đến tên cháu đi làm phó thị trưởng phong trạch rất nhiều thường ủy đều đứng ra phản đối ta thấy giang thành sẽ ngày càng không bình ổn trương dương nói từ lúc tranh cử thanh niên người tốt cháu đã đắc tội với triệu dương lâm ông ta luôn muốn đối địch với cháu lý trường vũ thầm thở dài từ việc cất nhắc trương dương lên làm phó thị trưởng phong trạch có thể nhận ra điều đó trong nội bộ thường ủy thành phố đã bắt đầu xuất hiện biến hóa người thay đổi nhiều nhất là thị trường tả viên triều Tả viên Triều bỏ phiếu phản đối là một việc chưa từng thấy, càng huống hồ chuyện này có liên quan đến Trương Dương, quan hệ của tả viên Triều và Trương Dương từ trước đến giờ đều rất tốt, thái độ của y thật không giống với tả viên Triều lúc trước, thường ủy tiêu minh mới nhậm chức cũng tỏ thái độ nước đôi. Với quan hệ của gã và Trương Dương nên đồng ý mới đúng, nhưng gã lại đề ra chuyện biểu quyết bỏ phiếu. Bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã đương nhiên đã nhìn ra được điểm này, gã không đồng ý bỏ phiếu vì gã chưa hoàn toàn nắm chắc chuyện đó không đủ tự tin để thông qua việc bỏ phiếu. Chính trị quả thật không có người bạn muôn đời, Lý Trường Vũ hiểu rằng, dù là Trương Dương ở lại hay rời đi, đợt đấu tranh chính trị của Giang Thành lần này là điều không thể tránh khỏi. Trương Dương nói, chú Lý à, cháu đến đâu là muốn hỏi kinh nghiệm của chú, lần đầu tiên cháu phụ trách công việc này, quản lý nhiều người như vậy, không biết phải làm thế nào. Lý Trường Vũ cười nói, giờ đây chú đã không dạy nổi cháu nữa rồi, với kinh nghiệm của chú nhìn cháu làm việc, gần như chú phải lắc đầu, nếu như chú ở vị trí của cháu, thì chú nhất định sẽ không áp dụng cách của cháu để giải quyết vấn đề. Nhưng sự thật đã chứng minh, biện pháp của cháu rất có ích, cháu cứ làm việc theo cách của mình đi, nói tóm lại, chỉ cần làm đến độ không hổ thẹn gì với lương thân, làm được tới vị trí nào cũng có thể làm tốt. Trương Dương gật đầu, cháu chuẩn bị bảo thường lăng phong đến phong trạch để giúp cháu, anh ta rất giỏi làm kinh tế. Lý Trường Vũ cười, với sự hiểu biết của y về Trương Dương, tiểu tử này đến phong trạch nhất định sẽ làm một trận to đây, đỗ thiên giã cho hắn về phong trạch, rõ ràng để gây mâu thuẫn, chẳng lẽ vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này đã chuẩn bị hạ thủ với triệu dương lâm rồi. Lý Trường Vũ nói cần phải chú ý làm tốt công tác quan hệ với quan viên địa phương ở phong trạch, bí thư thị ủy thành phố phong trạch thẩm khánh hoa trước kia cùng được khảo sát cùng chú, nhưng vì nguyên nhân tuổi tác mà ông ta bị trượt, thanh doanh của thẩm khánh hoa rất tốt, rất có uy tín ở phong trạch, tất cả cán bộ cơ tầng của Phong Trạch hầu như đều do một tay ông ta cất nhắc lên. Phong Trạch mặc dù là một thành phố cấp huyện, nhưng Thẩm Khánh Hoa lại là một cán bộ cấp phó thính đấy. Trương Dương nói, không biết ông ta có bệnh gì không? Người nói vô ý, nhưng người nghe lại có ý, mặt lý trường vũ tự nhiên nóng lên, y ho mấy tiếng, rồi nhìn đằng sau người, thấp giọng nói, gần đây cơ thể chú không được như trước nữa rồi. Trương Dương thấy lý trường vũ như một cô nương vậy, đột nhiên cười lên, Lý Trường Vũ càng cảm thấy xấu hổ, thấp giọng nói: "Cháu giúp chú bắt mạch xem thế nào." Trương Dương giúp y bắt mạch, không có vấn đề gì, có lẽ là áp lực công việc quá lớn, phương pháp ngồi thiền cháu dạy cho chú, chú mỗi ngày luyện một tí nhé." Lý Trường Vũ thở dài nói: "Lâu lâu rồi chú cũng không tập." Việc Trương Dương đến phong Trạch làm phó thị trưởng cuối cùng đã thông báo xuống, thông tin này đồn đi rất nhanh, cả thể chế Giang Thành đều xôn xao, những người ngưỡng mộ có, những người ghen tị có những người nói ra nói vào là nhiều nhất, rất nhiều người muốn kéo quan hệ với hắn, những cuộc điện thoại mời ăn cơm liên tiếp không ngừng, trương dương đều từ chối hết. hắn về biệt thự gỗ bên hồ tiểu nam, hai ngày nữa là đã đến ngày thượng nhiệm rồi, hắn muốn nghỉ ngơi một chút. nhưng có những người không thể từ chối, ví dụ như kiều mộng viện, kiều mộng viện gọi điện đến là để chúc mừng trương dương thăng quan, nhân tiện tiến trương dương đi tại tân đế hào vào buổi tối hôm đó, trương dương đồng ý ngay, chẳng phải suy nghĩ. Ngay lập tức cha của Kiều Mộng Viện là Kiều Trấn Lương sắp đến Bình Hải rồi, giữa hắn và Kiều Mộng Viện phải giữ quan hệ tốt, nói không chừng có khi lại được trọng dụng. Trương Dương gặp chủ nhiệm nhân đại Triệu Dương Lâm ở trước cửa Tân Đế Hào, mặc dù trong lòng hắn không muốn gặp y, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười chủ động bước đến, giơ tay ra nói: "Chủ nhiệm Triệu, thật là trùng hợp, ông cũng đến đây ăn cơm." Triệu Dương Lâm cười rồi bắt tay với Trương Dương: "Tiểu Trương à, tôi và mấy ông bạn cũng đến đây gặp, còn cậu?" Trương Dương chỉ kiều mộng viện mặc chiếc váy màu xanh, nói tổng giám đốc kiều mời tôi. Trong lòng Triệu Dương lâm bèn nảy ra ý định, y đi từng bước đến chỗ kiều mộng viện, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ tiểu tử này muốn thông qua kiều mộng viện lập mối quan hệ với bí thư kiều ư? Trong mắt người đầy âm mưu, ai cũng có âm mưu, Triệu Dương lâm nghi ngờ về tất cả mọi thứ, có cách nghĩ này, trong lòng y ngay lập tức trở nên khó chịu. Kiều mộng viện đến trước mặt Triệu Dương lâm chào, cô mỉm cười nói chủ nhiệm trước cũng đến chỗ chúng tôi ăn cơm à những sự việc cụ thể của khách sạn kiều mộng yên không quản bình thường ngoài ăn cơm thì cô không đến đây triệu dương lâm thường xuyên đến tân đế hào trên thực tế dù là mời ai ăn cơm y cũng đều đến đây triệu dương lâm là một người chú ý đến tiểu tiết cho rằng dù là một bữa cơm cũng phải ủng hộ cho kiều mộng viện ủng hộ cho kiều mộng viện tức là tỏ thái độ tốt với bí thư kiều triệu dương lâm cười nói tôi rất thích chỗ này thức ăn ở Tân Đế Hào cũng rất hợp với tôi. Trương Dương nói, chủ nhiệm Triệu đã cao tuổi, ăn uống nên nhạt một chút, thức ăn ở Tân Đế Hào hơi cay. Câu này của hắn gồm hai ý nghĩa. Triệu Dương Lâm đã nghe ra ý thức của câu này, Triệu Dương Lâm cười nói, chẳng còn cách nào, đời này của tôi không có ớt là ăn cơm không ngon, cái tính này không sửa được. Y rất giỏi rát vàng lên mặt mình. Lúc này có mấy người bước đến, một người trong số đó là Phó Thị trưởng Tiêu Minh, Tiêu Minh nhìn thấy Trương Dương ngớ người ra. Trương Dương chủ động chào, thị trưởng Tiêu cũng đến đây ăn cơm sao? Tiêu Minh cười gật đầu, Triệu Dương Lâm mỉm cười nói, chúng tôi đến cùng nhau. Tiêu Minh nghe xong câu này, biểu hiện trên mặt trở nên không tự nhiên. Trương Dương cười ha ha nói, tửu lượng của thị trưởng Tiêu không được tốt lắm, nên uống ít thôi, chủ nhiệm Triệu là hải lượng nổi tiếng đấy. Triệu Dương Lâm kéo Tiêu Minh vào trong đằng sau vang lên tiếng của trương dương tí nữa tôi qua đó mời rượu kiều mộng viện nhìn trương dương ánh mắt đầy ẩn ý trương dương hỏi nhìn tôi làm gì vậy kiều mộng viện nói anh có thù với họ à ánh mắt sắc như dao vậy trương dương cười cô thật là lợi hại gì ấy nhỉ tối nay chỉ có hai chúng ta ăn cơm thôi à bữa tối trong ánh nến thật lãng mạn tên này không bao giờ bỏ qua cơ hội chọc ghẹo kiều mộng viện Kiều Mộng Yên cười nói, đến rồi anh sẽ biết. Trương Dương cùng Kiều Mộng Viện đi vào phòng Nam Hải, thì phát hiện thời duy, Tô Tiểu Hồng, Thường Hải Thiên đều đến cả rồi, Trương Dương cười nói, thật là đông đủ. Tôi còn tưởng chỉ có hai chúng tôi ăn cơm thôi đấy. Thời Duy trừng mắt nói, anh mơ đấy à? Gần đây nhà đầu này nói chuyện rất thích trừng mắt, thấy Trương Dương như là thù hắn lâu năm vậy. Trương Dương nói, hôm nay An Ngữ Thần không có mặt, chỉ có hai nữ bạo đồ. Tô Tiểu Hồng cười nói, tôi cũng được coi là một người như thế, tôi nhắc anh trước này, nếu như tôi uống say, thì cũng có khuynh hướng bạo lực đó. Trương Dương thụt thụt cổ, thật nguy hiểm, nếu biết sớm như vậy, thì tôi gọi thêm mấy người nữa đến đây giúp sức. Kiều Mộng Viện nói, tôi đã bảo anh gọi thêm mấy bạn nữa đến đây, mọi người cùng vui, Tiến anh đi. Trương Dương nói, tôi tưởng rằng cô muốn ăn cơm riêng cùng tôi, vì thế tôi không gọi ai đến đây, đến đây rồi mới biết tất cả đã sắp xếp hết cả rồi thường hải thiên kháng nghị trương dương anh thật là quá đáng đấy tôi đến đây để tiến anh một cách đàng hoàng đó trương dương nhìn bàn đầy thức ăn giả bộ cảm động nói sao tôi cảm thấy mọi người vui thế nhỉ có phải cảm thấy rằng tôi đi rồi là đỡ được món nợ không thời duy cười nói anh từ nãy mới nói đúng được một việc đó là chúng tôi muốn tống khứ anh đi trương dương nói được đã muốn tống tôi đi như vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa tôi gọi mấy huynh đệ đến ăn hết cơm canh nhà các cô. Trương Dương nhấc điện thoại lên gọi Khương Lượng, Đỗ Phúc Phong, Tô Cường, Giang Lạc đến. mấy tên này đang muốn mời hắn. Trương Dương không ngại từ chối, nhưng nếu đi ăn với từng người một thì lại thật phiền. Thế thì gọi hết đến đây ăn một bữa cho xong. Dù sao thì mọi người cũng là thanh niên, giao lưu với nhau cũng được. Vì là tiệc tiến chân Trương Dương, vì vậy Trương Đại Quan trở thành trung tâm được mọi người quan tâm trong bữa tiệc và đương nhiên rượu là một thứ không thể thiếu. Sau khi Luân Lưu mời rượu, Khương Lượng đại diện cho mọi người tổng kết, mọi người cùng ở đây với nhau, thấy Trương Dương đạt được thành tích lớn như thế này trong chính trị. Chúng ta đều cảm thấy hết sức vui mừng, hy vọng Trương Dương có thể làm tốt được ở cương vị công tác này, làm được thật nhiều thành tích để cố gắng vì một sĩ đầu ngày càng tiến bộ. Mọi người cùng vỗ tay rầm rập. Trương Dương nói, gió hưu hưu dòng nước chảy đôi bờ, tráng sĩ ra đi không trở lại. Anh em, hôm nay các bạn đã đến đây, tôi không nói gì nữa, hy vọng mọi người đừng quên tôi là được. Trương đại quan cầm cốc rượu trước mặt lên, uống một hớp cạn. Mọi người cùng đồng loạt vỗ tay. Thời Duy nói, anh thật là giỏi uống rượu, đúng là không phải bỏ tiền ra mua rượu có khác. Trương Dương cười nói, màu đài 30 năm, một ngụm là hơn 100 tệ, hôm nay tôi lời to rồi. Kiều Mộng Viện nói, anh uống nhiều như vậy, tí nữa đừng lái xe nữa. Trương Dương nói, tôi làm gì còn xe mà lái, tôi gọi taxi đến đây đó. Đỗ Phú Phong nói, chiếc xe Jeep đó của anh vứt đi cũng được, đen đủi lắm. Giang Lạc nói, chủ nhiệm Trương sắp sửa thành thị trường Trương đến nơi rồi, đến phong trạch, đi ra đi vào đều có xe đưa xe đón, không cần phải tự lái xe nữa rồi. Trương Dương cười nói, cái gì mà thị trường chứ, chỉ là một phó huyện trưởng mà thôi, các anh đừng có làm tôi xây sầm mặt mày, tôi rất dễ đắc ý đấy, mà cứ đắc ý lên rồi rơi từ trên cao xuống, ai đỡ được tôi tô cường nói nếu như anh rơi xuống thì tôi đi đỡ làm đệm đỡ cho thị trưởng trương cũng là một sự vinh hạnh đỗ phú phong cười nói tô cường trước đó sao tôi không biết anh lại thích nói vuốt đuôi như vậy nhỉ với cái miệng này của anh mà đi làm kinh doanh thì thật là tiếc thôi anh vào quan trường luôn đi đi theo thị trưởng trương là được rồi tô cường nói tôi muốn đi lắm chứ nhưng không biết thị trưởng trương có chịu nhận tôi hay không trương dương cười hà hà nói biến đi đừng có làm loạn tôi hay là tôi đưa chu hiểu vân đến làm thư ký cho tôi nhé tô cường căng thẳng nói thế làm sao được nói xong mới ý thức được trương dương không được phép dùng nữ thư ký người ta chỉ là cố tình chọc mình mà thôi trương dương cười đều anh căng thẳng gì chứ thời duy nói anh toàn là tiếng xấu có ai mà không đề phòng anh cơ chứ tôi thì có tiếng xấu gì đàn ông không tha đàn bà trả nể có gì ác mà anh không làm thời duy thật là dám nói lời này ra May mà Trương Dương cũng không tính toán với cô ấy, này đồng chí thời duy, nói chuyện phải chú ý đến ảnh hưởng đấy nhé, vụ oan cho một cán bộ đảng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Kiều Mộng Yên cười nói, anh đừng có ra dáng quan to nữa, sau lần này anh thăng quan rồi, đừng quên những người bạn như chúng tôi. Trương Dương nói, không quên được, trong xã hội tư bản chủ nghĩa, đằng sau mỗi chính khách đều có một đám nhà tư bản ủng hộ, tôi cũng cần những nhà tư bản như các bạn ủng hộ chứ, về sau nếu có chỗ nào cần dùng tiền thì tôi còn phải mở miệng nhờ cô ấy chứ. Kiều Mộng Yên gật đầu, chỉ cần là việc tốt ích quốc lợi dân, tôi sẽ giúp ngay. Uống đến giữa chừng, Trương Dương nghĩ đến việc phải qua chỗ triệu Dương Lâm và Tiêu Minh. Từ lúc biết chuyện Tiêu Minh không ủng hộ hắn trên cuộc họp thường ủy mà lại đề ra việc bỏ phiếu, Trương Dương bắt đầu khó chịu với gã. Hôm nay thấy gã lại đi cùng với triệu Dương Lâm, càng cảm thấy Tiêu Minh đã ngả về phía triệu Dương Lâm rồi. Khi hắn đi đến mời rượu phát hiện bên đó bàn tiệc của Triệu Dương Lâm đã tàn. Kiều Mộng Viện thấy Trương Dương quay về, đều cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ hắn đã về sớm như vậy rồi. Trương Dương nói, có lẽ người ta ăn cơm để làm việc thôi, đã về rồi. Đám người của Triệu Dương Lâm chẳng quan trọng gì với Kiều Mộng Viện. Với thân phận của cô, không cần thiết phải để tâm đến họ. Lúc này Khương Lượng nhận được điện thoại của cục, nói là có nhiệm vụ gấp, anh ta và Đỗ Vũ Phong cáo từ trước. Tô Tiểu Hồng cũng đứng dậy cáo từ, cô và em trai phải về xem cửa tiệm. Thế là bữa tiệc tiến chân đã coi là chấm dứt, thời Duy đề nghị đi đến hoàng gia giả Nhật Hát, nhưng Trương đại quan chẳng hứng thú, lắc đầu nói, tôi phải về ngủ sớm, mấy ngày nay cần phải tu thân dưỡng tính, để chuẩn bị cho công việc. Kiều Mộng Viện nói, để tôi đưa anh về. Trương Dương vốn muốn đi xe của Giang Lạc, nhưng không ngờ Kiều Mộng Viện lại chủ động mời hắn, hắn thật là nhận được sự sủng ái của mọi người gật đầu nói: "Được." Kiều Mộng Viện vừa mua được chiếc BMW Mini màu đỏ rất sặc sỡ, Trương Đại Quan ngồi vào trong, mỉm cười nói: "Phụ nữ vẫn lái xe nhỏ thì tốt hơn." Kiều Mộng Viện cười, khởi động xe: "Đi đâu đây?" Trương Dương vốn muốn nói đến biệt thự Tiểu Nam Hồ, nhưng hắn lại thay đổi ý định, biệt thự đó là của Hồ Nhân Như, nếu như để Kiều Mộng Viện biết, nhất định sẽ nghĩ không tốt về hắn. Trương Dương nói: "Đưa tôi đến chính phủ thành phố là được rồi." Kiều Mộng Viện đề nghị chở Trương Dương về là có chuyện muốn nói cùng hắn. Chiếc xe đi vào đường Tân Hồ, Kiều Mộng Viện nói, Trương Dương, cha tôi sắp đến Bình Hải rồi. Trương Dương gật đầu, tôi nghe nói rồi. Kiều Mộng Viện nói, ông rất coi trọng anh đấy. Trương Dương cười, có cơ hội thì dẫn tôi đi gặp ông ấy xem, để tôi có cơ hội tiếp cận lãnh đạo. Ngón tay Kiều Mộng Viện gõ lên vô lăng, nghe nói. Trước khi hứa ra dũng rời khỏi Giang Thành có gặp anh, tôi muốn biết, Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương hạ kính xe xuống, chuyển chủ đề cảnh đêm trên hồ Nhã Vân thật đẹp. Kiều Mộng Viện cắn môi, anh ấy mất tích rồi, không có một chút tin tức nào cả, vất cả hối thông đi rồi. Trương Dương điềm đạm nói, thứ anh ta vất lại không chỉ là hối thông, mà còn cô nữa. Kiều Mộng Viện lòng cảm thấy rất tủi hơn, nước mắt dường như muốn trào ra. Đột nhiên trước xe vọt qua một bóng người, Kiều Mộng Viện sợ đến nỗi hét lên may mà trương dương nắm lấy vô lăng chiếc xe đổi hướng kiều mộng viện cố hết sức đạp phanh xem chiếc bánh xe nghiến két trên đường người đi xe cũng sợ hết hồn vội vàng đi mất trương dương mở đèn nhìn kiều mộng viện đang thở hồng hộc an ủi không sao may mà không sao ngực kiều mộng viện không ngừng phập phồng một lúc sau cô mới bình thường lại tôi yêu anh ấy trương dương nói giờ vẫn còn yêu sao câu này làm cho kiều mộng viện lòng dối như vò cô thật sự rất quan tâm đến tông tích của hứa gia dũng, nhưng giờ đây cô không biết mình rốt cuộc còn yêu hứa gia dũng hay không, vì mỗi lần nhớ đến anh ta, cô đều nhớ lại cảnh kinh hoàng hôm đó, giờ đây cô vẫn còn sợ. Kiều mộng viện không ngừng đấu tranh tư tưởng, một lúc sau mới trả lời yêu. Dường như trong lòng Trương Dương có một cảm giác cay cay, mặc dù câu này của Kiều Mộng Viện không phải là một lời ai oán, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, hắn ý thức được rằng ý muốn chiếm hữu của hắn không vì chuyện vượt thời gian mà giảm sút. Kiều Mộng Viện nói, tôi biết rằng hứa ra Dũng có mâu thuẫn rất lớn với anh. Trương Dương nói, không phải là mâu thuẫn, mà là thù hận, cô nên biết rằng, hứa ra Dũng từ trước đến giờ luôn coi tôi là người giết cha anh ta. Anh ta cho rằng tôi hại chết cha anh ta. Kiều Mộng Viện gật đầu, tôi đã thử thuyết phục anh ấy, việc của bác hứa có nguyên nhân là chính bản thân anh ấy, không có liên quan gì đến người khác trương dương nói anh ta luôn đối địch với tôi tôi không thích anh ta rất nhiều việc là do anh ta gây ra cô muốn biết tối hôm đó đã xảy ra việc gì tôi có thể nói với cô anh ta đến tìm tôi nói rằng tôi hại chết cha anh ta nói rằng tôi cướp đi người con gái của anh ta phá vỡ tình cảm giữa cô và anh ta sau đó muốn đánh tôi bị tôi đánh ngã cô yên tâm tôi không làm anh ta bị thương kiều mộng viện nói anh ấy luôn muốn đánh bại anh trương dương nói đáng tiếc anh ta đã chọn nhầm đối tượng kiều mộng viện thở dài trương dương nói nhất định anh ta sẽ quay về anh ta hận tôi nhất định sẽ vì thù hận mà quay lại kiều mộng viện cảm thấy rất đau đầu cô đồng ý với câu này của trương dương nhưng nghĩ đến việc lý do hứa ra dũng quay lại chỉ vì để báo thù chứ không phải vì tình cảm với cô một nỗi buồn lại bổ vây lấy con tim cô trương dương cảm thấy kiều mộng viện buồn hắn an ủi là một người ngoài cuộc Tôi cảm thấy anh ta không đáng để cô yêu, anh ta tiếp cận cô, đính hôn với cô, chỉ là vì đã nhìn thấy được bối cảnh gia thế nhà cô mà thôi, anh ta muốn tiếp cận cô để làm mạnh thêm thế lực của mình, muốn lợi dụng cô để đối phó với tôi. Đủ rồi, Kiều Mộng Viện hét lên. Trương Dương không ngờ Kiều Mộng Viện vốn rất dịu dàng giờ lại có phản ứng như vậy, hắn ngớ ra. Kiều Mộng Viện nước mắt lưng tròng nhìn Trương Dương, anh tưởng rằng anh là thứ gì tốt sao? anh chẳng phải cũng lợi dụng tôi để chọc tức hứa ra dũng, làm tôi trở thành công cụ tranh đấu của hai người. Các người đều chẳng phải là thứ gì tốt, khi đấu đá với nhau, có bao giờ nghĩ đến việc phải tôn trọng tôi. Trương Dương nhìn ánh mắt đau khổ của Kiều Mộng Viện, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy, Mộng Viện. Xuống xe, anh xuống xe cho tôi. Trương Dương đẩy cửa xe đi xuống, hắn vừa xuống, chiếc xe của Kiều Mộng Viện đã phóng về phía đằng xa, Trương Đại Quan lắc đầu, Tâm hồn của phụ nữ đúng là không dễ nắm bắt. May mà trên đường Tân Hồ không ít xe taxi, hắn không cần phải đi bộ về. Trương Dương gọi một chiếc taxi, lần này không cần lo lắng Kiều Mộng viện nghĩ gì nữa, hắn bảo taxi đưa hắn về biệt thự gỗ Tiểu Nam Hồ. Trương Dương đến trước biệt thự thì thấy trong phòng sáng đèn, vừa mừng vừa ngạc nhiên, xem ra có lẽ Hồ Nhân Như quay về rồi, hắn mở cửa phòng thì thấy Hồ Nhân Như mặc một chiếc áo choàng vừa tắm xong, trên đầu còn quấn khăn mặt. Bước ra, thấy Trương Dương, mặt cô cười rất tươi, lao về phía hắn như chú chim non, ập vào lòng Trương Dương. Trương Dương ôm chặt lấy Hồ Nhân Như, dường như muốn nuốt trọn cô vậy, Hồ Nhân Như nhắm chặt mắt, ngước đầu lên, đôi môi cô chờ đợi nụ hôn của hắn. Đôi môi Trương Dương nhẹ nhàng đặt lên môi cô, đầu lưỡi mềm mại của Hồ Nhân Như đã chủ động lên trước. Hai người hôn mãnh liệt say đắm, từ cửa hôn đến trên sofa. Chiếc áo của Hồ Nhân Như đã cởi ra, cơ thể cô trên ghế sofa, quần áo của Trương Đại Quan cũng đã vất đầy trên sàn nhà, bộ phận trên người hắn bắt đầu tiến vào trong cơ thể của Hồ Nhân Như. Hồ Nhân Như ôm chặt lấy Trương Dương, cô phát ra những tiếng hừ hừ, em nhớ anh chết mất. Trương 357, tôi vừa mới đến. Lần đi Hồng Kông lần này của Hồ Nhân Như rất thuận lợi. Cô đã đăng ký công ty thành công, các nguồn tiền đã đến nơi, ký hợp đồng với mấy nhà đài của truyền hình thiên không, tiếp tục đó là liên hệ giới truyền thông trong nước, mở rộng quỹ đạo hợp tác. Hồ Nhân Như mặc dù với về, nhưng cô rất mạnh khỏe, lúc này lại bí Trương Dương làm cho hưng phấn vô cùng, không sao ngủ được, cô ôm lấy tay hắn nói những gì mình thấy được ở Hồng Kông. Trương Dương cảm thấy vui vẻ vì Hồ Nhân Như đã tạo dựng được sự nghiệp của mình, nhưng hắn không hứng thú với việc kinh doanh cụ thể, một lúc sau đã ngáp ngắn ngáp dài. Hồ Nhân Như nhìn thấy hắn không thích nghe, nói anh không muốn nghe, thì em nói mấy thứ anh thích nghe vậy. Trương Dương nói, em nói đi, dù sao ngày mai anh cũng không phải đi làm, có thể ngủ nướng được. Hồ Nhân như nói, gần đây Hải Lan sẽ đến Giang Thành làm tiết mục, làm về núi Thanh Đài của Giang Thành. Trương Dương gật đầu, nói chuyện của hắn với Hồ Nhân như, anh đã lên chức phó thị trưởng phong trạch rồi. Hồ Nhân như vừa về không biết chuyện này, ngớ người, rồi mới cười ôm lấy cổ Trương Dương, hôn lên mặt hắn rồi nói, hèn chi tối nay anh vui vậy, hóa ra là thăng quan rồi. Trương Dương nói, vẫn là phó sở thôi, không được coi là tham quan. Hồ Nhân như nói, mặc dù chỉ là phó sở nhưng quyền lực đã không như trước nữa rồi, phong trạch có mấy chục vạn người, anh chủ quản giáo vệ văn cũng là một mảng quan trọng. Trương Dương nói, đằng trước mặt anh còn 8 người thường vụ đang xếp hàng nữa kia, người đứng đầu là bí thư thị ủy, rất nhiều người đều khuyên anh, làm việc gì cũng phải khiêm nhường, cần phải tạo mối quan hệ tốt với lãnh đạo xung quanh hồ nhân như cười nói sợ gì chứ bí thư đỗ đứng đằng sau anh phong trạch có lớn đến mấy cũng không bằng gian thành bí thư thị ủy giang trạch cũng phải phục bí thư đỗ trương dương nói đỗ thiên giã đã giúp anh không ít rồi gần đây bình hải chuyển giao chính trị bí thư cố đã đến lúc về hưu người đến đảm nhận chức vụ này của ông là kiều trấn lương giờ đây những ngày tháng của đỗ thiên giã không dễ sống cho lắm hồ nhân như thở dài nói lại là việc kéo bè kết cánh của chính trị sao Trương Dương cười nói, có triều đại nào là không thế này đâu, có điều không có quan hệ gì lớn với anh, Kiều Trấn Lương dù là có vận động gì cũng chẳng rơi đến đầu anh, người ta là cấp gì cơ chứ, chẳng thèm để ý đến con tép như anh. Hồ Nhân như nói, Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó nhìn, sợ là ông ta vừa thượng đài, là đám xung quanh ông ta lại được dịp làm mưa làm gió, đến lúc đó dù ông ta không động đến anh, thì cũng có những tiểu nhân như anh. Trương Dương biết rằng những điều Hồ Nhân như nói rất có lý, hắn danh ma nói, anh mà sợ à. Nếu muốn gây rắc rối cho anh, bọn chúng cứ thử xem mèo nào cắn mỉu nào. Hồ Nhân như dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Trương Dương, dịu dàng nói, mặc dù đi làm phó thị trưởng phong trạch là một việc tốt. Nhưng về sau đi ra đi vào sẽ không được thuận tiện như trước nữa rồi, nhất định sẽ có người thóc mắc, cơ hội gặp gỡ của chúng ta có phải vì vậy mà sẽ ít hơn không? Trương Dương cười nói, em sợ gì chứ? Khi nào em nhớ anh thì em cứ đến tìm anh, hơn nữa, phong trái cách Giang Thành cũng không xa, chỉ hơn 90 cây số mà thôi, lái xe hơn một tiếng đồng hồ là đến rồi. Cùng lắm anh về thường xuyên là được rồi. Hồ Nhân như nói, anh mới nhậm chức, phải để lại cho nhân dân ấn tượng tốt, đừng vì những việc này làm ảnh hưởng đến thanh danh của anh. Trương Dương nói, người ta quan hệ nam nữ, anh sợ gì chứ? Làm quan có quan hệ gì đến những chuyện này? Hồ Nhân như hạ thấp người xuống nói, để em phục vụ anh cho tốt, đôi môi cô hôn lên trên ngực Trương Dương, lưới cô liếm lấy ra thịt Trương Dương, rất buồn, nhưng cũng rất thoải mái, một chỗ nào đó của Trương Dương lại bắt đầu nảy lên như cỏ mọc sau mưa. Trương Dương lần này đến phong trạch để thượng nhiệm do Bộ trưởng tổ chức từ Biêu đi cùng, người cùng đến phong trạch với họ còn có Cục trưởng Cục Công an thành phố Vinh Bằng Phi, Vinh Bằng Phi đi cùng hoàn toàn là việc trung hợp, gần đây phong trạch có một vụ án cướp tiệm vàng. Lần này Vinh Bằng Phi đến phong trạch là để phá án, nghe nói Trương Dương phải đến đó để nhận chức, vừa vặn đồng hành với nhau. Ba người đi dưới bóng từ bưu trên đường cười rất vui, đến trạm thu phí vành đai ba, gặp phải một chuyện, đó là một chiếc xe chở hàng lớn cố xông đến cửa ra, đâm vào chắn đường, một người thu vé muốn ngăn chiếc xe lại cũng bị kéo đi đến hơn 10 mét, mặc dù không bị thương nặng, nhưng toàn thân cũng sất sát. Sau khi Vinh Bằng Phi nghe nói đến chuyện này, hỏi rõ về chiếc xe vừa đi qua, rồi chẳng nói chẳng rằng, bảo lái xe đuổi theo. Theo nhân viên thu vé của trạm thu phí, họ đuổi lấy chiếc xe lớn màu xanh ở trấn Dương Cố. Thấy sắp đâm vào đằng sau chiếc xe đó, Vinh Bằng Phi bảo lái xe phóng vọt lên đằng trước chặn đầu chiếc xe, bắt đối phương dừng xe lại. Trên chiếc xe chở hàng lớn bước xuống ba người đàn ông, ai nấy đều cao to lực lưỡng, trông rất hung hãn, tên đứng đầu trừng mắt với Vinh Bằng Phi quát: "Làm gì thế? Đang đi tử tế chặn đầu xe tôi làm gì?" Vinh Bằng Phi tức giận nói: "Không thấy tôi là cảnh sát à?" cảnh sát thì làm sao, cảnh sát cũng không thể tùy tiện chắn xe người khác. Trương Dương sợ Vinh Bằng Phi bị thiệt, cũng xuống xe theo. Thấy điệu bộ ba người này có lẽ cũng là loại vô văn hóa, nếu những người có chút kiến thức nhìn từ biển số xe cũng có thể nhận ra thân phận mấy người trên xe không phải là bình thường. Hơn nữa, Vinh Bằng Phi còn mặc đồng phục cảnh sát, vậy mà vẫn còn cãi nhau với Vinh Bằng Phi, thật là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Vinh Bằng Phi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người ba người này, ngay lập tức đoán được họ lái xe sau khi uống rượu, giữa ban ngày ban mặt mà dám uống rượu lái xe, hơn nữa lại còn dám đâm vào cửa thu tiền, đám người này cũng thật to gan, Vinh bằng phi tức giận nói tất cả quay hết người đi cho tôi, áp vào xe. Tên đầu húi cua trừng to mắt, tức giận nói: "Mẹ kiếp, mày là thằng nào? Biết tao là ai không?" Lúc này từ xa đã vang lên tiếng xe cảnh sát, đó chính là đội cảnh sát giao thông của trấn Dương Cố, từ trên một chiếc xe nhỏ nhảy xuống hai người cảnh sát, hai người thấy biển xe Hồng Kỳ đã sợ hết vía, rồi lại nhìn thấy Vinh Bằng Phi, mặc dù họ chưa từng gặp Vinh Bằng Phi, nhưng trên báo cũng đã đăng nhiều về gã, ngay lập tức đối chiếu với thân phận của gã, hai người không kịp xử lý sự tình, đã vội vàng hói cục trưởng Vinh. Trương Dương nói, mấy ngày trước có mưa mà nhỉ. Từ Biêu nói, nếu so sánh với trước đó, thì lượng mưa năm nay của Giang Thành không phong phú, dân chúng dựa vào trời để có cái ăn, dù là hạn hay là lũ, người chịu đen đuổi đều là nhân dân cả. Vinh Bằng Phi lạnh lùng nhìn họ, rồi không vui nói: sao lại suốt quân chậm chạp vậy? Một viên cảnh sát giao thông trong số đó giải thích: tại vì xe cảnh sát cố quá nên giữa đường bị chết máy. Vinh Bằng Phi chẳng thèm nhiều lời với họ, ba người bọn họ uống rượu xong còn lái xe, đâm vào cửa thu tiền, đâm bị thương nhân viên thu tiền, bắt cả người lái xe cho tôi. Ngày mai bảo cấp trên của các anh đến thì cục báo cáo kết quả xử lý cho tôi biết. Vâng, vâng, hai viên cảnh sát giao thông vội vàng gật đầu, với họ, lời của Vinh bằng Phi là một mệnh lệnh không thể chối cãi. Sự việc nhỏ phát sinh trên đường đi này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của họ, họ lại lên xe đến Phong Trạch. Trên đường đi qua hồ Phong Trạch, Trương Dương phát hiện ra mực nước rất thấp, rất nhiều chỗ đã khô cả rồi, trên mặt hồ nứt nẻ rất nhiều thứ màu trắng trắng. Đó chính là da bụng của cá chết, bên trên hồ còn không ít trẻ con đang nhặt những con cá mắc cạn từ bưu chỉ mặt hồ phía xa nói, năm nay mực nước rút đi nhiều quá. Mấy năm trước nước đều đến cả con đê lớn, giờ đây đã rút đi gần một thước rồi. Trương Dương nói, mấy ngày trước có mưa mà nhỉ. Từ bưu nói, nếu so sánh với trước đó, thì lượng mưa năm nay của Giang Thành không phong phú, dân chúng dựa vào trời để có cái ăn, dù là hạn hay là lũ, người chịu đen đuổi đều là nhân dân cả. Vinh Bằng Phi nói, chị An của Phong Trạch không tốt, gần đây đã phát sinh mấy vụ cướp bóc rồi, chẳng biết cái ông Triệu Quốc Đông kia làm cái trò gì, trong một tháng, mà một tiệm vàng bị cướp đến hai lần, mà anh ta chẳng có chút manh mối nào cả. Trương Dương cười nói, cho anh ta một cái nhiệm vụ, nếu trong một thời gian mà không phá được án, thì cắt chức. Vinh Bằng Phi cười nói, nếu làm như cậu nói, thì chẳng ai dám làm cảnh sát nữa, chẳng phải tất cả vụ án đều có thể phá được, nếu như cứ gây áp lực cho cấp dưới về chuyện phá án sẽ không có giúp ích gì cho họ. Từ Bưu nói, đây chính là vấn đề phương thức làm việc, có căng cũng phải có độ, mềm nắn rắn buông mới có thể làm tốt công việc. Trương Dương ngồi bên cạnh nghe, cảm thấy câu này của Từ Bưu là nói cho hắn nghe vậy. Họ đưa Vinh bằng Phi đến cục công an thành phố Phong Trạch trước, rồi Từ Bưu và Trương Dương cùng đến chính phủ thành phố Phong Trạch. Trương Dương vẫn chưa từng đến chính phủ thành phố Phong Trạch, ấn tượng đầu tiên nơi này cho hắn đó chính là quá sơ sài, khu đất rất rộng, nhưng trong đó chỉ có hai tòa nhà đơn giản. Phía đông là phòng làm việc chính phủ thành phố, phía tây là phòng làm việc thị ủy. Hai tòa nhà đều không có gạch lát bên ngoài tường, đứng ở giữa khu đại viện chính phủ thành phố, làm cho người ta cảm thấy thật áp lực, chỉ có màu xanh của cây lá tô điểm thêm cho nơi đây ít sức sống. Trong khu nhà rất yên lặng, dù là người hay xe đi qua đều rất yên lặng, dù là những người đi đường qua lại cũng không nói chuyện, biểu hiện trên mặt từng người đều rất nghiêm túc trang trọng, không nói không cười. Trương Dương thấy cảnh trước mắt tâm trạng của hắn cũng chịu không ít ảnh hưởng, hắn nói với Từ Bưu, sao lại có cảm giác bước vào một cái nhà tang thế vậy? Từ Bưu cười một tiếng nói, ăn nói linh tinh, lần gần đây nhất ông ta đến đây là 5 năm, năm trước, ngay cả khi Tôn Đông Cường đến đảm nhận chức thị trường, ông ta cũng không đi cùng, từ đó có thể thấy sự xem trọng của ông đối với Trương Dương. Chiếc xe của Từ Bưu vào trong khu nhà đại viện, làm cho không ít người chú ý, mặc dù họ không thích nói nhiều, nhưng con mắt không thể khống chế được, những người làm việc ở trong cơ quan, không có con mắt cơ bản không thể sống được. Rất nhanh đã có người đến đón, người đến đón chính là chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ thành phố Trương Đăng Cao, gã nghe thấy động tính, nhận ra là bộ trưởng tổ chức Từ Bưu, vội vàng bảo người thông báo cho bộ tổ chức, còn mình thì vội vàng ra đón, đến trước mặt Từ Bưu, gã giơ hai tay ra nói, "Bộ trưởng Từ, sao ông đến đột một thế này, chẳng thông báo trước một tiếng." Lúc này Trương Dương mới biết Từ Bưu không báo trước cho bên phong trạch không biết rằng đây là từ biêu cố ý hay là vô ý, từ biêu cười bắt tay với trương đăng cao tiểu trương, lại béo ra rồi à. Trương đăng cao cười nồng hậu, trương dương phát hiện tên này là người biết cười nhất hắn gặp được trong cơ quan này. Từ biêu chuẩn bị giới thiệu trương dương với trương đăng cao, trương đăng cao không đợi ông ta nói, đã bước lên trước bắt chặt lấy tay trương dương, vị này chính là thị trưởng trương mới đến đúng không? Đã nghe danh từ lâu, đã nghe danh từ lâu. Trương Dương biểu hiện ra một nụ cười rất thân thiết, rồi bắt tay Trương Đăng Cao, Trương Đăng Cao tự giới thiệu, tôi là Trương Đăng Quang, là chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ thành phố. Trương Dương mỉm cười nói, chào chủ nhiệm Trương, chúng ta cùng họ với nhau, về sau phải cố gắng thân nhau hơn nhé. Một câu nói đã kéo gần khoảng cách giữa hắn và Trương Đăng Cao. Lúc này thị trưởng Tôn Đông Cường và Bộ trưởng Tổ chức Thành phố Phong Trạch đều đến đón, người họ đón không phải là Trương Dương, mà là Bộ trưởng Tổ chức Từ Biêu. Thấy tử biêu đưa Trương Dương đến đây, Tôn Đông Cường cảm thấy không thoải mái, nghĩ rằng lúc đầu gã đến đây làm thị trường, đều không được ông ta đưa đến, Trương Dương chỉ là một anh phó thị trường, còn chẳng được làm thường ủy, mà đích thân từ biêu lại đến đưa hắn tới đây, nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy, làm sao không làm người ta nghĩ được. từ biêu giới thiệu Trương Dương với Chu Tổng Quân, cười nói Tổng Quân, thị trường Trương tôi giao cho cậu rồi nhé. Chu Tòng Quân là cán bộ do Từ Biêu đề bạt mà thành, cũng được coi là môn sinh của ông ta, nhưng hôm nay từ bưu làm vậy đã làm cho Chu Tổng Quân hết sức ngạc nhiên, theo lý thường mà nói, thế nào cũng phải thông báo cho gã, để bộ tổ chức có sự chuẩn bị, nhưng từ bưu lại không cho họ cơ hội để chuẩn bị. Trương Dương chủ động bước về phía Tôn Đông Cường, giơ tay ra, nhiệt tình nói, thị trường Tôn, về sau phải làm việc dưới sự chỉ đạo của anh rồi, hy vọng thị trường Tôn quan tâm chăm sóc. Tôn Đông Cường cười bắt tay với hắn, Năng lực công tác của Tiểu Trương tất cả mọi người đều biết, đến phong trạch, nhất định có cơ hội để biểu hiện. Trương Dương biết được sự giả dối đằng sau nụ cười của gã, hắn thầm nói, thật là giả tạo, chỉ sợ giờ đây anh đã ngán tôi lắm rồi. Tôn Đông Cường đương nhiên không thích Trương Dương, chính vì Trương Dương làm cho gã không được chọn thanh niên người tốt, làm cho gã mất mặt trong cuộc bình chọn thanh niên người tốt, không ngờ gã vừa đặt chân lên đất phong trạch, tên này đã bước theo rồi, việc Trương Dương đến phong trạch làm phó thị trường. Tôn Đông Cường đã biết từ đâu, lúc đó gã đã hiểu rằng là Đỗ Thiên Giã cố ý đặt Trương Dương ở đây, mâu thuẫn giữa nhạc phụ của gã là Triệu Dương Lâm và Đỗ Thiên Giã đã trở nên công khai, Đỗ Thiên Giã đưa Trương Dương đến phong trạch là để đối phó với gã. Có kết luận như vậy, Tôn Đông Cường làm sao có thể hoan nghênh Trương Dương đến được, từ ngày đầu tiên Trương Dương đặt chân đến phong trạch, Tôn Đông Cường đã bảo Chu Tổng Quân đưa Trương Dương đi làm quen với tình hình, còn gã thì mời từ Bưu đến trong phòng làm việc nghỉ ngơi chu tòng quân đưa trương dương đến với phòng làm việc phó thị trưởng thường vụ trần gia niên trước bước vào mới biết rằng trần gia niên không có ở đó nói rằng là đi khảo sát tình hình hạn hán rồi năm vị phó thị trưởng có đến bốn vị không ở nhà chỉ có phó thị trưởng phân quản du lịch là có ở phòng làm việc đó là vương hoa chiêu tình trạng của vương hoa chiêu khá đặc thù gã là phó thị trưởng tạm giữ chức trước khi vương hoa chiêu giữ chức phó thị trưởng gã là phó sở trưởng sở nông mục phòng khoa học kỹ thuật tỉnh chưa từng làm công tác ở cấp dưới Năm nay 29 tuổi, cũng được coi là người trẻ tuổi tài cao, có điều nếu so sánh với Trương Dương thì đương nhiên gã còn không bằng. Nghe nói bên trên Vương Hoa Chiêu còn có người, nhưng gã che giấu rất tốt, vì thế chẳng ai nói móc điều bí mật đó của gã ra, có điều chẳng ai coi cái gã phó thị trưởng Vương Hoa Chiêu này ra gì cả. Gã tạm giữ chức 2 năm, đã ở phong trạch 1 năm 6 tháng rồi, còn nửa năm nữa là hết thời gian, trong chính phủ coi vị phó thị trưởng này như một vị khách qua đường vương hoa chiêu đã nghe nói danh tiếng của trương dương gã biểu hiện khá khách khí thị trưởng trương anh là nhân vật lừng lẫy ở giang thành đó trương dương cười nói danh tốt hay danh xấu vậy vương hoa chiêu ngớ người ngay lập tức cười nói đương nhiên là danh tốt rồi xuân dương giang thành đều có du lịch rất tốt nghe nói đều là công lao của anh về sau tôi phải học hỏi anh hơn rồi trương dương cười nói không vấn đề gì phòng làm việc của tôi ngay bên cạnh anh nếu rảnh rỗi thì anh năm qua nhé. Trương Dương còn phải đi làm quen tình hình, nói mấy câu với Vương Hoa Chiêu rồi đi. Chu Tòng Quân đưa Trương Dương đến xem phòng làm việc của hắn, Trương Dương đương nhiên không quá ngạc nhiên vui mừng, phòng làm việc khá rộng, cả trong cả ngoài khoảng tầm hơn 40 mét vuông, nhưng trong phòng ngoài hai chiếc bàn làm việc là một chiếc ghế sofa rách, cả điều hòa cũng chẳng có. Chu Tòng Quân nhắc nhở Trương Dương, "Thị trưởng Trương, chúng ta qua thăm bí thư thẩm một chút nhé." Trương Dương lúc này mới nhớ ra, hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến, về tình về lý đều phải đến thăm ông chủ của phong trạch là Thẩm Khánh Hoa. Hắn nghĩ Thẩm Khánh Hoa cũng thật là ra điều, ngay cả bộ trưởng bộ tổ chức thành phố đến cũng không ra mặt gặp. Trương Dương không biết rằng, mặc dù cấp của Thẩm Khánh Hoa thấp hơn từ Biêu, nhưng ngày trước Thẩm Khánh Hoa là cấp trên của từ Biêu, có điều quan vận của Thẩm Khánh Hoa không thể sánh bằng từ Biêu. Giờ đây từ Biêu đã là bộ trưởng tổ chức thi ủy thành phố Giang Thành, còn Thẩm Khánh Hoa vẫn chỉ ở phong trạch, chỉ là từ bí thư huyện ủy trở thành bí thư thị ủy. Trương Dương cùng Chu tổng quân đến phòng làm việc thị ủy, phòng làm việc của Thẩm Khánh Hoa cũng ở phía đông, cửa phòng không đóng, Chu tổng quân gọi một tiếng bí thư Thẩm. Bên trong truyền đến một tiếng ử ừ hồi âm, Trương Dương bước vào trong, đột nhiên lòng hắn bình tĩnh lại, phòng làm việc của bí thư thị ủy cũng chẳng khá khẩm hơn được phòng của hắn là mấy, ngoài một giá sách, hai ghế sofa, chẳng thấy được những gì khác nữa. Điều làm Trương Dương không ngờ đến là, Thẩm Khánh Hoa cũng không lắp đặt điều hòa trong phòng của ông ta, điều này rất hiếm gặp trong các đơn vị cấp huyện, dù là ở những hương lạc hậu, giờ đây các phòng làm việc cũng đã có điều hòa cả rồi, xem ra vị bí thư thị ủy này mang tiếng thanh liêm không phải là giả. Thẩm Khánh Hoa ngồi sau một chiếc bàn làm việc cũ nát, chiếc ghế tre của ông cũng đã dùng biết bao năm, ông rất cao, rất gầy, da hơi đen, đầu đã ngả màu hoa dâm, mặc một bộ quần áo trung sơn, mắt rất sâu, rất có thần sống mũi cao, môi hơi mỏng và rộng, cả người giống như một con chim ưng kiêu hùng trên đỉnh núi vậy. Trên mặt thẩm khánh hoa không thấy một nụ cười nào, từ lúc Trương Dương bước vào phòng làm việc, ông đã nhìn từ đầu đến cuối người thanh niên này, ánh mắt của ông rất uy nghiêm, bình thường rất ít có người nào cấp dưới dám nhìn thẳng vào mắt ông, nhưng Trương Dương thì không giống những người đó, hắn đã gặp được nhiều lãnh đạo lớn hơn cả thẩm khánh hoa, nụ cười của hắn ôn hòa mà không kém phần kính trọng, hắn lịch sự chào bí thư thẩm, tôi là trương dương chúng ta đã từng gặp nhau trước đó thẩm khánh hoa gật đầu mặc dù ông đã đứng tuổi nhưng trí nhớ của ông rất tốt đã từng gặp lần trước trong lễ trao giải thanh niên người tốt của giang thành trương dương cười giơ tay ra thẩm khánh hoa vẫn ngồi đó không đứng dậy bắt tay với trương dương tay của thẩm khánh hoa rất lớn nhưng đầy xương cốt các khớp của ông cũng lớn bàn tay lạnh làm cho người ta cảm giác thật xa cách mặc dù trương dương hơi khó chịu nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười rạng rỡ. Thẩm Khánh Hoa chỉ vào chiếc ghế sofa, ngụ ý bảo Trương Dương ngồi xuống đó. Chu Tòng Quân có lẽ là để xoa dịu đi không khí, cười nói, "Bí thư Thẩm và phó thị trưởng Trương đã từng gặp mặt, vậy thì tôi không cần phải giới thiệu nữa rồi." Thẩm Khánh Hoa nói, "Không còn việc gì nữa đâu, đồng chí Tòng Quân, nghe nói bộ trưởng từ đến à?" Chu Tòng Quân thầm kêu khổ, "Vị bí thư Thẩm này thật là giỏi giả vờ." vừa nãy gã đã gọi điện thoại xin chỉ thị của ông ta rồi ông ta không muốn gặp từ biu giờ đây lại hỏi chẳng lẽ muốn bộ trưởng tổ chức thành phố đích thân đến gặp ông ta ư trong lòng chu tòng quân thích vị ân sư là từ biu hơn nhưng ngoài miệng lại không nói gã cười nói đang ngồi nói chuyện ở phòng làm việc của thị trường tôn ạ thẩm khánh hoa gật đầu nói vậy anh đi sắp xếp một chút trưa nay tôi sẽ tiếp đón bộ trưởng từ ở phòng chiêu đãi nhân tiện mừng phó thị trưởng trương đến đây chu tòng quân ừng một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Trương Dương và Thẩm Khánh Hoa. Thẩm Khánh Hoa nói: "Tiểu Trương à, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Trương Dương nói: "25." Thẩm Khánh Hoa ừm một tiếng, trong lòng thầm thấy lạ, theo những tư liệu mà ông ta lấy được thì vị phó thị trưởng mới đến này chỉ có 22 tuổi, ông ta không biết rằng Trương Dương đã làm một vài động tác với tuổi của hắn. Thẩm Khánh Hoa không tiếp tục hỏi về chuyện này, trên thành phố bảo cậu đến để tiếp quản công tác văn giáo vệ sinh của thành phố Phong Trạch, cậu còn trẻ, có năng lực, hy vọng rằng cậu có thể làm tốt ở cương vị của mình, làm cho hết sức mình, mọi người kỳ vọng rất nhiều ở cậu. Trương Dương giống như một học sinh đến nghe giảng vậy, hắn gật đầu đáp, "Bí thư Thẩm yên tâm ạ, tôi sẽ làm tốt." Thẩm Khánh Hoa nói, "Điều kiện làm việc ở chính phủ thành phố này không thể so bì được với Giang Thành, cậu dùng tạm vậy." Bí thư Thẩm tôi cũng là người xuất thân từ tầng lớp nông thôn, điều kiện ở đây đã là rất tốt rồi. Thẩm Khánh Hoa nhìn sang Trương Dương, cậu đến các bộ phận khác làm quen đi. Ông nhấc điện thoại gọi thư ký trưởng thị ủy Tề Quốc Viễn đến, bảo Tề Quốc Viễn đến đưa Trương Dương đi làm quen tình hình. Thư ký thị ủy trưởng Tề Quốc Viễn là một trong những thường ủy của thành phố Phong Trạch, cũng là một nhân vật có thực quyền. Trên thực tế danh giới công tác của chính phủ thành phố Phong Trạch phân chia không rõ ràng, ở trong thành phố Thẩm Khánh Hoa là người có tiếng nói lớn nhất, Tôn Đông Cường là thị trưởng mới về, công tác vẫn chưa hoàn toàn triển khai. Tề quốc viễn mặt hơi lạnh lùng, không thích nói chuyện nhiều, cũng là cán bộ do Thẩm Khánh Hoa một tay cất nhắc lên, cách hành sự của y cũng khá giống với Thẩm Khánh Hoa, trên mặt không nở nụ cười, đưa Trương Dương đi đến các phòng khoa quan trọng của thị ủy, sau đó đưa hắn về phòng làm việc. Sau khi chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ thành phố Trương Đăng cao đợi Tề Quốc Viễn đi rồi, đến phòng làm việc của Trương Dương, gã nói với Trương Dương rằng, Từ Biêu đã cùng Tôn Đông Cường đến kỳ viện phong trạch để đánh cờ rồi, ngoài rượu ngon, Từ Biêu còn thích đánh cờ, kỳ viện của phong trạch có một vị cao thủ, Từ Biêu nghe nói xong rất có hứng thú, bèn bảo Tôn Đông Cường dẫn ông ta đến đó đánh. Trương Dương nhìn thời gian, mới 10 giờ rưỡi, còn lâu nữa mới đến giờ ăn cơm trưa. Trương Đăng Cao nói, thị trưởng Trương, thành phố đã sắp xếp phòng cho anh rồi, ở trong khu người nhà của chính phủ thành phố thị ủy, lầu số 3, chúng ta còn cần phải đến xem không? Trương Dương gật đầu, có thể thấy rằng Trương Đăng Cao là người làm việc rất ổn định, nên tiếp cận gần. Trương Đăng Cao không điều xe đến, mà đi bộ cùng Trương Dương đến nơi ở của Hứn, cũng may không xa, khoảng tầm một thước. Trương Dương trước khi đến đó hắn đã không hy vọng nhiều, nhưng đến khi bước vào trong khu nhà ở, vẫn cảm thấy rất thất vọng. Trong cả khu nhà chỉ có 3 tòa nhà rách nát, đều là những tòa nhà xây dựng từ thời cách mạng văn hóa, phía nam của khu nhà, còn có 3 dãy nhà một tầng. May mà Trương Dương được sắp xếp ở trong căn phòng của nhà lầu, lầu số 3 mà hắn ở tổng cộng có 3 đan nguyên, Trương Dương ở số 502 đan nguyên ở giữa, cửa phòng của hắn đối diện với cửa phòng của Phó Thị trưởng Du lịch Vương Hoa Chiêu, tầng 5 là tầng cao nhất, phòng phân cho hắn có hai gian và một đường đi, phòng vệ sinh ở đường đi, vừa tối vừa đen. Hai căn phòng một nam một bắc, trên trần nhà vẫn còn vết rột lỗ chỗ, tất cả những đồ dùng trong phòng đều cũ cả, nền nhà là nền xi măng bình thường mặc dù không sửa chữa gì nhưng rất sạch sẽ trong phòng không có nhà bếp nếu muốn nấu cơm phải ra ngoài ban công phía bắc trong phòng ngủ có một chiếc giường rộng một mét trên giường vẫn chưa có chăn chiếu gì trương đăng cao giải thích nghe nói anh đến đây nhưng không biết cụ thể là ngày nào không ngờ anh đến nhanh như vậy vẫn còn chưa kịp chuẩn bị chăn chiếu cho anh anh yên tâm buổi chiều tôi sẽ gọi người đi chuẩn bị ngay nhất định không làm lỡ việc nghỉ ngơi tối nay của thị trưởng trương Trương Dương gật đầu, mặc dù không hài lòng, nhưng nếu so sánh với khi còn ở hương Hắc Sơn Tử đã là khá lắm rồi. Hắn lại để ý tới một chuyện, căn phòng này không có tivi, không những không có tivi, ngay cả điện thoại bàn cũng không có, cả căn phòng, chiếc máy móc đắt tiền nhất là chiếc đèn tròn 25 v kép ở trong phòng ngủ, mẹ kiếp, thế này có phải là hơi giản dị quá mức rồi không? Trương Đại Quan nhìn nơi ở xấu xí này, thật sự cảm thấy vô cùng chán nản, lúc này điện thoại của hắn vang lên, nhìn số điện thoại là của hồ nhân như trương dương đi ra ngoài ban công rồi mới nghe điện thoại hồ nhân như quan tâm đến tình hình nhâm chức của hắn trương dương cười nói được lắm phân cho anh một căn phòng hai gian anh đang đi xem phòng hồ nhân như nói nhỏ có cần em qua đó giúp anh dọn dẹp phòng không trương dương cười ha ha nói nếu như em qua đây thì chẳng biết là ai bị dọn đi nữa hồ nhân như xì một tiếng Cô thấp giọng nói, chiều nay em đi đông Giang rồi, nếu như tất cả mọi việc đều thuận lợi thì em không qua đó thăm anh nữa. Trương Dương nói, em cần phải đi làm ăn thì cứ đi đi, bên này vẫn chưa sắp xếp xong, đợi bao giờ xong rồi tính sau. Hắn cũng muốn để lại ấn tượng tốt cho đám lãnh đạo phong trạch này. Cục điện thoại trở về phòng, chiếc máy BP của Trương đang cao không ngừng reo, gã nói với Trương Dương, thị trưởng Trương, tôi ra trả lời điện thoại một chút trương dương lúc này mới nhận ra chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ trương đăng cao không có di động hắn rộng lượng nói hà tất phải phiền hà vậy dùng của tôi được rồi hắn đưa di động của hắn cho trương đăng cao trương đăng cao cười cầm lấy điện thoại gọi một cuộc rồi đưa cho trương dương gã nói thành phố ngoài bí thư thẩm và thị trường tôn những lãnh đạo khác đều không có di động báo cáo đã đưa lên rất nhiều lần nhưng toàn bộ đều bị bí thư thẩm phủ quyết ông nói máy bp là đủ dùng rồi Trương Dương giờ đây đã hiểu được về vị bí thư thẩm này, hèn chi nói ông ta thanh liêm, nhưng thanh liêm thế này thì cũng hơi quá đáng rồi, thời đại đã phát triển, di động đã trở thành một phương tiện thông tin cần có, nếu chỉ dựa vào máy BP thì hiệu quả làm việc cũng không được cao. Trương Dương đã có những khái niệm ban đầu về vị thị trưởng thầm Khánh Hoa này, người này quá nghiêm túc, có thể hơi có chấp và bảo thủ. Trương Đăng Cao nói, thị trưởng Trương, anh xem xem còn thiếu thứ gì, nói với tôi, tôi sẽ cố gắng giải quyết cho anh. Trương Dương đã để ý đến hai chữ cố gắng, hắn cũng không làm khó Trương Đăng Cao, điện thoại là thứ bắt buộc phải có, ngoài ra là thêm một chiếc tivi nữa, dù sao thì tivi cũng là một kênh giải quyết rất nhiều thông tin. Trương Đăng Cao gật đầu, biểu thị không vấn đề gì. Xem xong chỗ ở của mình, thời gian đã gần đến lúc ăn cơm, Trương Đăng Cao cùng Trương Dương đến phòng tiếp đón chính phủ thành phố, hai người vẫn đi bộ qua đó, trong lòng Trương Dương đã có một dự báo hắn hỏi băng quơ chế độ dùng xe của thành phố thế nào vậy? Trương Đăng Cao nói, thành phố nghiêm cấm dùng xe công vào việc riêng, bí thư thẩm dẫn đầu không ngồi xe công, mỗi ngày đi làm và ra về đều đi bộ cả. Thị trường tôn cũng đi xe đạp đi làm cả. Gã chỉ tòa nhà số 1 nói, bí thư thẩm và thị trường tôn đều ở tòa nhà này, từ khu người nhà đến chính phủ thành phố thị ủy đi bộ không đến 10 phút, nếu đi xe đạp thì còn nhanh hơn. Đương nhiên khi đi họp hoặc đi khảo sát hạ tầng thì vẫn có phái xe, mỗi tháng, bí thư thẩm đều đích thân kiểm tra xác suất tình hình dùng xe. Trương Dương nghe đến độ mũi cay xe, chỉ trực rớt nước mắt, không phải là cảm động, quyết không phải là cảm động, vị bí thư thẩm này cũng thật là kiệt sỉ quá đi mất. Lời này của Trương Đăng Cao đồng nghĩa với việc tuyên bố rằng, muốn dùng xe công vào việc riêng thì đừng hòng, đừng nói là dùng xe công, dù là mình có mua xe về để đi, cũng chỉ bị ghét mà thôi thu nhập tài chính của thành phố Phong Trạch không thấp, đứng đầu trong các thành phố và huyện trực thuộc Giang Thành, theo lẽ thường không nên nghèo như vậy chứ, nguyên nhân chính là ở chữ thanh của bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa. Buổi trưa ăn cơm, Trương Dương càng ngày càng cảm thấy được ý nghĩa của hai chữ thanh liêm, thôi thì không nói đến cái anh phó thị trưởng mới đến là hắn, nhưng từ biêu dù gì cũng là bộ trưởng bộ tổ chức Giang Thành. Tiệc chiêu đãi của Thẩm Khánh Hoa chỉ chuẩn bị bốn món ăn và một món canh, hai món xào, hai món nướng, một canh trứng gà, ngay cả rượu cũng không chuẩn bị, nói là tiệc chiêu đãi thì chẳng bằng nói rằng đây là bữa cơm công việc. Người tham dự có bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa, thị trưởng Tôn Đông Cường, chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ thành phố Trương Đăng Cao, bộ trưởng tổ chức thành phố Giang Thành Từ Biêu và phó thị trưởng mới đến là Trương Dương. Thẩm Khánh Hoa không nhiều lời, ông nói lời ít ý nhiều, hoan nghênh bộ trưởng từ đến chỉ đạo công tác, hoan nghênh đồng chí Trương Dương đến đảm nhận công tác, hy vọng về sau chúng ta có thể cùng dốc sức vì sự phát triển của thành phố phong trạch. Ông cầm cốc trà lên, buổi trưa, chính phủ thành phố nghiêm cấm uống rượu, vì thế chỉ có thể lấy trà thay rượu rồi. Hy vọng Bộ trưởng Từ thông cảm. Từ Bill đã hiểu rõ về tính khí của Thẩm Khánh Hoa, ông chẳng lạ lùng gì về tiêu chuẩn tiếp đãi của ngày hôm nay, mỉm cười nói, thế là tốt nhất, đơn giản, tôi đưa người đến cho mọi người rồi. Công tác sau này mong bí thư thẩm và thị trường tôn ủng hộ cho, ăn no cơm là tôi đi về rồi. Tôn Đông Cường cười nói, Bộ trưởng tự yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hợp tác tốt với đồng chí Trương Dương. Trương Dương khiêm tốn nói, tôi còn trẻ tuổi, hy vọng các vị lãnh đạo không tiếc lời vàng ý ngọc chỉ giáo cho tôi, có vấn đề gì tôi không làm được, các vị cứ phê bình, tôi nhất định sẽ tiếp thu. Mấy người nói xong, uống xong cốc trà, rồi Thẩm Khánh Hoa bắt đầu gấp thức ăn, bữa ăn đột nhiên trở nên yên lặng, nghe thấy cả tiếng nhai thức ăn, tiếng uống canh, nhưng không có tiếng nói chuyện. Trương Dương lại có một ấn tượng mới về vị Thẩm Khánh Hoa này, đó là vị bí thư này quá ư trầm lặng. Hắn cũng đã hiểu tại sao vừa mới đến chính phủ thành phố, hắn lại có cảm giác như một cái nhà tang, có một vị bí thư thị ủy nghiêm túc thế này, còn ai dám nói chuyện nữa. Xem ra quan hệ giữa Từ Bưu và Thẩm Khánh Hoa cũng chẳng ra sao, ông ta lại bị thua trong trận đánh cờ trưa nay, vì thế cũng chẳng vui vẻ gì, sau khi ăn xong cơm, ông đã lên chiếc xe hồng kỳ, Trương Dương tiến từ Bưu đến tận trong xe. Từ Bưu nhìn Trương Dương, ánh mắt hơi đồng tình, tiến quân nhìn dặm cũng phải chia xa, cậu ở lại đây làm việc cho tốt. Trương Đại Quan bĩu môi, giống như một đứa con nít vậy, bộ trưởng từ, khi nào mà tôi đói quá, thì tôi về nhà ông xin ít thịt ăn nhé. Từ Bưu cười ha ha mắng một câu, chỉ nói vớ vẩn. Sau đó vẫy vẫy tay. Đã báo cáo, tức là đã chính thức làm việc, Trương Đăng cao nhắc nhở Trương Dương, chế độ chấm chuyên cần ở đây rất nghiêm ngặt, nếu như bị bí thư thẩm bắt được, không những bị trừ tiền, mà còn bị phê bình trong hôi nghị đảng quần nữa. Trương Dương mới đến, không dám phạm quy, hắn chưa đến 2 giờ đã đến phòng làm việc của mình rồi, nhấc điện thoại muốn gọi một cuộc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại đóng cửa phòng, dùng di động của mình gọi cho cố giai đồng, cố giai đồng đét họp ở Lam Hải, mặc dù cô đã quyết định giao Lam Hải cho em là cố Minh Kiến, nhưng giờ cố Minh Kiến vẫn chưa ra tù, vì vậy cô vẫn phải quản, cô nói nhỏ với Trương Dương rằng đợi một chút cô gọi lại. Trương Dương vốn muốn gọi điện thoại cho sở yên nhiên, nhưng nghĩ một lúc giờ Mỹ là nửa đêm, nên không làm phiền giấc ngủ của cô nữa, gọi điện sang cho Tần Thanh. Ngày đầu tiên nhậm chức, hắn muốn chia sẻ với mọi người. Tần Thanh vừa đi làm, khi gọi điện thoại, Thường Hải Tâm vừa vặn đưa văn kiện cho cô ấy, cô ấy nói rất công thức việc này quyết định như thế nhé. Trương Dương hơi ngứa người, ngay lập tức ý thức được rằng không tiện nói chuyện với Tần Thanh, đang muốn hỏi, nghe thấy bên ống nghe vang lên tiếng của Tần Thanh, vừa nãy trong phòng có người phó thị trưởng trương anh đã được thỏa ước rồi được làm phó thị trưởng thật rồi trương dương bị câu nói này làm cho cười ha ha hắn thấp giọng nói tôi muốn làm chuyện ấy với phó thị trưởng tần tần thanh xì một tiếng đáng ghét anh có gì thì nói đi giờ đang là thời gian làm việc trương dương nói không sai anh là chồng em đến làm việc anh đi chứ tần thanh mắng lại định giờ trò lưu manh rồi phải không ngày đầu tiên làm việc cảm giác thế nào? Trương Dương cười nói, có một cảm giác như trở về những năm trước giải phóng vậy. Thế là sao? Bí thư thẩm xem ra là một thanh quan, ông ta dẫn đầu việc không ngồi xe, đi bộ đi làm, phòng làm việc rách nát, tất cả những đồ dùng trong phòng làm việc ít nhất cũng phải có lịch sử 10 năm, điều không thể tin được là, đến cái điều hòa cũng chẳng có, nơi ở cũng rất xấu xí, trưa nay ông ta dùng 4 món ăn và một món canh để tiếp đái anh và bộ trưởng tổ chức từ, nói là bốn món ăn một món canh, nhưng toàn là rau cả, con cá đó còn chưa được nửa cân. Tần Thanh nghe Trương Dương nói vậy thấy rất đáng thương, cô cười, Thẩm Khánh Hoa Thanh Liêm, đây là điều tất cả mọi người đều biết, không không những có yêu cầu nghiêm khắc với chính bản thân mình, mà đối với người dưới ông cũng như vậy. Người này rất gần gũi với nhân dân, nhưng quan hệ với lãnh đạo đều không được hòa hợp lắm, ấn tượng của ông ta cho mọi người là quá cứng nhắc, khó gần, có lẽ là một người quan tốt. Tần Thanh nói, lãnh đạo như vậy mới là lãnh đạo tốt, anh hãy thu cái thói hư tật xấu của tầng lớp tư sản lại đi, rồi học tập bí thư thẩm cho tốt. Trương Dương nói, anh là con của tầng lớp công nhân, sớm biết thế này thì chẳng bằng anh nhận lời thị trưởng thường, đến Lam Sơn làm việc, cũng vừa đẹp làm việc cùng với phó thị trưởng Tần. Tần Thanh nhỏ giọng nói, đừng nói linh tinh nữa, mặt em đỏ hết rồi này. Trương Dương nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của Thần Thanh, đột nhiên cảm thấy không kìm được xúc cảm. Đang định nói cô vài câu thì nghe thấy tiếng gõ cửa Hắn vội cục điện thoại rồi mở cửa phòng Người đứng bên ngoài là một thanh niên trẻ tuổi đeo kính cận Gã là thư ký của tôn Đông Cường là Trác Lượng Trác Lượng tự giới thiệu bản thân trước Rồi nói với Trương Dương, phó thị trưởng Trương Trong thành phố có quy định Trong thời gian làm việc bắt buộc phải mở cửa Trương Dương trao trao mày, mẹ kiếp Thế này chẳng phải chẳng có chút riêng tư nào rồi sao Trác Lượng cười rồi nói quyết định của bí thư thẩm thị trưởng Tôn bảo tôi thông báo với anh, 4 giờ chiều nay sẽ mở cuộc họp thị trường, ở phòng họp nhỏ tầng 3, mời phó thị trường Trương đừng đến muộn. Biết rồi, Trương Dương đợi chắc lượng đi khỏi, rồi lại quay người đóng cửa lại. Buổi chiều khi họp thị trường, ba vị phó thị trường đều có mặt cả, thị trưởng Tôn Đông Cường giới thiệu Trương Dương với các vị phó thị trường khác, với Vương Hoa Chiêu, Trương Dương đã từng gặp. Vì có sự xuất hiện của Trương Dương, nên thị trưởng Tôn Đông Cường tiến hành một lần phân công rõ ràng, gã crew chỉ toàn bộ công tác của chính phủ thành phố và nắm cả công tác kinh tế trọng điểm, tài vụ thuế má, kiểm toán. Phó thị trưởng thường vụ Trần Gia Niên phụ trách công tác thường vụ chính phủ thành phố, phân quan cơ quan chính phủ, pháp chế chính phủ, trọng tài, phát triển cải cách, hạng mục trọng điểm, hút nguồn đầu tư và chiêu thương, nhân sự, giám sát, thống kê, vật giá, quản lý quốc tư, hành chính, ngành phục vụ, thị trường tư bản, khu mới và kiến thiết toàn thành phố vân vân hợp tác với Tôn Đông Cường làm công tác quản lý tài chính thuế vụ. Phó thị trưởng Lưu Tư Cường phụ trách nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và ngành nuôi và đánh bắt cá, khí tượng, cung cấp và tiêu thụ, máy móc nông nghiệp, vật nuôi, tơ lụa, các hạng mục khai phá nông nghiệp tổng hợp vân vân. Phó thị trưởng Kim Lối phân quản công an, kiến thiết thành phố nông thôn, quy hoạch, giao thông, thẩm kê, quản lý tài nguyên đất, vệ sinh thành phố, quản lý nhà đất, bảo vệ môi trường, thực hiện pháp luật quản lý thành phố quản lý nhà ở và tích lũy vàng, phòng không nhân dân, tài nguyên đất nước và xây dựng thành phố vân vân. Phó thị trưởng Lâu Quang Lượng phân quản kinh tế của ốc nghiệp, kinh tế tư nhân, quốc tư công nghiệp, quốc tư thương mại, giao lưu thương mại, quản lý ngân hàng, sản nghiệp thông tin liên lạc, an toàn sản xuất, than đá, phản lý công thương nghiệp, tiền tệ, bảo hiểm, cung cấp điện, giám sát chất lượng và kỹ thuật, quản lý tài sản của phân nhánh ngân hàng, thuốc lá, muối, dầu mỏ, bảo đảm quỹ, biêu chính, Thông tin liên lạc vân vân. Phó thị trường tạm nhiệm Vương Hoa Chiêu phân quản du lịch, dân chính, song ung, tôn giáo dân tộc, người già. Trương Dương phân quản khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể dục, vệ sinh, vệ sinh ái quốc, kế hoạch hóa gia đình, giám sát thực phẩm và thuốc thang, TV và quảng cáo, lịch sử, hồ sơ, liên hiệp hội người tàn tật, động đất, phục trách cả hiên hệ hiệp hội khoa học, liên hiệp hội văn học, liên hiệp hội xã hội vân vân. Thực ra công việc của Trương Dương là tiếp tục công tác của Phó Thị trưởng đã từ chức, đó cũng là những công việc bộ tổ chức Gian Thành đã giao cho hắn từ trước khi hắn đến đây. Tôn Đông Cường nói, mọi người đều rõ phạm trù công tác của mình chưa? Phó Thị trưởng Thường vụ Trần Gia Niên nói, hiểu rồi, về sau chúng tôi sẽ làm tốt công tác của bản thân, đoàn kết trong chu vi của Thị trưởng Tôn và Bí Thư Thẩm, cùng nỗ lực vì một phong trạch phát triển. Trần Gia Niên là một gã béo, trông rất buồn cười, nhưng biểu hiện của gã lại rất nghiêm túc tử tế, vì vậy trông càng buồn cười hơn. Trương Dương cảm thấy gã như nói theo kịch bản vậy, cố gắng nở một nụ cười. Những phó thị trưởng khác không nói gì. Tôn Đông Cường nói, năm nay sản xuất nông nghiệp của Phong Trạch không được lạc quan, từ đầu năm đến nay, lượng nước giảm xuống thấp hơn năm ngoái, hồ Phong Trạch đã xuất hiện hiện tượng khô hạn diện tích lớn, ảnh hưởng nhiều nhất là ngành nuôi trồng thủy sản của Phong Trạch, sau đó là ngành nông nghiệp, trên cuộc họp thường ủy thị ủy, bí thư Thẩm đã đề ra năm nay nhất định phải làm tốt công tác chống hạn hán. Phó thị trưởng thường vụ Trần Gia Niên gật đầu theo, gã cũng là một thường ủy thị ủy, nên lần họp đó gã cũng có phần tham dự. Phó thị trưởng Lưu Tư Cường nói, sáng ngày hôm nay tôi đã đi thị sát ở một số hương trấn, phát hiện ra các nơi đều xuất hiện tình trạng hán hạn không giống nhau, gần đây mặc dù có vài trận mưa, nhưng lượng nước ít không thể đáp ứng nhu cầu tưới nước của nông nghiệp. Phó thị trưởng Kim Lối nói, tôi đã báo cáo với cấp trên rồi, xin nguồn viện trợ hạn hán, hy vọng có thể nhận được sự xem trọng của chính phủ thành phố. Phó thị trưởng Lâu Quang Lượng cười nói, về tài chính chính phủ thành phố Giang Thành, từ trước đến giờ đều không có một khoản gì lớn cả, không dơ tay đòi tiền của phong trạch đã là tốt lắm rồi. Một câu nói làm cho tất cả mọi người đều trầm lặng. Tôn Đông Cường nói, công tác chống hạn của chúng ta đang tiến hành, nhưng với tình hình trước mắt thì hiệu quả của việc đó không rõ ràng lắm, nguồn lực đầu tư cũng không đủ lớn. Nói đến đây, Gã ngừng lại, rời ánh mắt sang Trương Dương, "Đồng chí Trương Dương, anh có ý kiến gì không?" Trương Dương đại quan ngớ người, "Đây là ngày đầu tiên hắn đến đây, đến tình hình hắn còn không hiểu, nói cái gì mà chống hạn hắn chứ? Tôn Đông Cường chết tiệt, đây chẳng phải là cố làm khó hắn sao?" Trương Dương cười nói, "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây, tôi muốn nghe mọi người nói để tìm hiểu tình hình, rồi tôi sẽ phát biểu ý kiến." Câu trả lời của hắn chẳng được cũng chẳng mất, Tôn Đông Cường nói: "Từ bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị nhiều nguồn lực vào chống hạn hán. Trên cơ sở nguồn tiền đã đầu tư là 200.000, tăng nguồn tiền đầu tư, bước đầu dự tính khoảng tầm 300.000. Mua các thiết bị chống hạn hán, đào giếng sâu, giếng miệng rộng, nâng cao sức lợi dụng của tài nguyên, tăng diện tích phủ của nước, thực hành tiết kiệm nước, kháng hạn một cách khoa học, một cách kinh tế, cố gắng cứu hạn bằng tất cả các phương pháp, giảm tối thiểu những tổn thất của nông nghiệp." câu này của gã được tất cả các thị trường ủng hộ bằng một tràng pháo tay đây chính là biểu hiện của trình độ chính trị tôn đông cường cũng không đến sớm hơn so với trương dương được mấy ngày câu này của người ta chuyên nghiệp biết mấy giỏi hơn trương dương nhiều trương dương cũng vỗ tay theo trong lòng hắn thầm chửi tôn đông cường mẹ kiếp vừa nghe mấy lời này là biết ăn cắp từ trên áo xuống tiểu tử nhà ngươi có chuẩn bị còn ta không chuẩn bị gì nói đi nói lại việc ta phụ trách là văn giáo vệ sinh Liên quan quái gì đến chống hạn hán cơ chứ?" Tôn Đông Cường cười rất đắc ý, gã lại nói, "Chúng ta cần phải chuẩn bị về nhiều hướng, toàn lực tổ chức công việc kháng hạn. Việc này do đồng chí Tư Cường phụ trách, có mấy việc trọng điểm phải chú ý đó là tăng cường điều độ nguồn nước, đảm bảo nguồn nước cho chống hạn. Phải điều động các loại phương tiện để dẫn nước vào ruộng, đảm bảo nhu cầu nước của nông dân." Trương Dương nghe đến đây cũng không ngầm bái phục Tôn Đông Cường, xem ra hắn cũng đã khá khổ công nếu không cũng chẳng thể biểu hiện như vậy được. Phó thị trưởng Lưu Tư Cường nói, đến hôm nay, nhân lực đầu tư vào việc chống hạn đã là 13 vạn lượt người, các máy chống hạn hạng nhẹ là 1.200 bộ dàn, điện dùng cho chống hạn là 98 vạn số, dầu dùng cho chống hạn là 112 tấn, diện tích tưới là 15 vạn mẫu, đã cố gắng giải quyết được hán hạn ở các bộ phận. Tôn Đông Cường nói, công tác chống hạn hán không phải sẽ giành được thắng lợi trong thời gian ngắn, chúng ta cần phải hành động ngay lập tức, không những chúng ta hành động, mà cũng còn phải tuyên truyền nữa, phải tuyên truyền để nhân dân cùng làm. Có thể thông qua động viên tại hiện trường, lợi dụng TV, đài báo, để tuyên truyền đến người dân. Yêu cầu các cấp hương chấn phải nhìn nhận được thế cục hạn hán hiện nay, tăng cường công tác bảo vệ đồng lúa khỏi hạn hán. Đồng thời còn phải vận động động viên quần chúng khắc phục tâm lý tiêu cực chờ mưa, phải lợi dụng tất cả các công cụ và máy móc thủy lợi, cố gắng mở rộng diện tích tưới lúa, giảm bớt sự uy hiếp của hạn hán ở mức thấp nhất. Nói đến đây, gã lại quay ra nhìn Trương Dương. Trương Dương lần này đã có sự chuẩn bị, muốn gây phiền phức cho tôi chứ gì, tôi hỏi gì cũng không biết cho anh xem. Lần này Tôn Đông Cường không hỏi hắn về ý kiến, gã mỉm cười nói, đồng chí Trương Dương, công tác tuyên truyền chính phủ do anh đảm nhiệt, hy vọng anh có thể nói chuyện với bộ tuyên truyền thị ủy, phát động tất cả nguồn lực của giới truyền thông, làm cho toàn bộ nhân dân chúng ta ý thức được tính nghiêm trọng của lần hạn hán này. Trương Đại Quan lần này trả lời rất sóng giạc, không vấn đề gì, tôi sẽ bắt tay vào công tác ngay. Tôn Đông Cường kết thúc hội nghị, rồi gã nói, mọi người về đi, mỗi người viết một bản đề nghị về công tác chống hạn hán, sáng ngày mai nộp lại cho tôi. Trương Dương về phòng làm việc, Trương Đăng Cao bước vào, gã đến để báo cáo với Trương Dương, đã đưa chăn gối qua đó rồi, điện thoại và tivi cũng đã có. Trương Dương rất hài lòng về tốc độ làm việc của gã, Hắn lấy chung chìa khóa từ trong tay Trương Đăng Cao, cười nói cảm ơn chủ nhiệm Trương. Trương Đăng Cao nói, có gì mà phải cảm ơn, công tác chăm sóc những lãnh đạo như các anh vốn là trách nhiệm của tôi mà. Rồi gã lại lấy ra tập phiếu ăn đưa cho Trương Dương, đây là phiếu ăn của căng tin, mỗi vị huyện trưởng mỗi tháng đều có 50 tệ tiền hỗ trợ ăn uống, khó khăn lắm mới lấy được đấy. Trương Dương cầm lấy, đột nhiên nhớ đến việc viết bản kiến nghị chống hạn hán cho Tôn Đông Cường chủ nhiệm trương, tôi không có thư ký không vậy. Trương Đăng Cường ngớ ra, sau đó cười nói, thị trường trương, chắc là anh chưa biết, từ năm trước, bí thư thẩm đã quyết định tất cả các phó thị trường đều không có thư ký chuyên chức, anh có nhu cầu gì, cứ nói với tôi. Trương Dương vừa nghe xong đã ngớ người, cái ông thẩm Khánh Hoa này thật là kinh khủng, người ta đã làm đến chức phó thị trường, mà cả thư ký cũng không có, có lẽ cả cái bình hải này chỉ một mình chỗ này có chế độ vậy mà thôi, nhưng người ta là người to nhất, người ta đã quyết định như vậy hắn cũng không làm được gì hắn nói với trương đăng cao chủ nhiệm trương hôm nay tri trưởng tôn bảo tôi viết một bức kiến nghị về việc phòng chống hạn hán anh cũng biết đấy tôi lần đầu tiên đến đây tôi chưa thực sự nắm rõ về tình hình của phong trạch hay là trương dương chưa nói hết trương đăng cao lắc đầu nguầy nguậy tôi không được đâu văn của tôi người khác nhận ra ngay thị trưởng trương không phải tôi không muốn giúp anh nếu như người khác biết chuyện này thì tôi nhất định sẽ bị trừ mất tiền thưởng của cả năm nay, có khi còn bị trừ điểm nữa ấy chứ, tôi không làm được đâu. Hay là tôi cho anh ít tư liệu? Trương Dương rất khó chịu, mẹ kiếp, chẳng phải chỉ là một bản báo cáo thôi hay sao? Có cần thiết phải sợ đến độ run cầm cập như vậy không? Hắn xua xua tay nói, ở đây không còn việc của anh nữa đâu. chương 358, súng lục. Trương Đăng Cao nhận thấy Trương Dương không vui, bèn lầm lũi bước ra ngoài. Gã vừa đi, thì phó thị trưởng Vương Hoa Chiêu đã bước vào rồi. Vương Hoa Chiêu cười nói, thị trưởng Trương, sao vẫn chưa đi về vậy, ngày đầu tiên đi làm đã nỗ lực vậy rồi à? Trương Dương nhìn thời gian, đúng thật, 5 giờ 20 rồi, hắn đứng dậy nói, vừa nãy tôi nói mấy câu với đồng chí đăng cao, không chú ý thời gian. Vương Hoa Chiêu nói, tôi cũng nghe anh ấy nói rồi, chúng ta là hàng xóm đấy. Trương Dương cười, bán anh em xa mua láng giềng gần, đi, tôi mời anh đi uống rượu vương hoa chiêu cũng rất vui vẻ gã gật đầu nói tôi mời anh đi hôm nay là lần đầu tiên anh đến đây tôi là địa chủ ở đây tôi phải mới mới phải phép chứ trương dương rửa tay rồi đi ra ngoài cùng vương hoa chiêu khi đến dưới lầu vương hoa chiêu bảo hắn đợi một chút gã đến bãi để xe lấy chiếc xe đạp của mình đến trước mặt trương dương gã vỗ vỗ chỗ ngồi sau nói nào tôi đèo anh thị trưởng trương cảm nhận một chút thế nào gọi là hương vị của người ngồi sau Trương Dương cười lắc đầu, thôi, tôi đi bộ thôi. Chúng ta cũng đừng đi xa quá, tìm chỗ nào ăn gần đây là được rồi. Vương Hoa Chiêu nghĩ một chút, bên cạnh nơi chúng ta ở có một quán rượu nhỏ tên là Lậu Thực Minh, món ăn ở đó cũng khá được đấy. Trương Dương nói, được. Vương Hoa Chiêu đẩy xe đạp, Trương Dương cùng gã sóng bước đi ra ngoài. Đi được mấy bước, thì đã nghe thấy đằng sau vang lên tiếng xe máy rừ, một người phụ nữ đeo khẩu trang cưới một chiếc xe máy màu hồng vượt qua họ còn không ngừng quay đầu lại nhìn, đột nhiên cô ta dừng lại, ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Bạn học cũ, thật sự là cậu." Trương Dương nghe âm thanh này rất quen thuộc, ngay lập tức nghĩ đến một người, đó chính là phó bộ trưởng tuyên truyền thành phố Phong Trạch, giám đốc đài truyền hình thành phố Phong Trạch, Lương Diễm, Lương Diễm bỏ khẩu trang xuống, quả nhiên là cô ta, cô ta và Trương Dương đều là bạn học khi còn học ở trường đảng, trong thời gian học tập quan hệ cũng được coi là hòa hợp, có điều cơ hội gặp mặt của cô ta và Trương Dương không nhiều. Vì trong lúc học tập Trương Dương đi ra ngoài. Lương Diễm rất vui vẻ, rồi lại chào Vương Hoa Chiêu. Trương Dương nói: "Chị Lương, chị chẳng phải làm việc ở đài truyền hình sao?" Lương Diễm nói: "Đúng thế. Hôm nay tôi đến bộ tuyên truyền thị ủy để làm việc, mấy hôm trước đã nghe nói cậu sẽ đến phong trạch, không ngờ cậu lại đến nhanh như vậy." Trương Dương gặp được bạn học cũ, cũng cảm thấy rất thân thiết, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây. Lương Diễm nói, chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa. Tối nay tôi mời cậu ăn, thị trưởng Vương cũng cùng đi đi. Trong mắt Lương Diễm, vị phó thị trưởng Vương tạm thời này không bao giờ quan trọng bằng Trương Dương. Trên thực tế trong thể chế phong trạch cũng không coi Vương Hoa Chiêu là gì cả. Mặc dù gã phân quản du lịch, nhưng ngay cả cục trưởng du lịch thành phố phong trạch cũng không để tâm đến gã. Dù sao thì Vương Hoa Chiêu cũng chỉ tạm giữ trước 2 năm, còn nửa năm nữa là hết thời gian, về sau chẳng có quan hệ gì với phong trạch nữa vốn vương hoa chiêu muốn đi cùng nhưng chiếc máy bp của gã vang lên gã cười xin lỗi đợi tôi một chút tôi đi nghe điện thoại trương dương lại đưa chiếc điện thoại của hắn vương hoa chiêu cầm điện thoại của trương dương đi đến một bên gọi điện thoại một lúc sau cười rạng rỡ quay về gã gửi điện thoại lại cho trương dương xin lỗi thị trưởng trương giám đốc lương thật là xin lỗi bạn gái tôi đến phong trạch tối nay là đến rồi tôi phải đi đón Lương Diễm nhiệt tình mời, đón cô ấy rồi cùng đi một thể. Vương Hoa Chiêu lắc đầu, thôi thôi, không làm phiền mọi người nữa. Gã đứng dậy lên chiếc xe đạp rồi đi về hướng khu nhà ở của thị ủy. Lương Diễm nói với Trương Dương, cậu lên đây, tôi chở cậu đi. Trương Dương nhìn chiếc xe máy nhỏ của cô ta, lắc đầu, chị Lương à, chị tha cho tôi, chúng ta cộng lại là 300 cân, chiếc xe máy này của chị chịu làm sao được. Lương Diễm cười khanh khách, cậu sợ ảnh hưởng không tốt đúng không? Trương Dương thầm nói, chỉ cách tôi đến hơn 10 tuổi, chưa gọi bằng cô đã là tốt lắm rồi, có quái gì mà phải sợ ảnh hưởng không tốt chứ? Lương Diễm chỉ đằng trước, đẩy chiếc xe quành qua góc đường, ở trước cửa chính phủ thành phố dù sao cũng quá nhiều người, đến cuối con đường, Lương Diễm lấy chiếc di động ra gọi cho chồng là Dương Phong, Dương Phong đang trên đường đi làm về, bảo họ đứng đợi ở chỗ đó, 10 phút nữa là anh ta sẽ đến. Chưa đến 10 phút, Dương Phong đã lái chiếc Satana màu đen đến, người đi cùng anh ta còn có lái xe của anh ta hầu nhị căn. Trương Dương nhìn thấy người ta chỉ là chấn trưởng của chấn liễu tập, mà còn hơn cả phó thị trưởng là hắn, chấn trưởng có xe riêng, còn cái ông phó thị trưởng như hắn thì chỉ có thể đi bộ. Dương Phong xuống xe giơ tay ra, thị trưởng Trương, tôi mấy ngày nay cứ chờ mong anh đến suốt. Lương Diễm lườm chồng, rồi nhắc nhở, đừng ở đây, có nhiều người lắm. Dương Phong nói, bát chân cư, để tôi bảo cảnh lục chuẩn bị. Lương Diễm nói, hai người lái xe đến đó trước đi, em về nhà một chút đã, đưa con trai sang bên bà. Dương Phong gật đầu. Trương Dương nói, chị Lương à, đưa cả cháu đi cùng đi. Lương Diễm cười nói, nó mới học cấp 2, còn nhiều bài tập lắm. Trương Dương lên xe, Dương Phong bảo lái xe hầu nhị căn đến bát chân cư, trên đường còn gọi điện cho ông chủ bát chân cư là cảnh lục. Trương Dương nhân cơ hội này, nhòm ra ngoài cửa kính nhìn cảnh sắc phong trạch. Phong trạch đương nhiên không thể bằng với Giang Thành, nhưng nếu so với Xuân Dương thì đã hơn hẳn rồi. Đường ở phong trạch rộng, bố cục thành phố gọn gàng, mặc dù không nhiều tòa nhà cao tầng, nhưng đã có hơi hướng của một thành phố hiện đại, với một thành phố cấp tỉnh mà nói, thế này là được lắm rồi. Đường rộng rãi, xe không nhiều, vì thế giao thông rất tốt, không đến 10 phút sau, họ đã tới bát chân cư ngự ở con đường trung tâm thành phố Trường Giang, Dương Phong xuống xe trước, rồi mở cửa xe cho Trương Dương rất khách khí. Trương Dương cười nói: "Trấn Trưởng Dương, anh thế này tôi cảm thấy mình đã già rồi." Dương Phong cười ngại ngần, anh ta ngầm bái phục tầm nhìn của vợ mình. Lúc đầu khi gặp Trương Dương ở Đông Giang, Lương Diễm đã quyết đoán rằng về sau Trương Dương nhất định sẽ thăng chức nhanh chóng, thật là không tưởng tượng được, chỉ trong vài tháng mà Trương Dương đã được cất nhắc thành phó thị trưởng Phong Trạch. Nhìn người ta mới hơn 20 tuổi đầu, mình đã 34 tuổi rồi mà vẫn chỉ là một chấn trường, thật là kém cỏi. Ông chủ bát chân cư là cảnh lục, vì là con thứ sáu trong nhà, người lớn tuổi thì gọi gã là cảnh lục, người trẻ tuổi gọi gã là anh lục, những người ở trong bát chân cư đều gọi gã là ông chủ cảnh, còn về tên thật thì rất ít người biết. Dương Phong chọn đến đây ăn cơm, một là vì bát chân cư rất nổi tiếng tại phong trạch, thức ăn rất ngon, rất quý phái, hai là vì anh ta và cảnh lục là bạn chơi với nhau từ nhỏ, có điều về sau này con đường đi của hai người không giống nhau, một người theo chính trị, một người theo kinh tế. Cảnh Lục mặc một chiếc áo bào, đội một chiếc mũ nhỏ, đã đứng sẵn ở cửa chờ. Dương Phong đưa Trương Dương đi vào, cười nói, "Cảnh Lục, hôm nay tôi mời khách quý, anh phải chuẩn bị cho kỹ đấy." Cảnh Lục không quen Trương Dương, nhưng thấy Dương Phong kính cẩn đến vậy, cũng đoán được người này là nhân vật không nhỏ chút nào, gã cười mời hai người vào trong phòng, trong phòng lớn tầng 1 đã bày đủ hơn 20 chiếc bàn không khí rất náo nhiệt. Cảnh lục sắp xếp cho họ ở tầng 3, phòng ở phía tây, phòng này thật ra là phòng làm việc của gã, vì các phòng khác đều đã đặt cả rồi, nên gã chỉ có thể lấy phòng làm việc của mình ra, bên trong có một chiếc bàn bát tiên và một bộ ghế. Bên góc tường phía bắc còn có một cái sạp hình rồng bằng gỗ, đây là đồ rất hiếm, có lẽ cũng là vật có lịch sử lâu đời. Dương Phong nói, thứ hai đấy. Cảnh lục đắc ý nói, tôi đã bỏ ra hơn 70.000 mới mua được đấy, vào cuối đời thanh dương phong nói ngày trước mấy người lắm tiền nằm lên đó chút thuốc đấy trương dương đi ra đó nhìn mặc dù hắn chẳng nghiên cứu gì về đồ cổ nhưng nhãn lực của hắn rất tốt vừa nhìn đã nhận ra phần rồng mới khắc được chưa lâu hắn hít mấy hơi vẫn còn mùi sơn dầu trương dương nói thứ này không đúng có lẽ chưa được lâu năm cảnh lục cười không được đẹp lắm vị huynh đệ này cậu cũng hiểu về siêu tầm đồ cổ ư Dương Phong sợ cảnh lục thất lễ, muốn giới thiệu. Trương Dương lắc đầu nói, không hiểu, nhưng tôi nhìn điêu khắc này chưa được bao lâu, từ vết sao có thể nhận ra điều đó, hơn nữa thứ này còn có mùi sơn mới. Dương Phong cũng đến ngửi ngửi phần rồng, quả nhiên giống như Trương Dương nói, rồi lại nhìn cảnh lục, đã giơ ngón tay cái về phía Trương Dương, lợi hại thật, tôi vốn muốn thử tài trấn trưởng Dương, không ngờ đã bị cậu phá rồi. Thật ra chiếc sạp rồng này chỉ cần bỏ ra 6.000 tệ dương phong nói anh đừng có nói bừa vị này là trương dương ngắt lời dương phong giơ tay với cảnh lục tôi là bạn học cùng trường đảng của chị lương tôi họ trương dương phong cũng là người ở lâu năm trong thể chế vừa nghe đã biết trương dương không muốn lộ thân phận cười bổ sung trương dương là bạn học của vợ tôi cảnh lục nói anh em với nhau cả trương lão đệ mau ngồi đi tôi sẽ gọi nhà bếp đưa thức ăn đến ngay tối nay đảm bảo cậu hài lòng sau khi cảnh lục ra ngoài, Dương Phong lấy ra một bao thuốc, anh ta đưa cho Trương Dương, Trương Dương xua xua tay nói, tôi không hút thuốc. Dương Phong cười, rồi anh ta cũng không hút nữa, đặt thuốc lên bàn nói, tôi cũng rất ít khi hút thuốc, cảnh lục là bạn chơi từ nhỏ với tôi, người này được lắm, là bạn lâu năm của tôi. Trương Dương nói, tôi nhận ra rồi, chấn Trưởng Dương, ngày nào anh cũng vào thành phố ở. Dương Phong gật đầu, chị lương của cậu quản ác lắm sợ tôi ở ngoài trấn một mình rồi lung tung, vì thế ngày nào tôi cũng phải đi hơn 20 cây số để về nhà. Lái xe của tôi, Hầu Nhị Căn vừa vặn lại là cháu ngoại của cô ấy, cậu ta phụ trách để mắt đến tôi, thật là khổ quá, thật là khổ quá. Trương Dương cười ha ha, sự tranh chua của Lương Diễm hắn đã nhìn tận mắt, hai vợ chồng họ nhất định là âm thịnh Dương Suy, có điều Dương Phong ngày nào cũng đi đi về về dùng xe công, một tháng cũng phải tốn không ít tiền xăng, lúc đầu ở đông giang trương dương đã cảm thấy người này rộng rãi về tiền nong hôm nay nhìn thấy thuốc anh ta hút rồi nhìn thấy bộ quần áo vest trên người anh ta cũng là đồ hiện xem ra vị trấn trưởng này thật là lắm tiền trương dương ý thức được sau khi hắn được điều vào kỷ ủy tỉnh học được cách phân tích quan viên là thanh liêm hay là tham quan nhìn từ bên ngoài đây cũng là một sự tiến bộ cảnh lục mang theo một người phục vụ xinh đẹp mang thức ăn đến em gái mặc bộ váy sườn xám xẻ rất cao giữa hai kẽ xẻ lộ ra chiếc đùi trắng ngần mặc dù hơi đầy đặn nhưng khi đi lại thì đường nào ra đường đấy rất hấp dẫn người khác cảnh lục giới thiệu thịt bò chát gà dập ruột hun đỗ mấy món này đều là món đặc sắc cả hai vị uống chút gì câu của gã vừa xong lương diễm đã chạy hồng hộc vào tôi mang rượu đến rồi cảnh lục hôm nay đã có gẹ chưa tôi muốn ăn cảnh lục nói người khác đến thì không có nhưng chị đến thì nhất định có có điều Chị đồng ý làm giúp tôi tiết mục về món ngon nhớ lâu bao giờ mới phát vậy. Lương Diễm chừng mắt, nói điều kiện với tôi có phải không? Đâu dám, chỉ có cho tôi mượn gan của anh tôi, tôi cũng không dám. Lương Diễm nhìn sang chồng, cái gan của anh ta ấy à, còn chẳng to bằng hạt vừng. Dương Phong cười ha ha, chẳng hề để ý đến việc vợ nói xấu mình. Cảnh lục cười nói, ghẹ đến ngay lập tức đây, mọi người ăn trước đi, tôi không làm phiền nữa. Lương Diễm lấy ra hai bình Mao Đài, Trương Dương vừa nhìn rượu đã nhớ đến trận mua nhầm rượu giả ở Đông Giang, cười. Hắn vừa cười, hai vợ chồng Dương Phong cũng cười. Lương Diễm nói: "Bạn học à, cậu yên tâm, rượu này nhất định không phải là giả." Trương Dương cũng không hứng thú gì lắm với rượu, hôm nay đến Phong Trạch thực sự quá khó chịu, trong ấn tượng vốn có của hắn, dù là về phát triển kinh tế hay là về quy mô thành phố, Phong Trạch đều vượt xa Xuân Dương, nhưng nhìn tình hình này làm cho hắn suy nghĩ hoàn toàn khác hắn cũng thích thanh quan, nhưng hắn càng nhận thấy rằng, thanh liêm không đồng nghĩa với việc phải gian khổ chất phác, bắt buộc phải giảm bớt hưởng thụ cuộc sống đến mức tối thiểu, nghĩ đến bốn món ăn và một món canh buổi trưa. Trương Dương cảm thấy đó chỉ giải quyết vấn đề hình thức mà thôi. Nhìn bàn ăn toàn những món ngon, nhìn màu rượu trong cốc, trong lòng Trương Dương chợt cảm thấy ấm áp, có một cảm giác như được bay lên chín tầng mây vậy, đây mới là cuộc sống chứ. Dương Phong cầm cốc rượu, hoan nghênh thị trưởng Trương đến với Phong Trạch trương dương cười nói tôi phát hiện ra đến đây chúng ta còn xa cách hơn lương diếm cười nói bạn học à giờ không giống như trước nữa người trên và người dưới cũng khác nhau có thể ngồi uống rượu cùng với cậu hai vợ chồng chúng tôi đã vinh dự lắm rồi trương dương cố ý sầm mặt chị lương chị mà nói như vậy nữa thì tôi sẽ đi đấy về sau chúng ta không còn cơ hội uống rượu nữa đâu lương diếm vội vàng nhận tội được được tôi không đúng Vậy thì tôi cứ gọi cậu là bạn học cũ vậy." Trương Dương nói, "Đây có phải là đơn vị công tác đâu, hai người gọi tôi là Trương lão đệ, tiểu Trương cũng được." Dương Phong ngập ngừng, dù là Trương lão đệ hay là tiểu Trương đều khó mà mở miệng được, một lúc sau mới nói, "Chủ nhiệm Trương." Lương Diễm đá chân chồng mình dưới bàn, trách anh ta không biết nói năng, gọi là Trương lão đệ cũng có sao đâu, còn có thể kéo gần quan hệ với phó thị trưởng mới người đàn ông này của mình thật là chẳng có bản lĩnh gì, người ta cho cơ hội rồi mà còn không biết nắm lấy. Trong lòng Trương Dương thầm cười, thôi chủ nhiệm Trương thì chủ nhiệm Trương, dù sao thì cái anh của nhiệm của Trung Quốc cũng hàng triệu người, chẳng ai biết rằng cụ thể là ai. Audio điện tử võ tấn bền Người phục cụ bê lên một đĩa ghẹ, Lương Diễm nói chúng ta ăn thức ăn trước đi, cảnh lục chẳng mấy văn hóa, nhưng làm đồ ăn thì ngon lắm, chúng ta đến đây, làm cho anh ta tự mình vào bếp, làm món ăn đặc sắc cho chúng ta đấy. Cô định nói ra tên của món ăn, nhưng lại ngại không nói ra. Người phục vụ nói, súng lục đúng không? Trương Dương ngớ người tròn mắt, hắn mấy năm nay đi hết từ Bắc Chí Nan, cái gì mà chưa từng nhìn qua chứ, nhưng cái tên súng lục thì thật sự chưa từng nghe. Người phục vụ cười giải thích, đó chính là chân lạc đà nướng với chỗ đó của bò. Dương Phong cười nói, mau đi đi. Người phục vụ đi ra, ánh mắt của Dương Phong nhìn theo chiếc eo thon của cô phục vụ, không để phòng vị lương diễm đạp cho một cái, đau đến độ mặt trắng bệch, cố gắng không phát ra tiếng. Cử động này không bỏ qua được khỏi mắt của Trương Dương, Trương Dương cười cầm cốc rượu, tôi phải cảm ơn chị Lương và Trấn Trưởng Dương đã đón tiếp thịnh tình thế này. Lương Diễm cười nói, đều là người nhà cả, khách khí gì chứ? Ba người cùng cụng ly. Trương Dương trước đó cũng đã tìm hiểu về phong trạch, nhưng điều đó khác biệt khá lớn với những gì hắn nhìn thấy, Giờ đây hắn cảm thấy đầu óc mông lung, gặp phải hai vợ chồng lương diễm, vừa vặn có thể có cơ hội giải đáp thắc mắc. Sau khi uống mấy chén rượu, Trương Dương nói: "Thật là không đến thì không biết, đến Phong Trạch rồi mới biết chính phủ thành phố thị ủy nghèo như vậy." Lương Diễm nói: "Phong Trạch trong số các thành phố cấp huyện trực thuộc Giang Thành, thu nhập kinh tế đứng vào top đầu, nhưng phòng làm việc của chính phủ thành phố Phong Trạch thuộc dạng xấu nhất trong các thành phố huyện, lý do là vì bí thư thẩm của chúng ta không thích lãng phí." ông để sướng tác phong thanh liêm gian khổ. Trương Dương nói, mặc dù tôi mới đến ngày đầu tiên, nhưng đã cảm nhận thấy điều đó rồi, trong phòng làm việc không có điều hòa, phó thị trưởng không có xe riêng, không có thư ký chuyên chức, tiếp đón lãnh đạo cấp trên bốn món ăn một món canh, buổi trưa cấm uống rượu, trong phòng làm việc không có một đồ dùng nào ra hồn, cái chữ giản dị thật là thấm nhuần. Lương Diễm nói, đây là một đại quái của phong trạch chúng ta, cậu nghĩ mà xem, bí thư thị ủy cũng đi bộ đi làm, còn ai dám ngồi xe nữa? Nói đến đây đột nhiên cô ta nghĩ đến chồng mình, cười hơi xấu hổ. Dương Phong rất thành thực, cũng chẳng giấu gì chủ nhiệm Trương, xe tôi ngồi là của xưởng bột Thái Bạch trấn Liễu Tập, xưởng trưởng là bạn cũ của tôi. Trong lòng Trương Dương thầm nói, đây chẳng phải là biến tướng tham ô ăn hối lộ sao, xem ra Dương Phong cũng chẳng phải hạng tử tế gì. Lương Diễm lấp liếm hộ chồng, thật ra phong trạch của chúng ta gồm 16 trấn, trấn trưởng nào cũng có xe chuyên dụng cả xe công không dám ngồi, nên cứ phải nghĩ ra một cái danh nào đấy. Bạn cũ à, chúng tôi coi cậu là người nhà nên mới dám nói vậy, cậu đừng coi chúng tôi là tham quan nhé. Trương Dương cười nói, đâu có chuyện đó, chị Lương nghĩ tôi thành loại người gì rồi. Đúng rồi, chị vừa nói nhất đại quái ở phong trạch, còn chuyện quái gở gì nữa ư? Lương Diễm nói, cái đại quái thứ hai là cảnh sát nhiều, nhưng trộm cướp còn nhiều hơn cảnh sát. Trương Dương trao mày nói, đây là chuyện gì thế? Lương Diễm nói cảnh sát đều có biên chế nhất định cả, chẳng ai dám làm loạt, nhưng liên phòng thì không có hạn chế gì. Dù là cảnh sát đặc nhiệm hay là cảnh sát giao thông của phong trạch đều có nhân viên ngoài biên chế, những người này cũng có tiền công cố định, tiền lương không nhiều tiền thưởng không ít. Trên đường đều mặc áo cảnh sát cả, không phân biệt được ai là cảnh sát thật ai là cảnh sát giả, nhưng lượng cảnh sát thì tăng theo hàng năm, và trộm cướp cũng nhiều theo hàng năm, cướp bình thường cũng nhiều, mà chặn đường cướp trắng trợn cũng nhiều trương dương nói đây chẳng phải là làm bừa sao nghĩ đến lần này vinh bằng phi giải quyết chuyện tiệm vàng bị cướp đến hai lần càng cảm thấy chị an của phong trạch có vấn đề hắn hỏi cục trưởng cục công an quản lý cái gì vậy dương phong nói cục trưởng công an triệu quốc đống là em vợ của bí thư thẩm trương dương vừa nghe đến đây đã chắc chắn ở trong có chuyện gì đó hắn lại nói còn chuyện quái gở gì nữa lương diễm uống một chút rượu cái gan của cô ta đã lớn hơn rất nhiều Cô ta lại nói, còn một cái quái nữa, đó chính là đó chính là bí thư thẩm mặt sắt vô tư, làm gì cũng phải đích thân. Tuyển chọn cán bộ cũng phải đích thân đi khảo sát, nếu như ông ta không vừa lòng thì đám cán bộ này rất khó có thể được vào làm, dù là hạnh phúc được vào làm rồi thì về sau cũng rất khó được thăng chức. Trương Dương ngớ ra, câu này của Lương Diễm rõ ràng là không hài lòng với bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa, hắn mỉm cười nói, bí thư thẩm to lớn như vậy sao? Lương Diễm gật đầu, dù sao thì cậu làm quan ở Phong Trạch, đừng đắc tội bí thư thẩm, nếu đắc tội bí thư thẩm thì dù cậu có năng lực lớn đến mấy đi chăng nữa, nhất định cũng sẽ khó khăn ở Phong Trạch. Những thông tin của Lương Diễm không giống với những gì hắn nghe được trước đó, chẳng lẽ vì hai vợ chồng Lương Diễm không được may mắn trên Sĩ Đồ, nên mới hận thẩm Khánh Hoa. Dương Phong cảm thấy vợ mình nói hơi quá, anh ta nâng cốc rượu nói, "Trương lão đệ, chúng ta không nói chuyện chính trị nữa, uống rượu, uống rượu." mấy cốc rượu xuống ruột giờ đây anh ta cũng dám gọi trương dương là trương lão đệ rồi cảnh lục bê thức ăn đặc sắc của gã lên các vị khách quý xin mời thưởng thức món ăn đặc sắc của chúng tôi súng lục chân đà điểu nấu với chỗ đó của bò cảnh lục làm món này làm cho trương dương nghĩ đến lúc đầu khi hắn đến ban chú kinh xuân dương cảnh lục cũng là một nhân tài không ngờ gã lại có thể đặt cái tên là súng lục súng lục cũng nghe thân thiết nhưng còn một tầng ý nghĩa nữa không nói ai cũng biết tối nay trong lời của lương diễm lộ ra sự bất mãn với bí thư thị ủy thẩm khánh hoa trương dương không thể không tin những lời đó cũng không hoàn toàn không tin làm quan ở thế giới này dù anh là thanh quan hay là tham quan với thể chế trước mắt có lẽ thanh quan sẽ đắc tội với nhiều người hơn nếu nhìn từ cuộc sống thoải mái của hai vợ chồng lương diễm họ không thể được coi là thanh liêm mặc dù trương dương không hề tán thành mức độ thanh liêm như của thẩm khánh hoa nhưng hắn còn ghét những loại đục khoét của xã hội chủ nghĩa hơn nhưng hắn ở trong thể chế ngày càng lâu, Trương đại quan càng không phải là sự thù hận ghen ghét như trước nữa, đó là cảnh giới gì chứ? Cảnh giới chính là dù trong lòng ghen ghét thù hận, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm như không. Có suy nghĩ như vậy, Trương đại quan đương nhiên có thể làm được không kinh hoàng trước mọi sự việc. 9 giờ rưỡi tối, họ kết thúc buổi tiệc tối đó, không khí của buổi tối đó khá tốt, nhưng khi rời đi lại xảy ra một việc không như ý, chiếc xe máy của Lương Diễm dừng ở cửa đã không cánh mà bay lúc đó chiếc xe máy tiểu kim điều này rất nổi tiếng trong toàn thành phố, hơn 3.000 tệ, lúc đó lương diễm tiếc của đến độ hét lên. Dương Phong cũng tức đến độ chửi loạn lên. Trương Dương lộ ra vẻ rất đồng tình với họ, trong lòng nghĩ hai vợ chồng này quả thật tố chất chẳng ra sao, chỉ là một chiếc tiểu kim điều thôi mà, có cần thiết phải đau lòng đến độ như vậy không? Cảnh lục cùng họ đến đó, xe mất trước cửa nhà gã, mặt gã tái mét, đang rút di động ra để báo cảnh sát, trong một đám người đang đứng đó xem náo nhiệt, một người trung niên cao lớn bước đến, gã nói lớn ô, đây chẳng phải là giám đốc đài truyền hình Lương sao? Sao thế này? Lương Diễm nhìn người này, sự tức giận ngay lập tức trở thành nụ cười thân thiết, cục trưởng triệu, thật là vừa đúng lúc, anh cũng đến ăn cơm à? Cô ta thật là thay đổi nhanh như trong chóng, vừa nãy còn khó chịu với triệu quốc đống, giờ đây đã thế này rồi, đúng là phụ nữ làm quan dở mặt như dở bàn tay, người đến chính là cục trưởng cục công an phong trạch triệu quốc đống vừa đúng lúc tối nay gã cũng đến ăn cơm ở bát chân cư nghe thấy động tĩnh bên ngoài vì thế đến xem triệu quốc đống và hai vợ chồng lương diễm chẳng mấy qua lại nhưng lương diễm là giám đốc đài truyền hình phó bộ trưởng bộ tuyên truyền xe của cô ta mất nhất định sẽ đồn ra ngoài gần đây triệu quốc đống chẳng dễ thở chút nào tiệm vàng bị cướp hai lần cục trưởng công an thành phố giang thành đến đập bàn với gã trước mặt tất cả mọi người triệu quốc đống cho mày phó đội trưởng cảnh sát hình sự trịnh ba bên cạnh thấp giọng nói, địa bàn của nhạc lão Tam. Trương Dương đứng một bên nhìn tình hình, không phát biểu ý kiến gì, tiếng của triệu quốc đống và trịnh ba mặc dù rất nhỏ, nhưng có thể giấu được người khác, không thể giấu được Trương Dương. Trương Dương thầm nghĩ bụng, được lắm, đám cảnh sát này có khi lại thông đồng với giặc. Hắn chẳng có chút suy nghĩ tốt nào với chị An của phong trạch, lúc đầu hắn đi qua phong trạch bị nổ lốp, sau đó còn bị hai viên cảnh sát giải đến Giang Thành, nói rằng phải kiện hắn ăn cướp, hắn phải nhờ đến Vinh Bằng Phi đứng ra mới xong được vụ đó. Lần này lúc đến phong trạch nghe vụ án cướp tiệm vàng, vì thế ấn tượng của hắn đối với đám cảnh sát phong trạch rất xấu, giờ đây lại nghe thấy cuộc đối thoại này của Triệu Quốc Đống và Trịnh Ba, càng cảm thấy phản cảm hơn. Triệu Quốc Đống nói với Lương Diễm, Giám đốc Lương, cô về trước đi, việc này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho cô, mau chóng tìm lại đồ đã mất cho cô. Đương nhiên Lương Diễm liên tiếp cảm ơn, khi Triệu Quốc Đống nói chuyện với Lương Diễm, gã quay sang nhìn Trương Dương, mặc dù Trương Dương chưa từng gặp gã, nhưng gã lại biết Trương Dương, mấy ngày nay Triệu Quốc Đống đã nghe thấy Phong Trạch sẽ có một vi phó thị trưởng mới, vì vậy Triệu Quốc Đống để tâm đến chuyện này, gã vốn là cảnh sát hình sự, vì thế rất mẫn cảm với ngoại hình, gần như gã đã nhận ra Trương Dương ngay từ cái nhìn đầu tiên, chủ động bước đến chỗ Trương Dương nói, nếu như tôi không nhận nhầm, thì vị này chính là thị trưởng mới đến phải không? Trương Dương từ sau khi đến làm phó thị trưởng Phong Trạch rất cười cười. Hiện trạng xấu xí của chính phủ thành phố Phong Trạch không hề làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Niềm vui được thăng chức của hắn giờ đây vẫn vượt qua tất cả. Hắn cười gật đầu nói: Anh là cục trưởng triệu. Triệu Quốc đống cười lớn dơ tay ra với Trương Dương muốn bắt tay với hắn, nhưng có điều Trương Dương dơ một tay, còn Triệu Quốc đống dơ cả hai tay. Người ta nhiệt tình hơn rất nhiều, chủ động hơn rất nhiều. Triệu Quốc đống nói: Nghe danh đã lâu cùng đi uống chén rượu nhé. Trương Dương cười nói, giờ thì hơi bất ngờ quá, hôm khác vậy. Triệu quốc đống kiên trì, muốn mời không bằng tự gặp, vừa vặn giới thiệu cho thị trưởng Trương một vài người bạn. Mọi người đã nói đến như thế này, Trương Dương đương nhiên cũng chẳng thể tiếp tục tối trừ, hắn mỉm cười gật đầu. Triệu quốc đống nói với cảnh lục, cảnh lục, đổi phòng cho chúng tôi, đưa thức ăn mới lên đây. Rồi gã lại quay ra nói với Dương Phong và Lương Diễm, cùng đến chung vui nhé. Lương Diễm lắc đầu nói: "Các anh đàn ông con trai, tôi không tiện đi cùng, tôi về trông con đây, lão Dương đi cùng các anh." Cô ta muốn chồng mình liên lạc nhiều hơn với đám người này, nhưng Dương Phong lắc đầu nói: "Tôi không chịu được nữa rồi, uống nhiều lắm rồi, nếu uống nữa thì không thể chịu nổi nữa." Câu này của anh ta là sự thật, Lương Diễm tức không chịu nổi, sao chồng cô ta lại ngốc như vậy cơ chứ? Có một cơ hội kéo gần quan hệ đặt trước mặt như thế này, mà anh ta lại khước từ, có điều Thấy dáng bộ say túy lúy của anh ta, có lẽ cũng không thể nào uống được thêm nữa rồi. Lương Diễm giận thì giận, nhưng dù sao cũng sót chồng, cô ta cười nói, vậy thì mọi người uống tiếp đi, chúng tôi về trước đây. Nghe đến đây, Cảnh Lục cũng đã hiểu ra, hóa ra người bạn học này của Lương Diệp lại là phó thị trưởng thành phố Phong Trạch mới đến. Cảnh Lục nhận ra trước đó mình còn gọi người ta là huynh đệ, mạo phạm người ta mất rồi. May mà Trương Dương rất thoải mái, không hề để ý đến điều đó còn khách khí nói với gã, ông chủ cảnh, xin pha cho bình trà giải rượu. Cảnh lục thu dọn căn phòng vừa nãy của Trương Dương ngồi, rồi bảo Triệu Quốc Đông và mấy người nữa qua đó ngồi, Triệu Quốc Đông có đến 8 người uống rượu. Gã không thể gọi tất cả mọi người đến đây được, chỉ gọi Trịnh Ba và Cục trưởng Phó Cục Công an Trình Diệm Đông đến uống cùng Trương Dương, hai người này là cánh tay trái và phải của gã. Trình Diệm Đông là phó thủ của Triệu Quốc Đông, có điều gã có bằng cấp đàng hoàng, sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học Cảnh quan Trung Hoa, đã có bằng thạc sĩ, nhưng vì điều kiện gia đình không tốt, sức khỏe cha mẹ không tốt cần có người chăm sóc, nên đã phải bỏ ý định tiếp tục nghiên cứu học thuật, vốn gã có hy vọng ở lại Giang Thành, nhưng cũng là vì để chăm sóc bố mẹ nên đã xin về quê phong trạch. Người này là người con có hiếu nổi tiếng, có điều ấn tượng trong hệ thống công an là rất điềm đạm nho nhã. Gã có thể thăng quan cao như vậy, không những vì học vị cao, mà còn vì viết văn hay chữ tốt, vì vậy Triệu Quốc Đống đã nhìn chúng gã. Trình Diễm Đông bình thường mặc dù không nói nhiều, nhưng nhãn lực xuất chúng, gã vào phòng đầu tiên, rồi từ bình rượu không trong phòng đã đoán được Trương Dương uống rượu gì, từ đĩa ăn trên bàn đoán được Trương Dương ăn những món gì và bảo cảnh lục chuẩn bị rượu giống thế. Còn thức ăn thì không giống vậy, như vậy mới có thể thể hiện được sự tôn trọng với vị phó thị trưởng mới này. Dù là cục trưởng cục công an Triệu Quốc Đống, hay là Trình Diễm Đông và Trịnh Ba đều rất khách khí với Trương Dương. Mặc dù họ chẳng tiếp xúc gì mấy với Trương Dương vào trước đó, nhưng họ đã nghe danh Trương Dương từ lâu, nói ra thì, Triệu Quốc Đống thật sự chủ động đi tìm hiểu người tên Trương Dương này, cũng là vì lần trước chân Dương cố phái hai người cảnh sát gây phiền phức cho hắn ta, hai người CN sát giám điều tra tội cướp của của chủ nhiệm phòng chiêu thương Giang Thành Trương Dương. Kết quả của việc đó là Cục trưởng Công an thành phố Giang Thành Vinh bằng phi tìm đến Triệu Quốc Đống, mắng một trận tối tăm mặt mũi. Từ khi đó, Triều Quốc Đống đã có ấn tượng sâu sắc với Trương Dương và điều tra lịch trình chính trị cũng như bối cảnh đằng sau Trương Dương. Sau khi hiểu được bối cảnh của Trương Dương, hắn tức đến độ cắt chức phó sở trưởng Trấn Dương cố là Trác Ba Nguyên, bảo gã đó đi đến thủ ở cửa thu tiền, cần phải biết Trác Ba Viên là em họ của gã, đến giờ vẫn chưa điều động về. Triệu Quốc Đống có thể làm đến vị trí Cục trưởng Cục Công an Phong Trạch, không phải chỉ vì có người anh rể là bí thư thị ủy thẩm, mà cũng là vì bản thân gã có năng lực nghiệp vụ, Gã làm bắt đầu từ cơ tầng, rất cần cù, 5 năm trước vì phá vụ án giết người liên hoàn nên tiếng nổi như cồn, từ đó sĩ đồ rất thuận lợi, giờ đây vừa năm 30 tuổi đã được làm cục trưởng cục công an thành phố Phong Trạch, bí thư đảng ủy cục công an, phó bí thư chính pháp thành phố Phong Trạch, cấp bậc cũng là phó sở. Về cấp bậc, gã cũng chẳng thua Trương Dương, còn về quyền lực thì gã có quyền lực thực tế nhiều hơn là Trương Dương. Sau khi thức ăn và rượu được mang đến, Triệu Quốc đống cười nói, vẫn là câu vừa rồi muốn mời không bằng tương ngộ, được gặp mặt với thị trưởng Trương ở đây, thật là duyên trời định sẵn, trong lòng tôi nghĩ rằng hận sao chúng ta gặp nhau muộn, và cảm thấy rằng chúng ta như có tiếng sét ái tình. Triệu quốc đông văn hóa không cao, nhưng khi nói năng lại thích chơi chữ, nhưng cứ chơi chữ là lại lộ ra cái lố bịch của mình, câu này vốn chẳng có sai gì về câu cú, nhưng nghe cứ có cảm giác kỳ kỳ. Trương Dương cười nói, cuộc trưởng Triệu nói như chúng ta đang yêu nhau vậy, tôi càng nghe càng thấy kỳ, tôi là đàn ông bình thường đấy. Mấy người đều cười ha ha. Triệu Quốc đống cười lớn nói, tôi cũng rất bình thường, có điều gặp thị trưởng Trương thật sự có cảm giác như tiếng sét ái tình vậy, tình ở đây là tình bạn, chứ không phải tình yêu. Cái trình độ ăn nói của gã kém xa so với những lời lẽ trên cuộc họp, dù sao thì lúc họp cũng là do Trình Diệm Đông viết cho gã đọc, gã chỉ cần nói theo là được. Trương Dương cầm cốc lên nói, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến làm ở đây không ngờ lại có thể quen biết được những tinh anh trong hệ thống công an cảnh sát ở phong trạch, thật là vinh hạnh quá, tôi mượn rượu của cục trưởng triệu cảm ơn mọi người. Ba người còn lại vội vàng dơ cốc hưởng ứng. Một cốc rượu xuống ruột, không khí cũng hòa hợp hơn rất nhiều, triệu quốc đống hỏi về quan hệ của Trương Dương và Lương Diễm. Trương Dương mỉm cười nói, tôi và chị Lương là học sinh của trường đảng, vừa nãy gặp ở trước chính phủ thành phố, nên chị ấy gọi tôi đến tiếp đãi, Triệu Quốc đống gật đầu, thị trưởng Trương có ấn tượng thế nào với phong trạch? Trương Dương nói, đây là ngày đầu tôi đến đây, nên không có tư cách phát biểu. Hôm nay ngoài việc thăm các vị lãnh đạo và đồng nghiệp, chúng tôi chỉ mở cuộc họp. Nếu như bắt tôi phải nói một điều gì đó về phong trạch, tôi chỉ có một cảm xúc rất rõ ràng, đó chính là chính phủ thành phố thị ủy thật sự rất giản dị. Triệu Quốc đống nói, tôi chẳng phải khoe chứ. Bí thư thẩm của chúng tôi là người thanh liêm nhất trong các thành phố cấp huyện của Giang Thành, các lãnh đạo của chúng tôi cũng như vậy. Trương Dương đã có ấn tượng bước đầu về Triệu Quốc Đống, người này chẳng có mấy văn hóa, nhưng rất thích giả vờ ra vẻ ta đây, nói chuyện thì rất trống rỗng, hời hợt. Vì là lần đầu tiên gặp nên Trương Dương rất nể mặt gã, nếu như nói ấn tượng về hệ thống cảnh sát của, ấn tượng của Trương Dương chẳng ra sao cả, thôi thì không nói đến lần gặp cướp đường trên đường đi qua phong trạch, chỉ nói mấy ngày nay thôi, lại là vụ cướp tiệm vàng, rồi lại là vụ án mất xe vừa nãy trị an của thành phố này nhất định không tốt. Ba người luân lưu mời rượu Trương Dương, mỗi người mời hai chén, họ không uống, Trương Dương khi tiếp rượu của trịnh ba, hỏi tại sao chỉ có tôi uống, mà mọi người lại không uống vậy. chương 359, kiến nghị chống hạn hán. Khi trịnh ba mời rượu, gã đứng dậy, cười nói, thị trường Trương à, anh là lãnh đạo lớn, chúng tôi tôn kính anh, còn một lý do nữa, đó là ngày xưa phong trạch chúng tôi rất giàu, nếu trong nhà có rượu, mình cũng chẳng dám uống mà phải đợi khách uống trước anh là khách nên đương nhiên phải mời anh uống trước trương dương cười nói nói vậy tức là anh không coi tôi là một phần tử của phong trạch rồi trịnh ba vội vàng lắc đầu không phải vậy không phải vậy trương dương nói thế này đi mọi người mời tôi đến sau chén đã đến lúc tôi mời lại rồi tôi cũng không mời từng người một nữa tôi hai chén mỗi người uống một hai chén đi mọi người cùng cạn phó thị trưởng đã nói vậy những người khác đương nhiên không từ chối. Trương Dương phát hiện ra rằng làm quan có một điểm tốt rất lớn, đó chính là có thể nắm được quyền phát ngôn. Không những trên quan trường, mà trên bàn rượu cũng vậy. Sau khi uống hết một cân rượu, Triệu Quốc Đông bắt đầu nhận ra rằng, tử lượng của vi phó thị trưởng mới đến này thật sự kinh người, đừng nói là ba người họ, dù có đến thêm ba người nữa có lẽ cũng không thể là đối thủ của hắn. Triệu Quốc Đông không tiếc mau đài, nhưng gã sợ rằng cứ uống như vậy, thì những người bên mình sẽ say trước mất, mặt trình diệm đông càng uống càng trắng bệch, mặt trịnh ba như gan lợn vậy, tử lượng của triệu quốc đống lớn nhất, mà giờ đây cũng bắt đầu choáng váng, gã bắt đầu cảm thấy nên rút lui. May mà Trương Dương đứng dậy, cười nói, hôm nay đến đây đi nhé, ngày mai mọi người còn phải đi làm nữa, tôi vừa mới đến phong trạch, không muốn đến muộn vì say rượu. Triệu quốc đống lúc này chẳng dám giữ lại, gã cười nói, đúng đúng, công việc quan trọng thái độ làm việc của thị trưởng Trương thật đáng để người ta nể phục, anh ở đâu, để tôi đưa về. Trương Dương cũng không từ chối, dù sao thì hắn vừa đến đây vẫn chưa quen với tình hình, có người đưa là quá tốt rồi. Trình Diệm Đông lấy điện thoại ra gọi cho lái xe đến, khi họ bước ra khỏi bát chân cư, một chiếc xe cảnh sát Sanata đã dừng ngoài cửa, họ cùng tiễn Trương Dương lên chiếc xe. Khi Trương Dương lên xe, thấy có một người đẩy chiếc xe tiểu kim điều màu hồng đến chỗ bát chân cư, trong lòng hắn ngứa ra, chẳng lẽ chiếc xe của Lương Diễm tìm thấy nhanh như vậy ư? Nhìn Trương Dương đi xa, nụ cười trên mặt triệu quốc đống dần biến mất, gã nói với trịnh ba, người này ghê gớm lắm, về sau phải để ý. Lúc này một người thanh niên mặc chiếc áo màu ghi đẩy chiếc xe tiểu kim điểu đến trước mặt trịnh ba, nói, đội trưởng trịnh, tôi đã tìm được xe cho anh rồi. Triệu quốc đống lạnh lùng nhìn người thanh niên, rồi bước về phía chiếc xe cảnh sát. Trịnh Ba bảo người thanh niên đưa chiếc ích e câu cảnh lục, rồi gọi người thanh niên đến một góc đường, chỉ vào mũi hắn nói, nhạc lão tam đâu. Đi đánh bài rồi. Vì đã uống nhiều rượu, nên Trịnh Ba không khống chế được cảm xúc của mình, gã tức giận nói các người có phải là không muốn sống ở phong trạch nữa rồi không? Làm việc càng ngày càng hung hăng thế à? Đội trưởng, đó là tay mới đến, hắn không hiểu phép tắc. Trịnh Ba gật đầu nói, ngày mai bảo nhạc lão tam đến gặp tôi. Trình Diệm Đông đưa Trương Dương đến dưới ký túc, rồi mới rời đi, mục đích gã đi theo là muốn xem xem vị phó thị trưởng này ở đâu. Trương Dương không để Trình Diệm Đông đưa mình lên nhà, nhìn chiếc xe cảnh sát rời đi, lúc này gã mới rút chìa khóa ra đi lên lầu, mở cửa phòng của mình, hắn theo thói quen giơ tay ra ấn công tắc đèn trên tường, nhưng không có gì, giờ hắn mới nhớ lại, ở đây là đèn kéo dây, hắn mở cửa phòng khách, hắn mò mẫm tìm sợi dây, rồi bật đèn phòng khách lên nhìn căn phòng xấu xí, trên mặt lộ ra một nụ cười ngán ngầm. Trong phòng không có thiết bị tắm, ý nghĩ tắm nước nóng của Trương Đại Quan đã không thực hiện được, hắn đã quen với cuộc sống tiện nghi nên không để ý đến những tiểu tiết này. Trong nhà vệ sinh chỉ có một ống nước, Trương Dương dùng tạm, tắm nước lạnh, dù sao cũng là ăn cơm ở ngoài, người đầy mùi rượu như vậy mà đi ngủ thì thật khó chịu. Tắm xong, hắn phát hiện tivi cũng có rồi, nhưng là một chiếc tivi cũ, điều làm Trương Dương buồn là không ngờ chiếc tivi này là tivi đen trắng. May mà chăn chiếu đều là đồ mới mua cả, rất sạch sẽ và thoải mái. Mở tivi, dùng tay quay để chọn kênh, cuối cùng tìm thấy đài truyền hình phong trạch khá là rõ nét, đáng tiếc tiếng không nghe rõ. Trương Dương chán nản tắt tivi, nằm trên giường, trong lòng thầm nghĩ về việc ngày mai, những người cần thăm hỏi ở chính phủ thành phố cũng đã thăm hỏi xong, ngày mai có lẽ phải xuống những đơn vị cấp dưới xem thế nào, gọi lãnh đạo các đơn vị cấp dưới của cục vệ sinh, cục giáo dục ủy ban thể dục, ủy ban khoa giáo. Ủy ban kế hoạch hóa gia đình đến nói chuyện, Trương Dương lúc này mới ý thức được mặc dù hắn là phó thị trưởng, nhưng đơn vị hắn quản lý cũng khá nhiều, trong lòng lại bắt đầu đắc ý, sự hài lòng trong lòng hắn đã lân át đi cái thất vọng trước môi trường trước mắt, hắn thoải mái nằm trên giường, chuẩn bị vào giấc nồng, đón đợi công việc ngày mai. Nhưng Trương Đại Quan không ngủ được ngay, vì hắn nghe thấy một vài âm thanh, cách âm của tòa nhà này vốn không tốt, lại gặp phải người tai thính như Trương đại quan, những âm thanh yếu ớt trong đêm khuya không thể thoát khỏi đôi tai của hắn. Ừm, tiếp đó là tiếng thở dốc, tiếng nam nữ trộn lẫn với nhau, tiếng môi chạm vào nhau, rất nhanh truyền đến tiếng giường bị lắc mạnh, tiếng rên rỉ của phụ nữ cố gắng kìm xuống. Đối diện là phòng của phó thị trưởng tạm thời Vương Hoa Chiêu, âm thanh này nhất định phát ra từ đó, nghĩ đến việc hôm nay gã đi đón bạn gái, Trương Dương bật cười, Vương Hoa Chiêu đang vào độ xuân sắc. Lâu lắm rồi không gặp bạn gái, gặp được rồi quấn lấy nhau cũng là chuyện hết sức bình thường. Trương Đại Quan đồng cảm nằm xuống, nhưng âm thanh của phòng bên cạnh vẫn vang lên không ngừng. Điều này với một người cô đơn trong đêm như Trương Dương quả thật là một sự thôi thúc mạnh mẽ, tên này lăn qua lăn lại trên giường. Mẹ kiếp, không ngờ ngày đầu tiên đến phong trạch đã phải chịu điều này. Dù sao cũng không ngủ được, Trương Dương nằm nghe, hai người chẳng có điểm nhấn nào cả, chỉ có tiếng thở và rên, chẳng có đoạn đối thoại nào đặc sắc. May mà 10 phút sau, âm thanh này đã ngừng lại. Trương Đại Quan nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 10 giờ, 9 giờ 32 phút, tên này biếu biếu môi, với trình độ này sao làm thị trưởng được. Hèn chi chỉ là người làm tạm thời. Trong lòng Trương Dương nghĩ một hồi, rồi lại nằm xuống ngủ, ngủ được khoảng hơn một tiếng đồng hồ, những âm thanh rên rỉ bên cạnh lại vang lên, Trương Đại Quan ngán ngẩm biết mấy, xem ra hắn đã đánh giá thấp phương hoa chiêu rồi. Tên này không ngờ lại có bản lĩnh làm cho hoa mai mọc hai lần, thời gian đã là một giờ đêm, biểu hiện lần này của Vương Hoa Chiêu đã giữ hơn lần trước nhiều, có lẽ là do nửa đêm rồi nên họ mới mạnh dạn hơn, tiếng kêu của họ đã lớn hơn lần trước, hơn nữa đoạn đối thoại giữa hai người cũng bắt đầu phong phú. Trương Đại Quan nghe đến độ cả người nóng ran lên, dục vọng nổi lên, lần này hắn không còn hiếu kỳ nữa, mà chỉ mong trận chiến đấu này kết thúc nhanh nhanh, nhưng hai người họ dường như cố ý chiêu chọc Trương Dương, lần này thời gian rất lâu, Trương Đại Quan thật sự không chịu nổi nữa, chỉ có thể bật dậy xông vào phòng tắm xả nước cho mát, rồi nhắc nhở mình, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Sau khi Trương Dương tắm xong, đã chuẩn bị xong một đêm khó ngủ, sự thực cũng đã chứng minh điều này, biểu hiện của Vương Hoa Chiêu thật sự quá mạnh mẽ. Trận chiến đấu này lại vang lên một lần nữa vào lúc 5 giờ. Mặc dù với Trương Đại Quan, biểu hiện của Phó Thị trưởng Vương rất bình thường, nhưng người ta cứ chiến đấu nhát gừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của Hoan, Trương Dương chỉ có thể chọn cách ngồi thiền, có lẽ là do đổi vào một môi trường mới, nên định lực của Trương Dương rất kém, trong đầu không thể đạt đến độ một màn trắng xóa, vì phong độ, hắn không thể nào bước ra gõ cửa phòng Vương Hoa Chiêu, nhắc nhở vị phó thị trưởng này khẽ khàng một chút, vì vậy, đêm đầu tiên của Trương Dương ở phong trạch rất không tốt. Khi ánh mặt trời chiếu vào, trong lòng hắn đã quyết định, hôm nay dù thế nào hắn cũng không về đây ngủ nữa, điều làm hắn quyết tâm như vậy là, hắn nghe thấy bạn gái của phó thị trưởng Vương, trong lúc lên cao Trào nói rằng, "Chiêu, em muốn ở lại cạnh anh." "Mẹ kiếp, cô cứ ở lại đi, tôi đi." Trương Đại Ukyuna nhìn bức tường trắng, hai con mắt như bốc lửa đùng đùng. Hắn quyết định tìm chỗ khác ở còn một lý do nữa, về sau bạn gái đến tìm hắn nhất định không ít, nếu như hắn cũng mang họ về đây thì động tính của hắn còn lớn hơn đây rất nhiều. Trương Dương rất chú trọng đến bí mật cá nhân, nên hắn không muốn người khác nghe thấy. Chưa đến 6 giờ dưới. Trương Dương đã bước ra khỏi cửa, trước khi đi hắn soi gương, phát hiện mắt của hắn hơi sưng, mắt đầy mạch máu, thật là sốt ruột quá, chúng ta cũng là đàn ông, cũng có như cầu, Trương Đại Quan rời khỏi chỗ ở trong tâm trạng đầy hậm hực. Trong khu nhà hắn gặp bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa vừa đi tập thể dục về, Trương Dương cười với ông ta, nhưng phát hiện ra Thẩm Khánh Hoa nhắm mắt, vừa đi vừa vung tay, có lẽ là một hình thức tập luyện, người ta không nhìn thấy hắn. Trương Dương cũng chẳng mở miệng chào, hắn nhìn thấy bộ quần áo vận động của bí thư thẩm đã giặt đến trắng bệch cả ra rồi chỗ đầu gối còn có một lỗ thủng đôi giày cũng đã bạch phếch nhìn bí thư thẩm vừa đi vừa vung tay trương đại quan thầm nghĩ mẹ kiếp thật là thanh liêm trương dương ăn chút quẩy và nước đậu ở nhà ăn không biết có phải là ảo giác hay không nhưng bầu trời của phong trạch dường như xanh hơn của giang thành một chút có lẽ là vì không có quá nhiều công nghiệp nặng khi đang chuẩn bị trả tiền thì thấy phó thị trưởng vương và bạn gái gã đi đến bạn gái của Vương Hoa Chiêu khoảng tầm 25, 26 tuổi, dáng người không cao, mặt tròn, tóc ngắn, rất điềm đạm và cũng rất mạnh khỏe, ăn mặc cũng rất thời thượng, trên mặt trắng nhưng lại hồng. Trương đại quan đột nhiên nghĩ đến, màu hồng đó có phải do trận vận động tối qua hay không? Vương Hoa Chiêu nhìn thấy Trương Dương cười bước đến, Trương Dương, đến ăn cơm à? Ở nơi lắm người thế này, gọi tên vẫn là tốt nhất. Trương Dương cười gật đầu, tôi ăn rồi mọi người ăn gì tôi mời vương hoa chiều cười lắc đầu tôi tự ăn quên mất không giới thiệu với anh đây là bạn gái của tôi tên là tăng lệ bình rồi gã lại nói với bạn gái vị này chính là trương dương mà anh nói với em tăng lệ bình giơ tay ra trương dương lịch sử bắt tay với cô ta không làm phiền hai người nữa tôi đi làm đây có cơ hội tôi sẽ mời hai người ăn cơm vương hoa chiều cười nói tôi mời anh mới đúng Hôm nay Trương Dương đến chính phủ thành phố trước 20 phút, nhìn thấy đã có không ít người đi làm, chế độ kỷ luật của phong trạch xem ra còn nghiêm hơn cả Giang Thành. Trương Dương đến phòng làm việc, hắn nhắm mắt dưỡng thần, đến khi Trương Đăng Cao đến gõ cửa, hắn mới mở mắt ra. Trương Đăng Cao cười bước vào, thị trưởng Trương, quên mất không nói với anh, chính phủ thành phố không cho phép đóng cửa trong thời gian làm việc. Thật ra hôm qua gã đã cho người nói với Trương Dương rồi, nhưng Trương Dương vẫn không làm theo vì tên này hôm qua không viết báo cáo cho hắn nên trương dương đã có ấn tượng không tốt đẹp mấy với người này hỏi lại đi ra ngoài làm việc cũng không đóng cửa sao trương đăng cao vẫn cười nói cái đó thì không cần lúc này thư ký tiểu cao đến đưa nước nóng nhân tiện pha trà cho trương dương trương dương rút ra một hộp trà long cảnh nói với tiểu cao dùng trà này của tôi tiểu cao cười nhận lấy trà của trương dương rồi pha trà giúp hắn trương đăng cao nhắc nhở trương dương thị trưởng tôn bảo tôi đến để thu kiến nghị chống hạn không biết thị trưởng trương trương dương khó chịu nhìn tên này tôi vẫn chưa viết cái này trương dương nói tôi vừa đến phong trạch còn chưa hiểu mô tê gì về tình hình cụ thể bảo tôi viết thế nào trương đăng cao cảm thấy trương dương khó chịu là vì hôm qua gã không viết hộ bản kiến nghị nhất định đã đắc tội vị này rồi gã cười nói viết bừa mấy câu là được rồi trương dương nói viết bừa mấy câu trương đăng cao gật đầu trương dương nói đợi một chút nữa anh đến lấy đi tôi nghĩ một chút trương đăng cao nói được vậy tôi đi lấy của những người khác trước sau khi trương đăng cao đi khỏi trương dương nói với tiểu cao tiểu cao bình thường các anh làm những việc gì tiểu cao nói chúng tôi là ở khoa thư ký bình thường đều do chủ nhiệm trương phân phối nhiệm vụ cho chúng tôi trương dương gõ gõ tay lên mặt bàn có bút lông không có chứ bút và giấy đều có cả trương dương cười nói lấy cho tôi một ít đến đây tôi cần dùng tiểu cao quay người đi một lúc sau đã mang giấy và mực bút đến đưa đồ đạc cho trương dương không quên nhắc trương dương ký tên trên danh sách lấy đồ dùng công cộng mỗi trình tự của chính phủ thành phố phong trạch từ trên xuống dưới đều rõ ràng như vậy làm cho trương dương rất không quen là phó thị trưởng ngay cả việc lấy đồ dùng cũng phải ký tên thật là phiền toái có điều Trương Dương không làm khó tiểu cao, người ta cũng chỉ là một thư ký nhỏ, hà tất gì phải làm khó anh ta. Trương Đại Quan mở tờ giấy ra, dùng cốc trà làm chặn giấy, lấy bút lông ra, viết trên giấy một hàng chữ, kháng hạn cứu nạn đâu thể trần chờ, rồi hắn đặt bút xuống rất đắc ý, mẹ kiếp, tên tôn đông cường dám ra vẻ với ta, bảo ta viết kiến nghị, thì giờ ta viết cho mà xem, tám chữ này của ta đẹp ra phết đấy. Trương Đăng Cao đi một vòng về, gã đã thu xong kiến nghị của năm vị phó thị trưởng rồi đến lấy kiến nghị của trương dương thấy ba chữ lớn đó suýt nữa thì trương đăng cao rất cả mắt ra ngoài mặc dù biết rằng trương dương dùng cách này để tỏ rõ sự bất mãn với tôn đông cường nhưng gã cũng không thể không công nhận tám chữ này của trương dương rất đẹp đẹp thì đẹp nhưng nếu đưa thứ này lên nhất định sẽ bị tôn đông cường mắng chết trương đăng cao cười đau khổ nói thị trưởng trương cái này trương dương cười hì hì nói anh bảo tôi viết bừa mấy câu tôi viết bừa mấy câu rồi đây, chữ của tôi cũng đẹp đấy chứ. Trương Đăng cao giờ khóc giờ cười gật đầu, đang nghĩ đến lúc gã có nên viết hộ hắn một bản không, thì giám đốc đài truyền hình Lương Diễm đã đến thăm Trương Dương rồi. Lương Diễm vừa vào cửa đã cười khanh khách, thị trưởng Trương, có phải tôi đến sớm quá không? Trương Dương cười nói, không sớm, không sớm, tôi đang có việc muốn nói với chị đây. Sau khi Lương Diễm vào ngay lập tức bị mấy chữ trên bàn hấp dẫn, cầm lên xem, rồi tán dương, đây là chữ của vị nào, thật là đẹp quá. Trương Đăng Cao nói, đây là chữ của thị trưởng Trương. Lương Diễm đương nhiên đã đoán được là của Trương Dương viết, cô ta cười nói, chữ thật là đẹp. Đài chúng tôi đang chuẩn bị làm một chuyên mục chống hạn hán, mấy chữ này của thị trưởng Trương tặng chúng tôi làm đoạn mở đầu đi. Trương Dương nói, thứ này cần phải đưa cho thị trưởng Tôn xem đã, đợi anh ấy xem xong rồi chủ nhiệm Trương sẽ đưa cho chị. Trương Đăng Cao chẳng biết làm thế nào, xem ra người ta làm thật rồi nhất định phải đưa bức kiến nghị không như bình thường này cho tôn đông cường đây chẳng phải là chủ động khiêu khích sao nhưng trương đăng cao lại nghĩ rằng mình ở giữa tội gì phải khó nghĩ chứ chẳng liên quan gì đến tôi cả gã đã nghe nói từ lâu thị trưởng tôn đông cường và và trương dương đã không hòa thuận với nhau từ lúc ở giang thành xem ra lời đồn là có thật phó thị trưởng trương vừa mới đến đã bắt đầu khiêu chiến với thị trưởng tôn rồi trương đăng cao lấy lại chữ từ tay lương diễm vâng tôi sẽ đưa bức kiến nghị này cho thị trưởng tôn đến khi anh ấy xem xong rồi tôi sẽ đưa đến đài truyền hình trương đăng cao muốn đi nhưng bị trương dương gọi lại chủ nhiệm trương tiểu cao đâu rồi có khách đến rồi mà cũng không đến rót trà mặt trương đăng quang nóng bừng vị phó thị trưởng trương này đúng là người không đơn giản đây chẳng phải là đang điểm mặt gã hay sao gã cười nói tôi quên mất tôi đến đây đến đây lương diễm làm sao có thể để trương đăng cao rót trà Cô ta cười ha ha nói, "Chủ nhiệm Trương, anh đi bận việc đi, tôi tự rót được rồi, tôi và thị trưởng Trương là bạn học cũ, cũng không cần phải khách sáo đâu." Câu này cũng đồng nghĩa với việc nói với Trương Đăng Quang rằng quan hệ của mình và phó thị trưởng mới đến không tồi. Trương Dương cười nhàn nhạt, nhạt, "Người phụ nữ này thật là nịnh bợ." Trương Đăng cao rời khỏi, Lương Diễm tự rót trà cho mình, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trương Dương, "Thị trưởng Trương, tôi đến để phản ánh một vài tình hình." Trương Dương cười nói, "Chị nói đi, tôi vừa mới đến, đang muốn tìm hiểu về tình hình công tác trong phạm vi quản lý của tôi, đài truyền hình vừa vặn nằm trong phần quản lý của tôi." Lương Diễm lấy ra một bản báo cáo, bản báo cáo này cô ta đã làm xong từ lâu, là về kiến thiết đài truyền hình mới và sửa chữa cột truyền hình, một năm trước khi Lương Diễm lên làm giám đốc đài truyền hình, chị ta đã làm bản báo cáo này rồi, nhưng không được thành phố phê chuẩn, giờ đây cô ta đưa cho Trương Dương bản báo cáo kế hoạch này cũng chẳng mong ngóng được thông qua, nhưng đây là một trình tự cần phải đi. Trương Dương đặt tờ báo cáo sang một bên, hắn cười nói, chiếc xe của chị tìm thấy rồi. Lương Diễm vui mừng nói, sao cậu biết? Tối qua lúc tôi về đã nhìn thấy, tôi thấy một người đẩy chiếc xe của chị đến bát chân cư. Lương Diễm nói, may mà gặp được cục trưởng Triệu, nếu không thì chiếc xe vừa mua đã mất. Trương Dương nói, anh ta rất giỏi mà, mấy tiếng đồng hồ đã phá được vụ án này rồi. Lương Diễm nhìn ra ngoài cửa, mở cửa phòng làm việc có một cái hại, đó là muốn nói vài câu bí mật cũng sợ người khác nghe thấy, Lương Diễm thấp giọng nói, mấy tên trộm cắp xe này hoạt động cũng có phạm vi cả đấy, họ làm công an họ rất rõ điều này, chỉ cần họ muốn tìm là nhất định sẽ tìm ra. Trương Dương ngớ người, cầm cốc trà lên nhấm một ngụm, "Chị Lương, ý chị nói rằng giữa họ quen biết nhau ư?" Lương Diễm tối qua uống vài ngụm rượu dám nói ra những điều không được của phong trạch nhưng hôm nay thì đầu óc chị ta rất tỉnh táo, hơn nữa đây là chính phủ thành phố, chị ta nói chuyện rõ ràng đã cẩn thận hơn rất nhiều, cười nói tôi chẳng nói gì đâu, có điều tìm hiểu tình hình phân bố của phần tử trộm cắp cũng là một phần trách nhiệm của cảnh sát. Trương Dương cũng chẳng hỏi thêm, hắn chuyển hướng cuộc nói chuyện sang vấn đề công tác tuyên truyền chống hạn hán, Lương Diễm nói, không vấn đề gì, bộ tuyên truyền thị ủy cũng mở mấy lần họp về vấn đề này. Sau khi tôi về sẽ phái tổ tìm hiểu các hương chấn, tiến hành báo cáo về tình hình hạn hán, cố gắng làm cho nhân dân ý thức được sự nghiêm trọng của lần hạn hán này. Chị ta dừng lại rồi nói, chuyên đề lần này sẽ dùng chữ của cậu. Trương Dương đùa, có tiền công không? Lương Diễm nói, có chứ, tí nữa tôi sẽ đưa cho cậu. Trương Dương lắc đầu, chị Lương à, tôi nói đùa với chị đấy, chị tưởng thật à. Tôi chắc chắn phải cống hiến cho công tác phòng hạn rồi, hay là, chị giúp tôi lấy số tiền đấy quyên góp chống hạn cho tôi. Lương Diễm chớp mắt, rồi gật đầu. Lúc này thư ký thị trưởng Trác Lượng đến trước cửa. Trương Dương ngước đầu nói, thư ký chắc có việc gì không? Trác Lượng nói, phó thị trưởng Trương, thị trưởng Tôn Bảo Anh qua đó. Trương Dương vừa nghe tên này nói vậy, trong lòng rất khó chịu, mẹ kiếp, anh chỉ là cái chức thư ký thị trưởng, nói chuyện với tôi cũng phải tử tế một chút, gọi tôi là phó thị trưởng chẳng sao, nhưng cả chữ mời cũng không có, Tôn Đông Cường chỉ cao hơn tôi nửa cấp, mẹ kiếp, nhà anh cũng dám lên mặt với tôi ư. Trương Dương rất ưa sĩ diện, đặc biệt là Lương Diễm còn ngồi đây, hắn chừng mắt, sắc mặt cũng thay đổi, Lương Diễm đã nhận thấy được sát khí của vị phó thị trưởng Trương, run lên, chắc Lượng đứng ở cửa cũng cảm thấy, gã ngay lập tức cảm thấy câu vừa rồi của mình đã đắc tội vị phó thị trưởng mới này, nhưng lời của thị trưởng tôn quả thật không có chữ mời, chẳng lẽ mình được vì tiện cho thêm sao? Trương Dương nói, tôi nói này tiểu Trác, anh có thấy tôi đang nói chuyện công việc không? anh về trước đi bảo với thị trường tôn đợi một chút trác lượng mặt đỏ bừng gã cảm thấy rất ấm ức gã có nói gì đâu chỉ là chuyển lời mà thôi phó thị trưởng là anh có cần thiết phải phản ứng như vậy không gã quay người bước đi trương dương lại gọi lại tiểu trác lần sau có việc gì nhớ gõ cửa trước ngay cả những điểm lễ tắc quan trọng nhất cũng không biết trác lượng không nói gì cắm đầu đi thẳng phòng làm việc của thị trường tôn đông cường cách phòng làm việc của trương dương không xa Trác Lượng rất ấm ức, về đến phòng làm việc, Tôn Đông Cường thấy Trương Dương không đến cùng, thái độ của Trác Lượng lại hơi khác, ngạc nhiên hỏi: "Phó thị trưởng Trương đâu rồi?" Trác Lượng cắn môi, anh ta nói còn đang bận, bảo anh đợi một chút. Nhân vật nhỏ cũng có cái bực của nhân vật nhỏ, Trác Lượng thầm nói tôi không dây được với anh, thì để xem thị trưởng Tôn có dây được với anh hay không. Tôn Đông Cường nghe thấy câu này, ngay lập tức thấy bực mình, gã đã không thích Trương Dương từ lâu, từ sau vụ bình chọn thanh niên người tốt hai người đã ghét nhau tôn đông cường đến phong trạch làm thị trưởng không lâu thì trương dương đã đi theo gót tôn đông cường coi việc trương dương đến đây là một sự khiêu chiến với mình gã đã chuẩn bị về sau phải đối phó với trương dương nhưng gã không ngờ ngày thứ hai trương dương đến đã bắt đầu xây dựng khiêu chiến với uy quyền của gã tôn đông cường đến với phong trạch thời gian này biểu hiện rất thân thiết khiêm nhường vì tất cả quyền phát ngôn của phong trạch đều nằm trong tay bí thư thị ủy thẩm khánh hoa trước khi thẩm khánh hoa nghỉ hưu Gã rất khó để gây dựng nên quyền uy của chính bản thân mình. Có điều ưu thế của tôn Đông Cường là còn trẻ. Với gã, thời gian hai năm không dài, chỉ cần trong hai năm nay nay, hắn không làm gì quá đáng, thì sẽ được thuận lợi thay chức thẩm khánh hoa, hoàn thành một lần nâng tầm quan trọng của sĩ đồ của hắn. Nhưng giờ đây Trương Dương đã đến, làm cho tương lai của hắn xuất hiện sự thay đổi. Dù là gã hay là bố vợ của gã là Triệu Dương Lâm đều cho rằng Trương Dương đến Phong Trạch là để đối phó với tôn Đông Cường. Tôn Đông Cường giận dữ nói, "Bảo anh ta đến đây ngay. Tôi có việc quan trọng muốn tìm anh ta." Mặt Trác Lượng rất khó coi, gã đã dự báo trước được, chỉ cần mình dám đi gọi Trương Dương thì nhất định phải đối mặt với một trận bão táp. Tôn Đông Cường nhìn thấy vẻ mặt của Trác Lượng cũng đã hiểu, gã cũng vô ý làm khó người thư ký này, cầm điện thoại lên gọi cho số phòng làm việc của Trương Dương. Trương đại quan nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hắn đoán chắc cuộc điện thoại là do Tôn Đông Cường gọi đến hắn cố ý không nghe máy lương diễm ngồi không nổi nữa sự nổi giận vừa rồi của trương dương với chắc lượng chị ta đã nhìn rất rõ nếu tiếp tục ngồi ở đây là hành động không khôn ngoan mặc dù một tính chính trị của lương diễm bình thường nhưng sự việc bày ra trước mặt thế này chị ta vẫn có thể nhận ra chị ta không muốn bị vạ lây đứng dậy cáo từ thị trường trương tôi phải về đài truyền hình rồi hôm nay trong đài truyền hình còn có cuộc họp tôi sẽ làm tốt công tác tuyên truyền chống hạn hán mà cậu giao Trương Dương gật đầu, hắn lại nghĩ ra một chuyện, chị Lương, trong phong trạch có chỗ nào điều kiện ở tốt không? Lương Diễm ngớ người, cậu muốn tìm nhà. Trương Dương cười nói, tôi chỉ tiện miệng hỏi thế thôi, ở trong khu nhà ở thị ủy đều là người quen cả, cảm thấy không được tiện lắm. Lương Diễm nói, để tôi để ý giúp cậu, có tin tức tôi sẽ báo ngay cho cậu. Trương Dương bổ sung, đừng cách chính phủ thành phố xa quá nhé, môi trường phải tốt và yên tĩnh một chút, diện tích tốt nhất là rộng một chút, các thiết bị hoàn thiện một chút. Hắn là người điển hình theo xu hướng hưởng thụ, ở trong nhà ở thị ủy một đêm đã không chịu nổi nữa rồi. Thật ra Trương Đại Quan không phải chưa từng nếm mùi những ngày tháng khó khăn, nhưng mấy năm gần đây, hắn sống tốt đã quen, giờ bắt hắn quay đầu nếm trải lại những gì đã qua, đã không còn quen với cuộc sống đó được nữa. Sau khi Lương Diễm rời đi, điện thoại trên bàn Trương Dương lại vang lên, hắn nhìn rồi vẫn không nhấc máy, sau khi ra ngoài đi vệ sinh, Lúc này mới chậm rãi đến phòng làm việc của Tôn Đông Cường. Đến trước phòng làm việc của Tôn Đông Cường, Trương Dương cố tình làm ra vẻ gõ cửa. Tôn Đông Cường đang cầm điện thoại, thấy tên này vào, cục mạnh điện thoại xuống, mặt hầm hầm. Trương Dương cười rất sáng lạn, bước vào trong phòng làm việc, ngồi xuống trên chiếc ghế trước mặt Tôn Đông Cường, nói với Trác lượng bên cạnh, "Tiểu Trác, pha cho tôi cốc trà, hôm nay bữa sáng hơi mặn nên tôi khát nước." Một tên thư ký bé nhỏ ông đây phải sai bảo mày trước mặt chủ mày. Trác lượng nhìn tôn đông cường, tôn đông cường cố gắng kiềm chế cơn giận. mới sáng sớm ra, hình như nổi giận không được thích hợp lắm. hơn nữa giờ đây gã là thị trường, phải rộng lượng hơn một chút. tôn đông cường nói tiểu trương, anh bận quá nhỉ? gã cũng không gọi là phó thị trường trương hay trương dương nữa. cấp bậc của tôi cao hơn anh, thì tôi có tư cách nói như vậy với anh. trương dương cười nói, tôi chẳng phải quán triệt nhiệm vụ của thị trường tôn hay sao? vừa nãy tôi giao nhiệm vụ cho giám đốc đài truyền hình lương, bảo chị ấy làm tốt công tác tuyên truyền phòng hạt, nâng cao ý thức của toàn dân, làm cho mọi người đều biết rằng lần hạn hán này rất nghiêm trọng, làm cho những lời tuyên truyền của chúng ta đi đến với người dân, động viên nhân dân toàn thành phố. Câu này của hắn làm cho Tôn Đông Cường không lôi được ra lỗi nào, gã gật đầu, làm việc tích cực đấy chứ. Cảm ơn lời khen của thị trưởng Tôn. Tôn Đông Cường nghe câu này mới ý thức được mình đã bị Trương Dương kéo vào chồng rồi vốn định mắng hắn, sao giờ lại thành khen rồi. Đã thấy những người không cần thể diện, nhưng chưa từng thấy người mặt dày như vậy, trong lòng tôn đông cường thầm chửi. Gã cầm mấy chữ của Trương Dương ra, đây là kiến nghị chống hạn của anh đấy à? Trương Dương nói, thị trường tôn cảm thấy thế nào? Tôn Đông Cường hỏi lại, cái gì thế nào? Chữ thế nào? Tôn Đông Cường nói, chữ thì đẹp, nhưng lời lẽ thì sáo giống, không có nội dung thực tế, Câu tiếp sau đó của Trương Đại Quan suýt làm cho Tôn Đông Cường tức hộc máu, Tiểu Cao chỉ đưa cho tôi một tờ giấy, tôi muốn viết nhiều hơn, nhưng giấy không đủ. Tôn Đông Cường tức đến độ chừng hai mắt, không biết nói gì hơn, Trác lượng ở bên cạnh đang rót nước nghe đến đây không chịu được nữa, phì cười một tiếng. Tôn Đông Cường chút tất cả tức giận lên đầu anh ta, nhìn Trác lượng nói, ở đây không có việc của anh, ra ngoài. Trác lượng lại khổ sở ra ngoài. Tôn Đông Cường nói, Tiểu Trương à, anh có thể làm việc tử tế hơn được không? Trương Dương cười giỡn, vừa nãy chẳng phải thị trường Tôn nói tôi làm việc nỗ lực sao? Tôn Đông Cường không làm gì được Trương Dương, gã hiểu Trương Dương, nếu như gã nói nặng lời, thì có lẽ tên này sẽ chẳng tha cho mình, nghĩ đến hậu quả, Tôn Đông Cường dự định đến đây thôi, gã thở dài nói, anh xem những phó thị trường khác, người ta đều viết ít nhất là một nghìn chữ, đề ra rất nhiều loại kiến nghị. Nhưng đến anh thì sao, chỉ được tám chữ, Chẳng phải tôi nói chứ anh viết không đẹp, nhưng thái độ này của anh có phải quá khác biệt so với các phó thị trường khác không? Trương Dương nói, viết nhiều có cái tác dụng quái gì cơ chứ, toàn những lời lẽ sáo giống có ai mà không biết nói, nhưng chống hạn có liên quan khỉ mẹ gì đến viết chứ. Nếu như viết bài văn dài rằng rạc mà có thể giải quyết được tình hình hạn hán của phong trạch, thì tôi về vùi đầu viết ngay. Mặt tôn đông cường đỏ ao, tiểu tử này thật là quá thể, gã là thị trường, hắn chỉ là chức phó, còn chẳng phải là thường ủy mà lại dám nói thế trước mặt gã." Tôn Đông Cường nói, "Tôi nói là thái độ của anh có vấn đề." Trương Dương nói, "Thị trưởng Tôn, chúng ta cũng chẳng phải lần đầu tiên quen nhau nữa, tôi như thế nào, có lẽ anh cũng biết, tôi thích thực tế, không thích giả dối, nếu như nói có to đến mấy, nói có hay đến mấy thì cũng chẳng có quan hệ gì với công việc cả, hơn nữa, tôi vừa đến Phong Trạch, tôi cứ nói thật, tôi chẳng hiểu gì về tình hình hạn hán của Phong Trạch." bảo tôi không hiểu gì mà viết kiến nghị, đó chẳng phải là nói bừa sao? Nếu như anh muốn nghe những kiến nghị thật của tôi thì đợi tôi đi tìm hiểu về tình hình phong trạch đã, đến lúc đó dù anh có không bảo tôi nói tôi cũng sẽ nói." Tôn Đông Cường đã bắt đầu cảm thấy hối hận, gã làm sao phải tức giận ngay giữa sáng sớm cơ chứ, tên này mặt dày lắm, nói thế nào cũng có lý lẽ của hắn, với loại người vô lại thế này cứ để hắn tự sinh tự diệt, cần gì phải động vào hắn ta. Tôn Đông Cường càng nghĩ càng chán hắn trao mày nói, Tiểu Trương à, tôi còn có việc, anh ra ngoài trước đi. Trương Dương thầm nói, mẹ kiếp, anh muốn gọi tôi đến đây để làm mưa làm gió, giờ đây không được lại hạ lệnh đuổi khách, thế gian này đâu có việc dễ dàng đến thế. Trương Dương nói, tôi còn có việc báo cáo. Tôn Đông Cường nói, có việc gì? Trương Dương chẳng có việc gì cả, hắn vừa đến phong trạch, có thể có việc gì được chứ, việc có thể nghĩ đến là việc vừa rồi Lương Diễm báo cáo với hắn, thế là hắn chậm chậm báo cáo lại với Tôn Đông Cường viện xây dựng tòa nhà phát thanh và tháp truyền hình. Tôn Đông Cường đã nghe về việc này rồi, trước mắt, đài truyền hình phong trạch thực sự vừa xấu vừa nát, công suất phát sóng của tháp truyền hình cũng không thể thích ứng được với nhu cầu phát sóng. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Thị ủy đã nhắc đến chuyện này một lần, ngay lập tức bị bí thư Thị ủy Thẩm Khánh Hoa phủ quyết, thái độ của bí thư Thẩm rất rõ ràng. Những hạng mục mệt dân phí tiền này phải làm ít thôi, Tôn Đông Cường cũng không hiểu tại sao lại gọi đây là hạng mục mệt dân tốn tiền, cải tiến đài truyền hình là vì lợi ích của nhân dân. Nhưng bí thư thẩm đã nói như vậy, thì mọi người cũng chỉ có thể chấp nhận. chương 360, Khuếch Đại Âm Thanh Tôn Đông Cường nói, việc này tôi sẽ để ý, Tiểu Trương à. Anh vừa đến phong trạch phải nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc ở đây đi, cố gắng nhanh chóng bắt tay vào công việc. Trương Dương gật đầu nói, thị trường Tôn, anh có cảm thấy phương thức làm việc này của chúng ta, mặc dù thanh liêm, nhưng hiệu suất làm việc không cao không? Tôn Đông Cường biết Trương Dương định nói gì, thật ra gã cũng có cảm giác như Trương Dương, nhưng gã chỉ cười rồi nói những khó khăn trong công tác cố gắng khắc phục mà. Toàn là những lời lẽ sáo rỗng. Trương Dương cũng chẳng muốn nói chuyện tiếp với gã, thị trường Tôn, tôi đi đây, tôi phải cố gắng xem các bộ phận phân quản, hiểu một chút về tình hình cụ thể. Tôn Đông Cường nhắc nhở hắn, đi ra ngoài nhớ nói với phòng làm việc chính phủ một tiếng để giữ liên lạc. Trương Dương nói, biết rồi, gì đó nhỉ, di si động là của tôi, nếu để giữ liên lạc, thì có được báo tiền về không? Tôn Đông Cường nói, phí điện thoại có quy định cả, mỗi tháng có một lượng hỗ trợ cố định, tình hình cụ thể thì anh hỏi Trương Đăng Cao. Trương Dương về đến phòng làm việc của mình gọi Trương Đăng Cao đến, Trương Đăng Cao nói rõ ràng về những phúc lợi của Phó Thị trưởng cho Trương Dương một lần, rồi lại nói về chế độ ra ngoài, chế độ dùng xe, Trương Dương nghe mà phát buồn ngủ. Đến cuối cùng không chịu được nữa ngắt đoạn lời của Trương Đăng Cao, tôi biết rồi, nói tóm lại là làm gì cũng phải nói với anh một tiếng, anh chính là Tổng quản Đại Nội. Một câu nói làm cho Trương Đăng Cao nghẹn lời, vị này nói như vậy chẳng phải đã coi hắn như thái giám rồi sao? Ngớ một lúc, gã mới nói thị trường Trương à, tôi không phải có ý đó, đây là chế độ do bí thư thẩm quy định. Trương Dương thầm chửi, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười rất trào phúng. May mà tôi biết anh là chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ thành phố, nếu ai không biết lại tưởng anh là thư ký trưởng thị ủy cơ đấy. Trương Đăng cao lại đỏ mặt, không ngừng nói sách mé người khác, vị phó thị trưởng mới đến này quả thật là không dễ chiều, sao những việc này đối với người khác là việc đương nhiên, mà đến anh ta lại nói khó thế không biết. Trương Đăng cao thầm quyết định, về sau không có việc gì thì không phục vụ anh nữa, ông đây không phục vụ nổi, thì có lẽ tránh đi cũng được chứ. Trương Dương nói, chủ nhiệm Trương, thông báo với phạm vi quản lý của tôi, các lãnh đạo bộ phận đến chính phủ thành phố họp, tôi gặp mặt họ một chút. Trương Đăng Cao rút ra một quyển sổ nhỏ, thị trường Trương dự định vào hôm nào. Trương Dương nói, đương nhiên là hôm nay, họp luôn sáng nay, giờ anh đi thông báo cho họ, 10 giờ rưỡi đến phòng họp nhỏ của chính phủ thành phố để họp. Trương Đăng Cao ngớ người, cái này, hơi gấp gáp quá. Trương Dương chỉ chiếc đồng hồ trên tường, Giờ chưa đến 9 giờ, còn hơn tiếng đồng hồ nữa, tôi tin rằng những người trong phạm vi phong trạch nhất định sẽ đến, chúng ta làm việc phải tính đến hiệu suất công việc, nếu như chẳng còn hiệu suất thì làm sao làm tốt công việc được. Trương Đăng Cao không nói được gì nữa, trong lòng nói anh thích gì thì tùy, tôi chỉ việc đi thông báo là được rồi. Trương Dương nói, bảo người chuẩn bị cho tôi hội trường, chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường thôi, không cần phải quá long trọng. Trương Đăng Cao gật đầu, quay người đi nhưng chưa đi được bao lâu, thì Trương Dương lại dùng máy BP để gọi gã lại, trên chiếc máy BP đều hiện chữ cả, phó thị trưởng Trương chỉ nói ngắn gọn thế này, việc gấp, đến đây ngay, Trương Dương. Trương Đăng Cao lại lật đật chạy về, phòng làm việc của gã ở tầng 3, mặc dù không cao, nhưng chạy đi chạy lại thế này cũng mệt, hơn nữa gã lại béo, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, thị trưởng Trương, có việc gấp gì thế? Trương Dương nói, anh chỉnh lý lại tất cả giới thiệu về sơ yếu lý lịch và phương thức liên lạc của tất cả các người phụ trách bộ phận tôi quản lý cho tôi, rồi đưa đến đây ngay cho tôi. Vâng, mặt Trương đang cao cười, nhưng trong lòng thầm chửi, gã vừa về đến phòng làm việc, chưa kịp ngồi xuống ghế, bên này Trương Dương lại gửi một tin nhắn sang, nội dung vẫn như cũ, Trương đang cao lại lật đật bò lên, gã bắt đầu trách bố mẹ, tại sao lại đặt cái tên này cho gã, Trương Đăng cao, cứ bò lên bò xuống thế này thật sự chẳng dễ chịu gì. Trương Dương cũng chẳng có việc gì, nói với Trương Đăng Cao, đồng chí Đăng Cao, anh thông báo họp với họ thì nhân tiện báo rằng, những người đến muộn sẽ bị phạt 50 tệ. Cái gì cơ? Trương Đăng Cao ngơ ngác. Đi đi. Trương Đăng Cao không gấp rút như vậy nữa, mệt rồi, gã đã thật sự mệt rồi, ai mà chịu nổi sự hành hạ như vậy cơ chứ? Hắn đã hiểu ra rằng, phó thị trưởng Trương cố ý tiêu khiển gã, hắn chậm chạp đi đến phòng làm việc của mình, rồi chiếc máy BP lại vang lên lần nữa không cần nhìn cũng biết nhất định là của Trương Dương. Trương Đăng cao móc chiếc khăn tay ra lau mồ hôi, rồi mới chậm chậm lấy chiếc máy BP ra, bên trên vẫn là một hàng chữ quen thuộc, việc gấp, đến đây ngay, Trương Dương. Trương Đăng cao không thể lết được nữa, gã không chịu nổi nữa rồi, nếu cứ thế này, chắc gã mệt chết mất, nhưng lời gọi của Phó Thị trưởng Trương, không thể nào không đi. Lần này Trương Đăng cao 10 phút sau mới đến trước mặt Trương Dương, điều không giống với những lần trước là, lần này gã không chỉ đến một mình mà còn mang theo một anh chàng nhỏ trương đại quan khó chịu nói đồng chí đăng cao anh làm gì mà giờ mới đến trương đăng cao cười đau khổ nói tôi mải thông báo hội nghị thị trưởng trương đây là phó trường trinh sinh viên vừa phân đến khoa thư ký năm nay tôi thấy anh vừa đến phong trạch công việc bận rộn nên để cậu ấy đến đây giúp anh một thời gian đi trong lòng trương đại quan thầm mừng mục đích hắn hành hạ trương đăng cao chính là đây Trương Đăng Cao quả nhiên không chịu nổi nữa, chủ động tìm cho hắn một bí thư, điều này đã chứng minh tất cả các chính sách và quy định đều là chết cả, nhưng người là thứ sống, chỉ cần hơi thay đổi một chút, là vạn sự đều có thể thương lượng được. Phó Trường Trinh cung kính nói với Trương Dương, chào thị trưởng Trương. Trương Dương gật đầu, nói với Trương Đăng Cao, đồng chí Đăng Cao, thế này không được đâu, bí thư thẩm quy định, mấy người phó thị trưởng như chúng tôi không được phép có thư ký chuyên trách, tôi mở đầu làm như vậy. Người khác liệu có nói ra nói vào không? Trương Đăng cao ngầm chửi Trương Dương đã cố tình làm việc rồi còn giả ngây giả ngô, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói: "Thị trưởng Trương, tiểu phó chỉ là tạm thời đến đây thôi, không phải là thư ký chuyên chức." Trương Dương cười nói: "Ừm, um, ừm, um, được, anh mau chóng đi sắp xếp hội nghị đi, có việc tôi sẽ lại gọi anh." Trương Đăng cao giờ khóc giờ cười rời khỏi phòng làm việc của Trương Dương, chỉ hy vọng sự hành hạ của thị trưởng Trương với mình đến đây là chấm dứt. Trương Dương nhìn Phó Trường Trinh rất hòa nhã, tiểu phó, cậu bao nhiêu tuổi rồi? 23 tuổi. Trương Dương nhìn Phó Trường Trinh sợ sệt trước mặt mình, một cảm giác đắc ý nổi lên trong lòng hắn, quyền lực là một thứ thật tốt, Phó Trường Trinh còn lớn hơn mình, nhưng trước mặt hắn vẫn phải giả bộ. Trương Dương nói, anh tự giới thiệu bản thân mình đi. Phó Trường Trinh nói, thị trường Trương, tôi là người phong trạch, tốt nghiệp từ trường nhất trung phong trạch, sau này thi được vào khoa triết học Đại học Đông Giang, trong thời gian ở trường đã đảm nhận bí thư chi bộ đoàn của khoa, bộ trưởng tuyên truyền học sinh, năm ngoái tốt nghiệp đại học được phân đến khoa thư ký chính phủ huyện Phong Trạch và công tác đến bây giờ. Trương Dương cười nói, khá lắm đấy chứ, cậu có sở trường gì? Phó trường Trinh Khiêm Tốn nói, chẳng có sở trường gì cả. Trương Dương nói, vậy mấy năm nay cậu học là phí tiền sao? Chẳng phải là điểm cao nhưng năng lực thấp chứ. Khuôn mặt phó trường Trinh ngay lập tức trở nên đỏ bừng, anh ta muốn khiêm tốn, nhưng người ta lại không thích trò này. Anh ta nói, tôi viết văn cũng được, có thể viết chút văn, cũng đã đăng vài bài trên tạp chí. Trương Dương cười ha ha, đây là điều hắn cần, hắn nói với Phó Trường Trinh, tí nữa tôi sẽ mở hội nghị, cậu giúp tôi viết một bài diễn thuyết. Phó Trường Trinh không ngờ mình đã có nhiệm vụ rồi, anh ta gật đầu nói, thị trưởng Trương muốn nói về vấn đề nào. Trương Dương nói, cứ viết bừa đi, văn giáo, vệ sinh, thể dục, kế hoạch hóa gia đình cậu đều viết cả đi. Hắn chỉ đối diện bàn làm việc của mình, viết ở đây luôn đi, tiện thể nghe điện thoại cho tôi luôn. Phó Trường Trinh ngồi xuống, nhưng điều anh ta không ngờ được là, lần ngồi này của anh ta dài đến mấy năm. Mặc dù mỗi vị phó thị trưởng đều không có bí thư chuyên chức, nhưng đó chỉ là ngoài mặt mà thôi. Trên thực tế, các vị thư ký trong khoa thư ký phân công rất rõ ràng, vẫn có nhẹ có nặng cả. Phó Trường Trinh là người có kinh nghiệm làm việc ít nhất ở đây, lại thật thà, vì thế bình thường trong khoa thường bị người ta hiếp đáp, việc gì khó khăn nặng nhọc cũng bảo anh ta làm, vì vậy Trương Đăng Cao đưa anh ta đến trước mặt Trương Dương, Trương Đăng Cao biết vị này không dễ hầu, nên những việc khổ sai như thế này đương nhiên được đặc cách cho Phó Trường Trinh. 10 giờ rưỡi sáng, Trương Dương chuẩn bị đến phòng họp nhỏ, các lãnh đạo phân quản các cục bộ dưới hắn cũng đã lục tục đến, trước khi Trương Dương đến trước phòng họp, Phó Trường Trinh đã viết xong bản diễn thuyết. Trương Dương nhìn một lượt rồi đặt một bên, không bình luận gì về bài viết này, Phó Trường Trinh cảm thấy hơi bất an, anh ta đi theo Trương Dương, đến hội trường. Trương Đăng Cao cũng đã đến, Trương Dương nhìn thời gian, rồi nói với Trương Đăng Cao, điểm danh. Trương Đăng Cao đã nghĩ đến sẽ có trò này, vì vậy gã lấy danh sách ra, bắt đầu đọc, điều làm cho Trương Đăng Cao ngạc nhiên là, có một vài nhân vật quan trọng vẫn chưa đến nơi, Cục trưởng Cục Vệ sinh Phùng Xuân Sinh, Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Cường, Chủ tịch Liên Hiệp hội Người Tàn Tật Tiết Lập Minh, khi điểm danh, đài trưởng đài truyền hình Lương Diễm vội vàng chạy vào, chị ta đến muộn 5 phút, cười với Trương Dương, thị trưởng Trương, xin lỗi, tôi bị tắc đường. Trương Đại quan suýt nữa cười thành tiếng, trong lòng nghĩ rằng chiếc xe máy đó mà cũng tắc đường được sao. Hắn cũng không làm bẽ mặt chị ta, mà chỉ gật đầu nói, đài trưởng Lương đã nhận được thông báo chưa? Lương Diễm gật đầu. Trương Dương cười nói, phạt 50 tệ. Lương Diễm tủi thân nhìn Trương Dương, quan mới luôn phải làm rõ quyền uy của mình, nhưng không ngờ ngọn lửa đó lại rơi đúng vào đầu chị ta, chị ta vẫn rất phối hợp, móc từ trong túi ra 50 tệ đưa cho Trương Dương. Trương Đăng cao nhìn Trương Dương, Trương Dương ngụ ý bảo gã thu tiền. Người đến muộn không chỉ có một mình lương diễm, mà tất cả có 5 người, Trương Đăng cao đã thu tất cả 250 tệ. Trương Dương thấy người đến đã hòm hòm, hắn giọng chuẩn bị nói, đúng lúc này thì chủ tịch hiệp hội người tàn tật tiết lập minh cả thọt đi vào, Trương Đăng Cao chuẩn bị thu tiền, Trương Dương nói thôi, đồng chí Lập Minh đi lại không thuận tiện, không thu tiền. Tất cả mọi người đều nhìn vị phó thị trưởng mới nhậm chức này, hội nghị này mở quá đột ngột, hơn nữa vừa đến đã phạt tiền, làm cho họ không hiểu rằng tên này là loại người gì. Trương Dương cười nói, chào mọi người, hôm nay tôi gọi mọi người đến đây mở cuộc họp này, chẳng có ý gì khác, chỉ muốn làm quen với mọi người, tiện thể nói chuyện công việc, Nói về những vấn đề và khó khăn tồn tại trong công tác của mọi người, nói về việc chúng ta sẽ phối hợp thế nào trong thời gian sắp tới để triển khai công việc được tốt hơn. Tôi rất nghiêm ngặt về giờ giấc, tôi không thích đến muộn, nếu hai người hẹn nhau mà một trong hai người đến muộn, đó là sự không tôn trọng đối phương, chúng ta mở cuộc họp mà đến muộn, người đến muộn đã không tôn trọng tất cả mọi người, vì thế tôi phải phạt anh ta, phạt chỉ là một phương pháp, không phải là một mục đích, 250 tệ này cũng chẳng phải đưa vào túi tôi. Còn về việc sắp xếp thế nào thì tí nữa tôi sẽ nói với các vị." Trương Dương vừa nói xong câu này, mọi người đều cười, không khí hội trường cũng thoải mái hơn nhiều. Trương Dương nói, "Thành phố đưa tôi đến đây là để phụ trách công tác văn giáo vệ sinh, tôi muốn làm quen với cục trưởng giáo dục." Trương Đăng Cao nói nhỏ một bên với Trương Dương, "Cục trưởng Lưu vẫn chưa đến." Trương Dương cười nói, "Chưa đến à, gọi điện qua đó." Trương Đăng Cao đứng dậy đến chiếc điện thoại ở góc phòng muốn nhấc máy điện thoại lên, đang định nói, thì nghe thấy Trương Đại Quan nói, dùng nút khuếch đại âm thanh. Trương Đăng cao ngớ người, không biết vị phó thị trưởng này lại có ý gì, gã vẫn làm theo, Trương Dương lại nói, nên nói như thế nào, tự anh biết. Trương Đăng Cao lúc này mới phát hiện ra chỗ độc của Trương Dương. Tất cả mọi người đều lắng tai nghe điện thoại, trong lòng nói giờ có kịch hay để xem rồi, vị phó thị trưởng mới đến này đúng chẳng phải là loại tử tế gì đã gọi được đến cho lưu cường trương đăng cao nói cục trưởng lưu sao anh vẫn chưa đến mọi người đều đang đợi anh đến đấy gã không dám nói linh tinh nhưng vẫn ngầm ám thị một cách huyền chuyển lưu cường thấp giọng nói lão trương tôi không khỏe tối qua uống nhiều quá có phải anh không biết đâu tôi không đi nữa đâu anh nói với thị trưởng trương tôi bị ốm trương đăng cao đỏ mặt gã vội vàng ngắt lời lưu cường anh phải đến ngay thị trưởng trương đang chờ anh anh giúp tôi nói đỡ vài lời với, anh kinh nghiệm đầy mình thế này rồi, dỗ đứa trẻ có gì là khó. Trương Đăng Cao không nhịn nổi nữa nói, Lưu Cường, thái độ của anh kiểu gì thế? Lúc này gã chỉ muốn chui xuống đất, tất cả các vị lãnh đạo các bộ phận, không thể nhịn nổi nữa, cười ầm lên. Tiếng cười này vừa là sự khích bác Lưu Cường, vừa là sự chúc mừng cho bản thân, chiêu này của Phó Thị trưởng Trương thật là hiểm. Lưu Cường nghe thấy tiếng cười, mới ý thức được hình như đã xảy ra chuyện gì đó, trong lòng ông ta rất hật, không phải là hận Trương Dương, mà là hận Trương đăng cao, mẹ kiếp nhà Trương đăng cao, sao lại hại người như vậy chứ? Trương Dương cũng không tức giận, cười nói: "Cục trưởng Lưu, tôi vừa mới đến, thôi thì ông nể mặt chút." Bên đó Lưu Cường chỉ muốn đâm đầu vào tường, "Xin lỗi, xin lỗi thị trưởng Trương, tôi đến ngay đây, tôi đến ngay đây." Trương đăng cao cúp điện thoại, trong lòng cực kỳ ấm ức, nhìn vị phó thị trưởng Trương này, rồi thầm chửi họ hàng hang hốc của hắn. Trương Đăng Cao tôi có đắc tội gì với anh chứ, sao anh lại kẹp tôi ở giữa làm khó tôi. Nhưng sự tình vẫn chưa xong, gã còn phải gọi điện cho cục trưởng cục vệ sinh Phùng Xuân Sinh nữa, Trương Đăng Cao cứ lề dề mãi, làm thế nào mới làm cho đối phương ý thức được tính quan trọng của việc này, làm thế nào mới có thể truyền đạt thông tin đến cho đối phương đây. Sau khi gọi điện thoại, Trương Đăng Cao không đợi đối phương nói mà đã cướp lời cục trưởng băng, phó thị trưởng Trương đang đợi ông đến họp, rất quan trọng, cần phải đến ngay. Phùng Xuân Sinh nói, tôi đang đi thăm người bệnh, buổi sáng thì tôi không qua đó được, buổi chiều đi, tôi đến gặp riêng Phó Thị trưởng Trương. Câu này của ông ta chẳng có lỗi gì. Trương Đăng Cao nói, ông phải đến ngay, Phó Thị trưởng Trương yêu cầu vậy. Quan hệ của Phùng Xuân Sinh và Trương Đăng Cao cũng không tồi, y chẳng kiên trì nói chuyện, mẹ bí thư thẩm ốm rồi, tôi đã đến bệnh viện rồi, không thể quay đầu về được nữa. Vừa nãy chẳng phải đã nói với anh rồi sao, tìm một lý do hộ tôi. Trương Đăng Cao nói, nhưng phó thị trưởng Trương. Chẳng phải chỉ là phó thị trưởng Trương sao? Anh ta to đến mấy có thể to hơn bí thư thẩm được sao? Tôi nói này có phải anh làm việc phát ngố rồi không? Bên nặng bên nhẹ cũng không phân được à? Lại là một màn cười nữa, có người cười đến độ chảy cả nước mắt, Trương Đăng Cao cầm điện thoại, nói cũng không được, mà cục máy cũng không xong, trong lòng thầm nói, ông đừng trách tôi, người hại ông là Trương Dương. Phùng Xuân sinh hiểu rồi, Bên đó ông ta không nói lời nào, ngay lập tức cuộc điện thoại. Mấy vị bị Trương Dương phạt trước đó vốn còn cảm thấy buồn bực, giờ đây chẳng còn chút ấm ước nào nữa, thấy binh xuân sinh và lưu cường như vậy, đừng nói là phạt 50 tệ, dù có phạt 500 tệ họ cũng đồng ý phạt. Trương Dương cười làm một động tác tay, mọi người yên lặng một chút, tôi vẫn nói câu vừa rồi, hôm nay tôi mời mọi người đến đây là để làm quen gặp gỡ, làm sâu thêm ấn tượng, phương thức thế này, ấn tượng với mọi người có sâu sắc không? tất cả mọi người đều đồng loạt trả lời, sâu sắc. Trương Dương lại cười nói, lần sau họp, có còn ai dám đến muộn nữa không? Không dám. Phòng họp bên này rộ lên tiếng cười không ngớt, âm thanh rất lớn, làm cho cả tòa lầu làm việc đều chấn động cả. Thị trưởng Tôn Đông Cường và Phó Thị trưởng Thường vụ Trần Gia Niên đang nói chuyện, nghe thấy âm thanh đó, cũng không chịu nổi phải dừng lại. Tôn Đông Cường nói với Trác Lượng, đi xem xem có vấn đề gì. Trác Lượng quay người đi ra ngoài, một lúc sau đã trở lại rồi nói với tôn đông cường phó thị trưởng trương đang họp trần gia niên trao trao mày chẳng phải chỉ là họp hành thôi sao có cần thiết phải ăn to nói lớn như vậy không tôn đông cường không nói gì nhìn qua cửa kính sang lầu làm việc của thị ủy ở đối diện trong lòng thầm nói từ bây giờ nơi này không thể bình lặng được nữa rồi trương đại quan nói theo lẽ thường thì tôi mới nhậm chức nên phát biểu một vài lời cảm ơn tôi đã chuẩn bị rồi hắn cần tờ diễn thuyết của Phó Trường Trinh lên, chuẩn bị thì cũng chuẩn bị rồi đấy, nhưng bản diễn thuyết này không phải do tôi viết, mà là tôi bảo tiểu phó viết dùm tôi. Tất cả hội viên nghe đến đây đều cười khanh khách, vị phó thị trưởng mới đến này thật là thành thực quá, thật ra để thư ký viết bài nói chuyện là một thói quen rồi, đừng nói là phó thị trưởng, dù là họ cũng có lúc làm như vậy. Phó Trường Trinh đứng bên cạnh Trương Dương, hơi sợ sệt, vị phó thị trưởng này cái gì cũng nói, việc này cũng lôi ra. Trương Dương nói: Tôi vốn muốn nói theo bản này, nhưng tôi phát hiện ra có mấy đoạn rất quen. Hắn không xem bản diễn thuyết, mà nói: Tôi tin tưởng rằng, có sự lãnh đạo sáng suốt của tỉnh ủy, chính phủ tỉnh và thị ủy, có nhân đại thành phố, đại hội đại biểu nhân dân thành phố cơ quan lớn nhất của một thành phố có chính nghiệp thành phố, hội hiệp thương chính trị, đôn đốc và ủng hộ, có sự đoàn kết phấn đấu của toàn bộ các cán bộ và tổ chức các cấp toàn thành phố, chúng ta nhất định có thể đẩy công tác phong trạch lên một tầm phát triển mới ngày mai của phong trạch nhất định sẽ dạng rõ hơn. Sáng lạn hơn, Trương Dương cười nói, đoạn này tôi quá quen thuộc, bí thư thị ủy đỗ của chúng ta khi thượng nhiệm cũng nói một đoạn như thế này, lúc đó tôi có được xem trước bản diễn thuyết, mấy câu mở đầu còn do tôi nghĩ cho đấy chứ, vì thế tôi thấy quen như vậy bèn không dám dùng nữa, sợ mọi người nói tôi ăn cắp bản quyền. Toàn hội trường lại cười dầm lên, nguyên nhân họ cười là, đoạn này Tôn Đông Cường cũng đã dùng trong lần đầu tiên gã đến phong trạch, thực ra đây cũng là điều bình thường mà thôi, những câu nói mang tính công thức thế này, ai mà chẳng lấy ra ốp vào cơ chứ, mấy cán bộ đảng của chúng ta thường thích đọc mấy thứ sáo rỗng này, còn về ý nghĩa thực sự của nó, thì chẳng ai đi nghĩ nhiều. Phó trường Trinh đỏ bừng mặt, nghĩ rằng chút nữa sẽ xin lỗi thị trưởng Trương, điều này cũng không thể trách anh ta được, vì thị trưởng Trương đòi gấp quá, vì vậy phó trường Trinh mới viết thế, không ngờ phó thị trưởng Trương quen biết rộng, vừa nhìn đã nhận ra ngay có đoạn bí thư đỗ đã dùng. Trương Dương cười với Phó Trường Trinh, tiểu phó, tôi không phải là mắng cậu, thật ra những việc thế này quá đối bình thường, chẳng giấu gì mọi người, bình thường tôi ghét nhất là nghe mấy ông lãnh đạo nói chuyện, toàn những ngôn từ sáo rỗng, nói như bay trên mây trên gió, tính tôi không được tốt, gấp gáp, nhưng tôi rất tôn trọng đạo lý, tôi thích sự thật. Tôi không thích làm cái gì hời hợt bề ngoài, mọi người nếu như đã nghe nói về một số chuyện trước kia của tôi, có lẽ cũng hiểu phần nào đó về con người tôi. Nói đến đây, lời của Trương Dương bị ngắt đoạn, Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Cường chạy hộp tố vào trong. Trương Dương nhìn đồng hồ, Lưu Cường đến muộn nửa tiếng đồng hồ. Lưu Cường vừa lau mồ hôi, vừa thở dốc, đến trước mặt Trương Dương, thị trưởng Trương, xin lỗi, xin lỗi. Tôi, Trương Dương cười nói, ông là Cục trưởng Lưu đúng không? Lưu Cường gật đầu cái rụp, y muốn giải thích, nhưng vừa nãy trong điện thoại đã nói người ta là thằng trẻ con. Điều này có nghĩa làm nhục phó thị trưởng mới đến, Điều này phải giải thích như thế nào đây? Trương Dương nói với Trương Đăng Cao, chủ nhiệm Trương, anh và cục trưởng Trương quen rất thân đúng không? Trương Đăng Cao ngớ người, rồi lắc đầu, điều này làm tất cả mọi người đều cười rộ lên, trong thể chế phong trạch, ai mà chẳng biết Trương Đăng Cao và Lưu Cường hay qua lại với nhau, mà lúc này gã lại không thừa nhận, đúng thật là lúc gặp nạn mới biết lòng nhau, giờ đây chưa đến lúc lâm nạn mà Trương Đăng Cao đã bắt đầu tự bảo vệ mình rồi. Lưu Cường thầm chửi Trương Đăng cao một vạn một ngàn lần, mẹ kiếp, tên này thật chẳng có nghĩa khí gì. Trương Dương cười nói, vậy có nghĩa là quan hệ bình thường rồi, quan hệ bình thường, tại sao người khác đến muộn thì anh phạt tiền, ông ấy đến muộn anh lại không có phản ứng gì. Trương Đăng cao được Trương Dương nhắc nhở, lúc này mới ý thức được mình thật sự quên việc này, gã đến trước mặt Lưu Cường đòi phạt tiền, Lưu Cường không mang tiền, ngại ngần nói anh giúp tôi bù vào đấy trước, về sau tôi sẽ trả lại lại là một chàng cười nữa. Lúc này, cục trưởng vệ sinh Phùng Xuân Sinh cũng đến rồi, Phùng Xuân Sinh còn sợ hơn Lưu Cường, Lưu Cường chỉ bảo người ta tuổi nhỏ, Phùng Xuân Sinh lại nói rằng trương dương quan nhỏ, trên quan trường, anh nói người ta tuổi nhỏ, miệng còn hôi sữa thì cũng chẳng sao, nhưng anh nói người ta quan nhỏ, không có quyền, đây là điều cấm kỵ rất lớn, Phùng Xuân Sinh sợ, gọi một tiếng thị trưởng trương, rồi ngoan ngoãn móc 50 tệ ra. Người cần đến đã đến đủ rồi, tất cả gồm 11 người, người, còn một số bộ phận không mấy quan trọng thì không cần thông báo. Trương Dương cười nói, mọi người có thể đến đây, tôi rất vui, mọi người cũng đã đến rồi, tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là trẻ hơn một chút, đẹp trai hơn một chút, còn những thứ khác thì giống với người bình thường. Không khí hội trường lúc này đã thoải mái hơn rất nhiều, đại đa số người tham dự đều cho rằng vị phó thị trưởng mới đến này rất hài hước, nhưng không phải là loại dễ nhằn, xem ra người ta trẻ thế này đã làm được đến vị trí hiện tại không chỉ là vì dựa vào hậu đài." Trương Dương nói, "Mọi người cũng đã quen biết nhau cả rồi, mọi người không biết tôi cũng không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian, tôi cũng không hiểu về mọi người, nhưng từ ngày hôm nay, tôi dự định làm bạn với mọi người, mục đích của việc tôi làm bạn với mọi người là vì cùng làm việc, cùng làm cho phong trạch đi lên, lãnh đạo đã đưa tôi đến đây, thì tôi phải làm một chút gì đó cho ra trò, tôi có một cái tật xấu, đó là đã không làm thì thôi, nếu đã làm, phải làm cho tử tế." Lương Diễm vỗ tay trước, rồi mọi người vỗ tay theo. Trương Dương nói, "Giờ đây tôi giao quyền phát ngôn cho mọi người, mọi người có gì, chỉ cần nói ra, tôi vừa mới đến phong trạch, cần phải nghe những âm thanh không giống nhau, không sợ có vấn đề, sợ là sợ có vấn đề nhưng không giải quyết." Tất cả mọi người đều nhìn nhau, không khí trở nên yên lặng, không ai chủ động lên tiếng. Đây là vì họ vẫn chưa hiểu được về vị phó thị trưởng mới này, dù là có vấn đề cũng không muốn nói ngay lúc này. Không ai nói, Trương Dương nhìn sang Lương Diễm, Lương Diễm nói, nếu không ai nói thì tôi nói, đài truyền hình chúng ta xây dựng vào những năm 80, dù là các thiết bị hay là máy móc đều không thể đáp ứng được nhu cầu của phong trạch, cũng không thể thích ứng được với công tác tuyên truyền của Đảng ta. Tôi hy vọng thị trưởng Trương có thể giúp đỡ tôi giải quyết vấn đề này, giờ đây cuộc sống vật chất của người dân đã nâng cao hơn rất nhiều, nhu cầu của họ về cuộc sống tinh thần cũng ngày càng cao hơn. Tivi quảng cáo đã trở thành một bộ phận tất yếu trong cuộc sống tinh thần của người dân, cải thiện điều kiện phát sóng của đài truyền hình chính là cải thiện cuộc sống tinh thần của nhân dân, điều này có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển văn minh tinh thần của thời đại mới. Trương đại quan nghe đến độ ong ong đầu, thôi được rồi được rồi, gì đó nhỉ, nói nữa thì có lẽ sẽ lên đến tầng lợi ích dân tộc rồi. Đài trưởng lương, bản báo cáo của chị còn ở trên bàn tôi kìa, tôi sẽ để ý đến việc này. Cảm ơn thị trưởng Trương Lương Diễm nói xong, những người khác vẫn không nói gì, Trương Dương nhìn thấy mọi người lặng yên như vậy, trong lòng cũng thấy chán, nhìn thời gian, đã 11 giờ rưỡi rồi, sắp đến giờ ăn cơm, Trương Dương vẫy tay với Trương Đăng Cao. Trương Đăng Cao đến bên cạnh hắn, Trương Dương nói, đi phòng chiêu đãi của chính phủ thành phố chúng ta sắp xếp một chút đi, mở họp đến bây giờ, mời mọi người ăn bữa cơm đã rồi về. Trương Đăng Cao gật đầu, rồi tính số người hôm nay, thêm họ nữa, có lẽ hai bàn là đủ. Trương Dương lại bổ sung, cơm canh đầy đặn một chút, 300 năm tươi tệ tiền phạt đều lấy ra dùng, để mọi người ăn ngon, ăn no. Tên này nói xong rồi dừng lại một lúc, đây là hoạt động tập thế, ai không đi, phạt 100 tệ. Trương Đăng cao thật là phục tên này, vừa nói xong đã nghĩ ra cách xử lý tiền phạt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cách này còn tốt hơn cách thu tiền, ăn hết dùng hết, mọi người đều chẳng nghĩ gì, đỡ phải có người về sau suy nghĩ về món tiền đó. Thế là buổi trưa ngày hôm đó trong phòng chiêu đãi của chính phủ thành phố, đã tăng lên một đám cán bộ đến nhập tiệc, giám đốc phòng chiêu đãi từ tinh đích thân sắp xếp hai bàn cơm, mỗi bàn có tiêu chuẩn 200 tệ, điều này đã phá vỡ quy định bốn món một canh của thẩm Khánh Hoa, có điều người ta bù vào 350 tệ, dù là chia đôi ra thì cũng không vi phạm luật lệ. Trương Dương có cái thông minh của hắn, lợi dụng số tiền phạt này, làm cho mọi người ăn ngon uống ngon, có điều lệnh cấm rượu vào buổi trưa hắn cũng không dám phản lại hắn mua Sprite và Coca-Cola, dùng đồ uống đó để thay rượu, dù là cảm giác của mấy vị cấp dưới này với Trương Dương là tốt hay là xấu, thì hội nghị và bữa cơm trưa ngày hôm nay đã làm cho ấn tượng của họ với vị phó thị trưởng mới đến này càng ngày càng sâu sắc. Trương Dương cầm cốc Sprite đến trước mặt Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Cường, Lưu Cục, tôi kính ông một chén. Lưu Cường sợ đến độ vội vàng đứng dậy, thị trưởng Trương, tôi kính anh mới đúng. Trương Dương cười nói, tuổi ông lớn mà, lưu cường đã nghe ra trong câu này ý của trương dương là đang tính sổ với y lưu cường nói thị trưởng trương thật là xin lỗi quá tôi nói năng hàm hồ có chỗ nào đắc tội thì mong anh bỏ quá cho trương dương cười ấn ông ấy ngồi xuống lưu cục ông nghĩ đi đây vậy tôi thật sự còn rất trẻ nói thật tuổi của ông còn lớn hơn tuổi cha tôi đấy chứ lưu cường chỉ có thể cười tim đập thình thịch không biết rằng vi phó thị trưởng này rốt cuộc nghĩ gì Trương Dương nói, công tác giáo dục là rất quan trọng. Hắn lại quay sang nói với cục trưởng cục vệ sinh Phùng Xuân Sinh, còn công tác vệ sinh nữa, công việc phụ trách của hai vị rất nặng nề, công tác của tôi có thể làm tốt hay không, có thể làm ra thành tích hay không, đều dựa vào hai vị cả đấy, hôm nay phạt hai vị 50 tệ, hai vị không hận tôi chứ? Hai người đồng loạt lắc đầu, Phùng Xuân Sinh nói, thị trưởng Trương, chúng tôi đến muộn, bị phạt là điều đáng làm. Chúng tôi chấp nhận hơn nữa không có gì bất mãn cả. Trương Dương cười nói, nói thật, vốn tôi dự định buổi trưa rút tiền túi của mình ra để mời mọi người, nhưng lại tiếc của, vì thế mới nghĩ ra chiêu này, tôi chỉ muốn tất cả mọi người đều đến muộn nếu như tất cả đều đến muộn hết, thì bữa cơm hôm nay của chúng ta càng thịnh soạn hơn. Một câu nói lại làm cho mọi người cười rộ lên. Trương Đăng Cao đang cầm một cái đùi gà gặm ngon lành, đột nhiên nhìn thấy thị trưởng Tôn Đông Cường và phó thị trưởng thường vụ Trần Gia Niên đến đây ăn cơm, gã vội vàng đứng dậy ra đón. Trương Dương quay người ra nhìn thấy họ, cười vẫy vẫy tay, thị trưởng Tôn, phó thị trưởng Trần, hai người đến thật đúng lúc, cùng đến ăn cơm đi. Tôn Đông Cường ngớ ra, thấy đám người này ăn nhậu ở đây, thật là bái phục Trương Dương, tên này quá là coi trời bằng vung, ai mà không biết quy định của bí thư thẩm, bữa cơm công việc chỉ có bốn món và một canh, dù là lãnh đạo cấp trên về cũng chỉ có thể, mà Trương Dương lại dám đưa một đám người vào đây ăn uống linh đình, có lẽ một thời gian nữa việc này sẽ đồn đến tai bí thư thẩm tôn đông cường thầm nghĩ tiểu tử nhà ngươi chết chắc rồi trương dương bước qua chỗ đó một tay kéo muốn kéo tôn đông cường vào đó trần gia niên không vui thấp giọng nói tiểu trương à cậu không biết quy định tiếp đãi của chúng ta trương dương cười nói biết rồi được rồi ông đừng lo nữa có việc gì tôi đứng ra chịu trách nhiệm trong lòng hắn hơi khó chịu tôn đông cường còn chưa nói gì cái chức phó thị trưởng như ông còn dám lên tiếng. Trần Gia Niên lại nói, là một đồng chí lãnh đạo cần phải chú ý đến ảnh hưởng. Tôn Đông Cường cảm thấy Trương Dương cố ý kéo gã vào, gã kiên tì nói, Tiểu Trương, chúng tôi còn ít việc quan trọng, ăn một chút rồi đi ngay, không tham gia cùng mọi người nữa. Trương Dương nói, các đồng chí, hai vị thị trưởng đến thăm mọi người, mọi người vỗ tay biểu thị hoan nghênh. Chàng vỗ tay rầm rầm vang lên, đám người này dưới sự dẫn dắt của trương dương cũng náo nhiệt hẳn lên. thấy tình hình như vậy tôn đông cường và trần gia niên cũng chẳng tiếp tục từ chối được nữa, họ chỉ đành ngồi xuống. tôn đông cường thấy họ uống nước bình thường mới yên tâm. những người ngồi ở đó thấy thị trưởng và phó thị trưởng thường vụ đều đến cả, ai nấy đều đến kính rượu, đương nhiên là uống nước ngọt chứ không phải là rượu thật. trương dương đưa cho tôn đông cường một cốc coca, trương đăng cao đưa cho trần gia niên một cốc sprite. Giờ đây không khí rất vui vẻ, Tôn Đông Cường và Trần Gia Niên uống mấy cốc với mọi người sau đó ăn cơm. Tất cả mọi người đều để ý đến một tiểu tiết, phó thị trưởng thường vụ Trần Gia Niên sau khi uống mấy cốc surprise xong mặt bắt đầu đỏ lên, họ đều cảm thấy hơi kỳ lạ, sao uống surprise mà cũng say được sao? Tôn Đông Cường cũng rất kỳ lạ, gã nghi ngờ có phải trong cốc có trộn rượu hay không, nhân lúc đưa lên uống, gã hít một hơi, không có mùi rượu. Gã cũng không muốn kéo dài mỉm cười nói, ăn cơm, ăn cơm, buổi chiều còn phải đi làm nữa. Trương Dương hưởng ứng, ăn cơm thôi. Nhưng mặt Trần Gia Niên ngày càng đỏ, y chớp chớp mắt, rồi lấy khăn giấy ra lau mồ hôi. Trương Dương ngồi bên cạnh quan tâm hỏi, Phó Thị trưởng Trần, ông sao thế? Có phải không khỏe không? Trần Gia Niên lắc đầu, không sao, không sao. Y chưa nói dứt lời đã ợ lên một hơi, Tôn Đông Cường ngửi thấy mùi rượu, gã kinh ngạc nhìn Trần Gia Niên, Trần Gia Niên lắc lư đứng dậy, y chỉ vào chiếc cốc, rồi đột nhiên ôm miệng chạy ra ngoài. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 360